Á, thần kinh Trần Tĩnh như lò xo bung ra, tỉnh ngay lập tức, cầm lấy di động, Tử Gia, sớm thế tìm chị có việc gì. Nhớ ra cô và Trương Khác không thể cùng lúc nhận điện thoại trong cùng phòng, bảo y ra ngoài cửa nhận điện, lúc này nhìn thấy y mông Trần bò xuống giường, không nhịn được cười, cô không thể ngồi dậy, đêm qua hai bọn họ trần truồng ôm nhau ngủ, cúi mình nhặt chiếc khăn tắm dưới đất ném cho Trương Khác. Điện thoại của Trương Khác là do Tiêu Tấn Thành từ New York gọi tới, nội dung giống cuộc điện thoại của Tạ Tử Gia, nói chuyện chỉ số Nasdaq giảm mạnh. Ai, Trương Khác nói vài ba câu cúp máy, thấy Trần Tĩnh cũng cúp điện thoại của Tạ Tử Gia, ngáp dài, mộng đẹp thế là tan tành, biết vậy đã tắt máy trước khi ngủ. Mơ thấy ai mà tiếc nuối thế? Trừ em ra còn mơ thấy Hứa Tư, Vãn Tình, Tiểu Thanh, Đan Thanh. Trương Khác mặt dày chui vào chăn nói, tất cả đều ở bên anh. Đồ mặt dày, đồ tham lam. Trần Tĩnh xách tai Trương Khác, rồi ôm lấy y, áp mặt lên lồng ngực, nghe tiếng tim đập mạnh mỹ của y, chỉ số Nasdaq hình như không chống đỡ nổi thật. Ai mà biết, có lẽ không chống đỡ được, có lẽ còn có thể trì hoãn một chút, phải xem tòa án tối cao phán quyết vào trung tuần tháng 6 ra sao, nhưng thịnh thế đã suy, cho dù có phục hồi lại, trong thời gian ngắn vẫn tiếp tục đi xuống, lời nói dối bị bóc trần, khí thế nhà đầu tư sụt giảm, tai nạn sẽ còn lan rộng. Ngoài cửa sổ có chút sương, ánh sáng lờ mờ chiếu vào, mở mắt ra nhìn, cành cây như ẩn như hiện trong làn sương mỏng, sau khi bị đánh thức chẳng còn muốn ngủ nữa. Trương Khác vỗ mông Trần Tĩnh đầy ẩn ý, nhưng bị cô đẩy ngã cưỡi lên trên. Buổi sáng vẫn dò Trần Tĩnh lái xe đưa Trương Khác rời Yến Viên, y chẳng có an bài gì đặc biệt. Trần Phi Dung tới Hong Kong thực tập rồi, hiện Trương Khác tới thư viện đọc sách không có bóng Hồng bên cạnh nữa, lòng sinh nhớ nhung, nhưng không phải nỗi nhớ ra diết khi nhớ Hứa Tư, Đường Thanh, nó có cái gì đó dịu dịu nhẹ nhẹ, rất êm đềm, ngồi ngây ra nhìn ánh sáng mắt trời xuyên qua làn sương chiếu tới. Chỉ số Nasdaq giảm mạnh, Lâm Tuyết không ngờ Trương Khác rảnh rang tới thư viện đọc tiểu thuyết, nhìn dáng vẻ hết sức hưởng thụ của y, cứ như trước kia ném ra 300 triệu xây cái thư viện đồ sộ này chỉ vì để bản thân có chỗ yên tĩnh đọc sách thôi vậy. Hiện giá cổ phiếu của Côn Đằng Online cũng mất 11 điểm, đó là lần tụt giảm mạnh nhất từ sau khi lên TTCK, cho dù Thế Cẩm Hồ chẳng lẽ không nghĩ tới đây là một cơ hội với họ. Lâm Tuyết biết Cẩm Hồ luôn tích cực mua các công ty công nghệ hải ngoại. Chẳng qua vì làn sóng công nghệ 2 năm qua quá dữ dội, giá các công ty công nghệ đội lên quá cao, nên Cẩm Hồ mới kìm bớt lại. Lâm Tiểu Thư tới giả vờ xem sách hay là giả vờ tới khiêu khích các chàng trai nhỏ đấy? Trương Khác thấy Lâm Tuyết ôm hai cuốn sách đứng trước mặt, đặt sách xuống cười hỏi. Hạ tuần tháng 4, Kiến Nghiệp đã có không khí đầu mùa hè, Lâm Tuyết chỉ mặc chiếc áo vải nhẹ, cổ áo mở rộng, lộ ra khe vú sâu thẳm, váy bó mày cà phê và giày bót đen tôn lên cơ thể tha thướt gợi tình của cô ta. Khuôn mặt xinh đẹp với phong tình vô hạn khiến các chàng trai bị hớp hồn ngay từ lúc cô ta bước vào. Lâm Tuyết tự biết dung nhan mỹ lệ của mình chẳng hề có chút hấp dẫn nào với Trương Khác, căm hận chỉ muốn móc mắt y ra, cô ta vốn tưởng vờ vào xem sách, ai ngờ Trương Khác không thương hương tiếc ngọc tới mức này, may mà mặt cô ta cũng đủ dày, kéo ghế ngồi xuống đối diện, cười duyên dáng, cũng phải có chàng trai nhỏ giả vờ cho tôi khiêu khích mới được. Hai chân vắt lên nhau, vờ vô tình để mũi giày chạm vào chân Trương Khác. Cô ta cũng rất rõ khó mà thăm dò được gì từ miệng Trương Khác, nhưng trước mặt y tựa hồ có cảm giác rất mẫn cảm, nên nghe Vương Hải Thúc nghe ngóng được y đang đọc sách ở đây liền đi tới. Trương Khác thu chân lại, y thực sự sợ mũi giày của Lâm Tuyết tiếp tục tiến lên trên, thoải mái ngả người dựa vào ghế xoay, nhìn ngắm khuôn mặt của cô ta, nếu đơn thuần chỉ là nhìn thôi, khuôn mặt xinh đẹp này cũng không để làm người ta ghét. Lâm Tuyết không chịu nổi ánh mắt như đang thưởng thức một món đồ của Trương Khác. Cho dù biết lên tiếng trước sẽ mất chủ động, nhưng vẫn bị ép phải mở miệng hỏi, những lời anh nói hôm qua trước mặt tỉnh trưởng Giang tựa hồ có ý chuyên nhắm vào Hải Túc, tôi có thể thỉnh giáo một chút được không? Có phải buổi sáng các vị cũng vội vàng tìm nhà bình luận kinh tế là vì Cẩm Hồ bảo làm à? Trương Khác cười với ý vị không rõ ràng, trước khi sự thể rõ ràng đã đưa ra bình luận là suy đoán vô căn cứ, nói chuyện riêng với nhau được, nhưng không thể đưa ra công khai. Nếu cô hỏi ý kiến của tôi... Không bằng chúng ta nói về Mishima Yukio, ông ta là một tác giả Nhật Bản phức tạp mà cực đoan, tôi rất thích tác phẩm của ông ấy. Lâm Tuyết nhìn thấy hai vệ sĩ ngồi cách đó không xa cảnh giác nhìn mình, dù không có vệ sĩ, cô ta cũng chẳng thể ra tay tát tên nhóc này mấy cái. Trương Khác nói hời hợt, nhưng dồn cô ta vào cái góc rất khó chịu, dù lấy dũng khí tới cầu xin, cuối cùng vẫn bị nhạo báng. Lâm Tuyết nghĩ chẳng lẽ mình vội vã chạy tới đây rồi thảo luận đề tài văn học với y thật sao? May là lúc này di động vang lên, Vương Hải Thúc nói với cô ta,
Nghiêm Văn Giới đã tới kiến Nghiệp. Ừ, tôi tới ngay. Lâm Tuyết vừa nói vừa rời phòng đọc sách, hối hận vì tới chuộc nhục vào thân, ánh mắt lạnh nhạt thờ ơ của y đặc biệt làm Lâm Tuyết khó tan đi mối hận trong lòng. Lâm Tuyết ngồi xe về tổng bộ Hải Túc, Nghiêm Văn Giới cũng vừa tới nơi, thấy mặt hắn không có vẻ lo lắng lắm, mày cũng giãn ra. TTCK trong nước không liên quan mấy tới TTCK nước ngoài, năm 97-98 khi TTCK châu Á sụt giảm như băng lỡ, TTCK trong nước chỉ quanh quẩn ở mức sa sút, cho dù hiện giờ chỉ số Nasdaq có tiếp tục sụt giảm, ảnh hưởng tới trong nước cũng có hạn, chỉ là kế hoạch phát hành lượng cổ phiếu trị giá 5 tỷ có hơi lớn trong thời kỳ đi xuống này. Lâm Tuyết quyết định không đem những lời khác thường trương khác nói trước mắt Giang Mẫn Chi kể cho Nghiêm Văn Giới, và lại thái độ của báo chí với việc Công Đằng Online mất giá mạnh cũng ôn hòa, những tờ báo kiểu như báo Sáng Kiến Nghiệp toàn là cùng hội cùng thuyền với Cẩm Hồ, không triển khai oanh kích rầm rộ. Lâm tiểu thư có rảnh cùng tôi đi gặp giám đốc Tô của chứng khoán Tinh Hà không? Nghiêm Văn Giới thấy khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Tuyết khi đi vào có chút oán hận, chỉ hỏi. Nếu công ty chứng khoán đồng ý trói buộc vào Hải Túc, chút dao động của Nasdaq có là cái gì? Chỉ là lần phát hành cổ phiếu này của Hải Túc tới 5 tỷ, dù Tinh Hà có sẵn lòng gánh cho Hải Tú cầm cũng chẳng gánh nổi. Nghiêm Văn Giới không phải không nghĩ tới tìm công ty chứng khoán khác đảm bảo, chỉ là mấy công ty chứng khoán lớn trong nước 2 năm qua lá gan nhỏ đi nhiều, không dám chơi quá ngông. Dù chỉ là lời hứa miệng suông, nhưng cao tầng Tinh Hà đảm bảo dứt khoát, trong lòng Lâm Tuyết cũng có chút an ủi, tới tận chiều mới về tổng bộ Hải Túc. Hồ Kim Tinh cũng ở đấy, trong văn phòng của Vương Hải Túc. Cậu tới đây làm cái gì? Lâm Tuyết Phong Tinh mê đắm dựa cửa văn phòng nhìn Hồ Kim Tinh. Chương 1236, nguy cơ kéo tới 2. Đi qua đây, chị Lâm không ở văn phòng, liền tới tìm anh Vương nói chuyện. Hồ Kim Tinh không dám nói với Lâm Tuyết là hắn tới thăm dò tin tức từ Vương Hải Túc, hắn và Trần Dũng vay từ chứng khoán Nguyên Giang 30 triệu ném vào Hải Túc, thời gian qua mua thấp bán cao đã kiếm được trên 2 triệu. Mong lần này ngoạm một miếng căng bụng không muốn có sai sót gì. Các TTCK chủ yếu như Tokyo, Hong Kong bị ảnh hưởng lớn từ chỉ số Nasdaq, cổ phiếu công nghệ giảm mạnh, buổi chiều TTCK châu Âu cũng bị liên lụy nghiêm trọng, chỉ số DAX Frankfurt Đức còn đi xuống với biên độ lớn hơn cả chỉ số Nasdaq. TTCK hải ngoại đã có dấu hiệu tai họa lan tràn rồi, tính độc lập của Shanghai Composite liền thể hiện ra, ảnh hưởng rất ít, giới truyền thông không tích cực đăng tin lắm. Hôm nay chứng khoán Hải Túc có đi xuống, nhưng ít hơn lo lắng của bọn chúng rất nhiều, gần như chỉ cần dùng ngón tay đẩy khẽ là lại tăng lên. Có điều lúc này phải thử khả năng chống chịu áp lực của nó một chút, không thể cứ khống chế sau màn mãi được. Hồ Kim Tinh ngồi ở văn phòng Vương Thúc Hải nửa ngày, cuối cùng cũng thấy chẳng cần phải hỏi gì, tất cả vẫn trong tầm khống chế, chỉ cần bán đi trước thời hạn một chút là được. Nghiêm Văn Giới tiếp cao tầng Tinh Hà đến đêm khuya mới thoát thân về tổng bộ Hải Túc, đám Lâm Tuyết. Vương Hải Túc, Lưu Kỳ Tuấn ở lại công ty sắc mặt nặng nề, sàn giao dịch Nasdaq vừa mở cửa trở lại tiếp tục đà giảm mạnh, trong nửa tiếng mất thêm 3%. Cổ phiếu doanh nghiệp Internet lần lượt gặp thảm họa, Côn Đằng Online mất tiếp 6% giá trị, không hề thấy có xu thế dừng lại. Lâm Tuyết thức trắng cả đêm với đám Nghiêm Văn Giới, nhưng nhận được kết quả là chỉ số Nasdaq mất 7%, làm người ta không biết nói gì. Ngay trong đêm Côn Đằng Online lấy tiêu đề, thảm họa cổ phiếu Internet. Nguy cơ đang tới, làm người ta sợ hãi, giải thích nguyên nhân chỉ số Nasdaq sụt làm chuyên đề mảng kinh tế, Côn Đằng Online trong 2 ngày mất 20% giá trị cũng ở vị trí bắt mắt trong bài chuyên đề. Cho dù phương án giảm cổ phần ở Côn Đằng Online đã hoàn thành trước đó, quỹ đầu tư Vườn Sồi và tầng quản lý Côn Đằng Online trong 2 đêm mất hơn 200 triệu đô la Mỹ. Bản thảo của báo chứng khoán Thượng Hải có rồi. Vương Hải Túc đi vào, trải từng tờ fax một lên bàn. Thời buổi đó Internet chưa phải là chủ lưu, các nhà đầu tư vẫn lấy báo chứng khoán làm nguồn tin chủ yếu, cả trang nhất đăng tin tai họa TTCK Âu Mỹ, hôm nay tựa hồ phải nâng nó lên một chút. Hôm nay đã nâng thì còn sớm, ít nhất phải đợi chuyện này qua đã, có điều vào lúc này bọn họ đã phán định là tai họa, có phải là hơi gấp không? Lưu Kỳ Tuấn cảnh giác nói, bất kể nói thế nào, bọn chúng không thể thao tác nâng giá đi ngược xu thế, phải lựa chọn thời cơ mới hành động. Cánh buồm cực lớn làm bằng pha lê dựng trước tòa nhà Ái Đạt thành tiêu chí của tòa nhà, nơi đây không phải chỉ đặt thương vụ Cẩm Hồ Phương Bắc, cũng là tổng của Côn Đằng Online, tiêu chí của Côn Đằng Online cũng dùng cánh buồm màu lam, ngụ ý dương buồm xuất phát. Bộ phận tin tức ngay trong đêm đưa ra chuyên đề, thảm họa cổ phiếu Internet, nguy cơ đang tới, đám cao tầng Mã Hướng Đông, Lương Văn Giang sắc mặt nghiêm trọng,
tâm tình không sao thả lỏng được. Bọn họ tuổi trẻ đắc chí, thời còn học đại học sáng lập trang web, được Cẩm Hồ hỗ trợ, thành Côn Đằng Online, cổng website tiếng Trung lớn nhất toàn cầu, thành công lên sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq, cả tầng quản lý có cổ phiếu với tổng giá trị tới 600 triệu đô la Mỹ, thành thần thoại oanh động một thời. Bọn họ kiên trì đi qua thời gian sáng nghiệp gian nan, hưởng thụ vinh quang của thành công, hoàn toàn chưa được thất bại mài giũa, hai ngày liền Côn Đằng Online mất giá, ít nhiều làm người ta trở tay không kịp, hoài nghi vào tương lai. Đúng là sét đánh không kịp bưng tai, không biết đêm nay đà sụt giảm có xuống không? Mã Hướng Đông vỗ vai Lương Văn Giang nói. Công ty vận hành như bình thường, ai, trong một đêm một đống triệu phú không còn, đúng là không thể ngờ được. Lương Văn Giang thở dài. Mã Hướng Đông cười, trước kia chúng ta cũng chẳng nghĩ kiếm được nhiều như thế. Còn nhớ khi trường chiếu phim, tôi có nói với anh kế hoạch cuộc đời không? Khi đó tôi chỉ tính trước năm 30 tuổi kiếm được khoản tiền đầu tiên trong đời, giờ thành triệu phú đã đủ rồi. Cho dù tài sản sụt giảm, giá trị cổ phiếu tầng quản lý Côn Đằng Online nắm giữ vẫn hơn 400 triệu đô la Mỹ, với bọn họ, mấy năm trước còn là chú nhóc lấc cấc, căn bản là tài phú không dám mơ tới. So với việc so tài sản cá nhân sụt giảm, chẳng bằng lo xem phải đối phó với tai họa đang ầm ầm kéo tới này như thế nào. Họp video đã được kết nối, thư ký Tiểu Mã đi vào báo với bọn họ. Mã Hướng Đông, Lương Văn Giang đi vào phòng họp, tất cả cao tầng Côn Đằng Online đều ở đó. Cuộc họp trông có vẻ không nặng nề lắm, cho dù tình hình hiện giờ, mọi người vẫn ghé tai tán gẫu, cười đùa với nhau, nhưng không che giấu được lo lắng trong lòng, nếu chỉ số Nasdaq không ngừng tụt giảm, thành ai họa hiếm thấy thì bọn họ làm thế nào. Trên tường phòng họp treo màn hình siêu plasma lớn, hiện lên một thư phòng hơi bừa bộn, trong đó chẳng có một ai, sát vách tường đặt đầy đồ gốm tinh xảo, trước giá sách là một chiếc bàn gỗ lim, trên bàn đặt máy tính sách tay, di động, ống bút gốm cắm đầy đủ các loại bút. Một cái ví da mở mấy tờ tiền 10 đồng thò ra, ba cuốn kim các tự Ginkakuji của Mishima Yukio. Nếu như ném tôi và Trương Khác vào một thị trấn nhỏ không có ATM, nói không chừng tôi còn giàu hơn cậu ấy. Mã Hướng Đông kéo ghế, nói đùa với Lương Văn Giang, đợi Trương Khác xuất hiện trên màn hình. Cuộc họp hôm nay thảo luận nguy cơ hiện mà Côn Đằng Online đối diện cùng cách ứng phó, Triệu Tử Lâm của Vườn Sồi không tham dự, mà Trương Khác đích thân tham dự. Cũng không thông báo cho các đại cổ đông khác tham gia. Thì ra cậu ấy cũng đọc tiểu thuyết của Mishima Yukio, không biết có xính ngoại không. Giám sát tài vụ viên Phổ chưa bao giờ tiếp xúc với Trương Khác, đầy cảm giác thần bí với người sáng lập đế quốc Cẩm Hồ, không ngờ trên bàn y lại đặt mấy cuốn sách văn học Nhật Bản. Hình ảnh lắc lư, một bàn tay lớn xuất hiện, tiếp đó là một cái mũi, mọi người giật mình, nhìn khuôn mặt quen thuộc dần dần kéo ra xa màn hình, mới thích ứng lại. Hai ngày qua mọi người có ngủ ngon không, trông mọi người không được phấn chấn lắm nhỉ. Trương Khác ngồi xuống sau bàn làm việc, hình ảnh và âm thanh rất sắc nét, tay y còn cầm một cái di động. Mã Hướng Đông và Lương Văn Giang trao đổi ánh mắt với nhau, bọn họ biết Trương Khác có di động dự bị, nhưng nó nằm trong tay trợ thủ, xưa nay y chỉ có một cái di động, vậy chiếc di động trên bàn kia của ai? Chẳng trách cảm thấy di động kia bắt mắt như thế, thì ra nó quá màu mè. Mã Hướng Đông trêu ghẹo. Khác thiếu gia cũng không ngủ ngon phải không? Lúc này một ngón tay thon thả mịn màng xuất hiện trong màn hình, chỉ vào chiếc di động, Trương Khác cầm lấy chiếc di động trên bàn, đưa ra ngoài màn hình, đúng là làm người ta phải suy nghĩ, cái ngón tay đó là của ai? Ngón tay ngọc ngà làm người ta liên tưởng tới một mỹ nhân khuynh thành. Hiển nhiên một nữ nhân viên công tác bình thường không thể tùy tiện ném điện thoại trên bàn làm việc của Trương Khác. Đứa em họ này của anh, cả đời này anh cưới ngựa cũng chẳng đuổi kịp. Vương Thái Linh ghé người tới nói nhỏ vào tai Lương Văn Giang, em còn nhớ Đường Thanh vẫn ở Hong Kong, hai cô thư ký của cậu ấy cũng sang tổng bộ Hong Kong rèn luyện rồi, vậy đây là ai? Chương 1237, nguy cơ kéo tới 3. Ánh mắt Trương Khác quay lại phía màn hình, tựa hồ ý thức được ngón tay vừa rồi xuất hiện trên màn hình sẽ gây bàn tán, liền đi thẳng vào chính đề, tình hình không lạc quan, sự sụt giảm hai ngày qua mới chỉ là sự bắt đầu, mọi người phải chuẩn bị sẵn sàng. Cổ phiếu Côn Đằng Online trong một khoảng thời gian rất có khả năng bị ép tới mức 10 đô la Mỹ một cổ phiếu. Lời Trương Khác làm cho mọi người cả kinh, một năm trước khi đưa lên sàn giao dịch Nasdaq, giá cổ phiếu gần 10 đô la Mỹ, tiếp đó được làn sóng kinh tế mới cuồng nhiệt làm tăng giá gấp 5 lần, giờ Trương Khác dự đoán sắp trở về nguyên hình, chẳng còn ai tâm tư chú ý chuyện phong lưu của y nữa. Mã Hướng Đông nuốt nước bọt hỏi, nguy cơ thực sự nghiêm trọng như thế sao?
chúng ta cách nhau cả ngàn dặm có thể giao lưu không hề trở ngại nào, toàn bằng đầu tư quy mô lớn vào phát triển kỹ thuật điện tín, chỉ là hiện nhu cầu thông tấn thế này còn rất ít, nổi bật kỳ quá độ của đầu tư. Trương Khắc nghiêm túc nói, hiện tuyệt đại đa số công ty Internet đều phát triển với hình thức thao tác vốn, mà tuyệt đại đa số là đầu tư mạo hiểm, ai hiểu tính chất của đầu tư mạo hiểm sẽ rõ, cái quá trình đầu tư này làm sao mà ức chế bong bóng sinh ra cho được. Dày công bịa ra một lời nói dối, lấy vỏ bọc đẹp đẽ lồng lấy bọc lên nó, cứ lặp đi lặp lại, nhà đầu tư ra sức tuyên truyền lượng click chuột mà quên đi thực sự cần quan tâm là nghiệp vụ thiết thực, khi năng lực doanh lợi xuất hiện bước ngoặt, những nhà đầu tư mạo hiểm này còn chạy nhanh hơn thỏ, thế cục này nếu muốn áp chế, trừ khi các nhà đầu tư mạo hiểm giữ vững trận địa. Không có cơ xoay chuyển à? Lương Văn Giang không kìm được xen vào. Nguy cơ chỉ ở tầng thị trường vốn, nói dối quá độ tạo thành bong bóng. Nhưng nhu cầu ứng dụng thực tế những năm qua luôn tăng trưởng, cũng sẽ tiếp tục tăng trưởng, dù sao chúng ta đang đi trên một con đường đúng, bước ngoặt sớm muộn gì cũng sẽ xoay lại, có lẽ 2 năm có lẽ 3 năm năm. Thị trường vốn hung hiểm vô cùng, cũng không thể tụt giảm mãi. Mã Hướng Đông đặt tay lên môi, đó là động tác suy nghĩ theo thói quen của hắn, dự đoán của Trương Khác đã đủ cụ thể rồi, Côn Đằng Online hiện còn xa mới đạt tới mức có lãi, thị trường vốn sinh nguy cơ, cánh cửa huy động vốn đóng lại. Côn Đằng Online chỉ có thể dựa vào tài chính hiện có đợi tới thời khắc xoay chuyển hoặc kinh doanh có lãi. Mã Hướng Đông bỏ tay xuống, cười, giờ phải thắt lưng buộc bụng sống qua ngày rồi. Nghiệp vụ quảng cáo lúc này mặc dù thu không đủ bù chi, nhưng cũng đang tăng trưởng ổn định, quan trọng là lúc này phải chuẩn bị một cuộc chiến lâu dài. Lương Văn Giang lại hỏi, thời cơ nào có thể lựa chọn tăng cổ phần? Hiện thảo luận vấn đề còn sớm lắm, Trương Khắc lắc đầu. Tại đây tôi có thể nói rõ ràng là quỹ đầu tư vườn sồi sẽ khóa cổ phần nắm của Côn Đằng Online thêm 2 năm, tôi sẽ chuyển fax cho các anh, công bố tin tức này vào thời điểm thích hợp, có thể vãn hồi một chút tình thế. So với nhà đầu tư, tầng quản lý giảm cổ phần bị hạn chế càng lớn, như Mã Hướng Đông, Lương Văn Giang mỗi năm chỉ có thể giảm một lượng cổ phiếu giới hạn, hạn ngạch giảm cổ phần đã dùng hết trước nguy cơ bùng phát rồi, nếu muốn bán toàn bộ cổ phần, chỉ có cách từ bỏ hết mọi chức vụ ở Côn Đằng Online. Đợi hết 6 tháng hạn chế mới được bán, bọn họ chỉ có thể ngồi nhìn tài sản cá nhân tụt giảm theo giá cổ phiếu. Do giảm cổ phần lúc ở giá trị cao, nhóm quản lý cao tầng còn khá dư giả tiền, tổng số chừng 40 triệu đô la Mỹ. So với đầu tư vào lĩnh vực khác, bọn họ càng chuyên chú vào sự nghiệp của mình, tăng cổ phần thích hợp, sẽ tăng cường năng lực khống chế công ty, có điều phải lựa chọn thời cơ. Vườn sồi chỉ là cơ cấu đầu tư của Côn Đằng Online. Có thể phát ra một tờ giấy công bố là có thể bán cổ phiếu ngay, nhưng vườn sồi khóa tỷ lệ cổ phiếu, tuy về kinh tế sẽ tổn thất, nhưng đảm bảo khống chế tương đối với Côn Đằng Online, đảm bảo ổn định đội ngũ quản lý, đảm bảo dẫn dắt Côn Đằng Online đi trên con đường phát triển chính xác, đây là điều cần thiết. Các tờ kinh tế chủ yếu trong nước như Chứng khoán Thượng Hải đều cho đằng tai nạn Internet ở nước ngoài, cổ phiếu công nghệ TTCK Thượng Hải cũng than khóc dậy đất. Tuần San Tân Tài Chính trực tiếp chỉ ra doanh nghiệp thương mại điện tử đầu tiên trong nước do không ngừng dùng tiền xây lên là bong bóng Internet lớn nhất, số cổ phiếu Hải Thúc nắm của 8.188 trị giá 16.7 tỷ càng là bong bóng trong bong bóng. Tuần San này phát hành vào thứ tư hàng tuần, gọi điện tới truy hỏi, bài báo đó đã được viết từ một tuần trước, phát ra vào đúng lúc tai họa bùng phát cho Hải Thúc một gậy hoàn toàn là do thời vận của bọn chúng không tốt. Đầu năm tới nay, tranh luận về vấn đề bong bóng đã rất nhiều rồi, nhưng giá cổ phiếu vẫn cứ ca vang tuyến bước, làm những tiếng nói kia bị nhấn chìm, không có mấy sức ảnh hưởng, nhưng hiện giờ chỉ cần một bài viết, qua nhiều trang web đăng tải, ảnh hưởng liền lớn hẳn lên. TTCK vừa mới mở cửa, cổ phiếu của Hải Thúc bị bán ra hàng loạt, giá cổ phiếu trong vài phút đã bị đánh rớt tới giới hạn giao dịch, thi thoảng cũng có các nhà đầu tư nhỏ lẻ không biết sống chết mua vào, nhưng căn bản không thành quy mô. Không có vấn đề gì lớn đâu. Hồ Kim Tinh ngồi ở trên chiếc ghế xoay bất an quay đi quay lại, mắt thì nhìn chằm chằm vào màn hình, hắn và Trần Dũng đang trong phòng giám đốc Tân Sang Vực xem cổ phiếu, miệng hắn nói thì thoải mái lắm, nhưng lượng bán ra cực lớn như tảng đá đè lên ngực làm hắn không thở nổi. Ngày hôm qua tình hình còn tốt đẹp, bọn chúng huy động được 30 triệu, đến hôm qua còn tích lũy được hơn 2 triệu tiền lãi, hôm nay vừa mở cửa giao dịch, đã phải nôn ra sạch sẽ, còn lỗ vào đó mấy vạn, cho dù biết Hoành Tín, Tinh Điển mưu tính hành động lớn này gần một năm, tuyệt đối không dễ dàng từ bỏ, nhưng trong lòng Hồ Kim Tinh luôn có chút lo lắng. Hay là hẹn Vương Hải Thúc đi ăn cơm, Trần Dũng càng thấp thỏm, ít nhất phía Hồ gia bên kia quan hệ mật thiết hơn một chút,
còn hắn nhờ suốt ngày đi theo Hồ Kim Tinh nên mới chấm mút được một chút, hắn hoàn toàn không ngờ cổ phiếu Hải Túc hơn 11 tháng liền tăng lên 30%, đến khi bọn chúng quyết định làm một phi vụ lớn thì xảy ra tai họa, mặc dù lúc này nói là tai họa thì quá sớm, nhưng giới truyền thông khí thế hùng hố đăng tin làm người ta kinh sợ. Chẳng có gì phải lo, để tao xem hắn cũng chẳng có thời gian đi ăn cơm không. Hồ Kim Tinh cầm điện thoại thử gọi cho Vương Hải Túc. Vương Hải Túc gần như đít dính vào ghế, căn bản không thể rời khỏi tổng bộ Hải Túc. Trị giá của Hải Túc có một dạo gần 17 tỷ, trong đó cổ phiếu không hạn chế lưu thông có trị giá 5 tỷ, lượng cổ phiếu lưu thông Hoành Tín nắm được gần 1 tỷ, nói cách khác còn 4 tỷ cổ phiếu lưu thông phân tán trong tay các nhà đầu tư khác, bên ngoài tình thế hung hiểm, không thể lỗ mãng dùng tài chính nâng giá, thế nào cũng phải đợi áp lực giảm xuống rồi mới tính. Chỉ không ngờ áp lực lại lớn như thế. Sau khi mở cửa giao dịch lượng bán ra đã lên tới hơn 600 triệu, tới 3 giờ chiều, lượng bán ra đã tích lũy tới 1 tỷ. Cho dù trước đó đã dự đoán được sẽ có áp lực rất lớn, nhưng vẫn không ngờ được là tới mức này. 3 giờ chiều, TTCK đóng cửa giao dịch, Nghiêm Văn Giới, Lâm Tuyết, Lưu Kỳ Tuấn cùng mấy giám đốc của cơ cấu đầu tư lại họp bàn sách lược ứng phó. Chương 1238, Cam Nguyện làm chó săn 1. Nửa tiếng nữa các TTCK chủ yếu của châu Âu sẽ mở cửa giao dịch, tiếp đó là TTCK Bắc Mỹ, nếu tối nay Âu Mỹ không có tin tức gì nghịch chuyển, ngày mai lượng bán ra sẽ càng khủng khiếp. Lưu Kỳ Tuấn phân tích, hắn đã liên tục 40 tiếng không ngủ, mắt đầy tơ máu, giọng khàn khàn, hiện chúng ta chỉ có thể dùng 500 triệu, không có dư luận phối hợp, chỉ e khó mà hóa giải được. Vương Hải Túc hỏi vội, ngày mai vẫn án binh bất động à? Lâm Tuyết bĩu môi ghét bỏ. Đến cô ta còn hiểu, Vương Hải Túc lại hỏi thừa một câu, nếu ném cả 500 triệu này vào, về sau sẽ hoàn toàn bị động, muốn tạo ra không khí dư luận có lợi cũng không thể cưỡng ép, ngày mai lượng bán ra vẫn mạnh chỉ còn cách bỏ mặc. Qua ngày mai là kỳ nghỉ dài mùng 1 tháng 5, chứng khoán Thượng Hải tổng cộng nghỉ 9 ngày, TTCK Âu Mỹ có dữ dội tới đâu cũng có thể thở một hơi rồi. Lưu Kỳ Tuấn chẳng thèm để ý tới câu hỏi của Vương Hải Túc, chúng ta phải lợi dụng tốt 9 ngày này. Bên này giao cho các anh, tối tôi tới Bắc Kinh. Nghiêm Văn Giới quyết định, cho dù không thể nghịch chuyển được dư luận, cục phải quấy đục nước lên, các nhà tinh tế học có khả năng này đại đa số ở Bắc Kinh, tôi phải bái phỏng từng người một, không muốn thấy thế cục xấu đi không phải chỉ có một mình chúng ta, còn bên chứng khoán Tinh Hà, phó thác cho giám đốc Lâm. Cũng chỉ còn 20 ngày nữa, tôi sẽ theo sát bọn họ. Lâm Tuyết gật đầu. Lưu Kỳ Tuấn lại hỏi thêm, có nên chuẩn bị thêm nhiều tài chính nữa không? Vương Hải Túc nghe thế quay sang nhìn Nghiêm Văn Giới, thấy hắn chống cằm suy nghĩ là biết chưa có tính toán kỹ, không nói những câu làm người ta ghét nữa. Cho tới khi cuộc họp kết thúc Vương Hải Túc mới chú ý thấy có mấy cuộc gọi lỡ, đều do Hồ Kim Tinh gọi, đợi đám Nghiêm Văn Giới, Lâm Tuyết rời tổng bộ hết mới về văn phòng gọi điện lại, sau đó lái xe tới ngõ học phủ tìm Hồ Kim Tinh. Dù sao về danh nghĩa Vương Hải Túc là tổng giám đốc Hải Túc, không thể hơi chút là chạy sang quán nét sáng vực. Định tới quán cà phê đối diện gặp mặt Hồ Kim Tinh, Trần Dũng, bọn chúng ngồi tầng 2. Ngày mai thế nào, nếu lại một vụ tụt giảm cho tới khi đóng cửa, tiền đảm bảo anh cho chúng tôi vay sẽ mất hết cả. Trần Dũng lo lắng nói, lúc đó chúng tôi chỉ có cách nhảy xuống tiểu giang đền cho anh. Hồ Kim Tinh trấn tĩnh hơn một chút, nói trắng ra là hắn liên hợp với Trần Dũng chỉ kiếm thêm chút thu nhập, dù có chút tổn thất cũng có thể chịu được. Trước kia thành lập khu sản nghiệp phần mềm. Chú hắn lấy danh nghĩa của hắn nắm tỷ lệ cổ phần tương đối ở Hải Túc mượn xác lên TTCK, tránh bại lộ, cổ phần của hắn đều chuyển cho đầu tư Hoành Tín, trừ khoản lớn ngoại tệ ở tài khoản nước ngoài, Nghiêm Văn Giới còn cho hắn vào Hải Túc làm việc, hứa lấy danh nghĩa cổ phần khích lệ chia cổ phiếu cá nhân cho hắn. Cho dù tương lai có 100 triệu để tiêu, nhưng hiện giờ túi hơi rỗng, Hồ Kim Tính mới lôi kéo Trần Dũng kiếm thêm chút ít ở cổ phiếu Hải Túc, một mặt không ngờ cổ phiếu Hải Túc được Hoành Tín đẩy cao lên như thế. Cảm thấy trước kia được phân phối ít có hơi lỗ, nên mới định kiếm từ bên ngoài, hiện có tổn thất cũng chỉ hơi sót thôi, hiện hắn không cho rằng lỗ vài triệu là tổn thất gì. Trần Dũng thì đem hết hy vọng làm giàu gửi gắm vào đó, trong lòng sốt ruột, nếu ngày mai lại thế nữa, bọn chúng có muốn bán tống bán tháo đi cũng chẳng được. Kế hoạch ngày mai đã được xác định rồi, Vương Hải Túc chẳng biết phải an ủi Trần Dũng ra sao, nếu chẳng phải cha Trần Dũng còn có chút tác dụng, hắn cũng chẳng buồn an ủi. Thị trường châu Âu sắp mở cửa giao dịch rồi, nói không chừng có tin tức tốt lành truyền tới, chỉ số Nasdaq sụt giảm mạnh 2 ngày liên tiếp rồi, chắc phải kìm lại một chút. Cho dù ngày mai tình hình không lạc quan,
kỳ nghỉ dài 9 ngày, thế cục sẽ hỏa hoãn lại. Di động tít tít vài tiếng, có tin nhắn gửi tới, phòng đầu tư thông báo, TTCK chủ yếu của châu Âu đã mở cửa giao dịch, mảng cổ phiếu công nghệ mây đen bao phủ, có xu thế rơi vào vòng tuần hoàn ác tính, đà sụt giảm còn dữ dội hơn hôm qua. Vương Hải Túc ăn cơm tối với đám Trần Dũng ở ngõ học phủ, tối còn về trực ở tổng bộ, TTCK Bắc Mỹ mở cửa, thế nào cũng cho người ta chút hy vọng, nhưng chỉ số Nasdaq chẳng có dấu hiệu phục hồi nào, tiếp tục sụt giảm. Cổ phiếu Internet lần nữa thành khu vực thiệt hại nặng. Tầng quản lý Côn Đằng Online và quỹ đầu tư Vườn Sồi đều công bố kế hoạch không giảm cổ phần chỉ khiến nó giảm ít hơn cổ phiếu nó, dù sao những nhà đầu tư mạo hiểm như Cao Thịnh, HSBC trước kia đầu tư vào Côn Đằng Online lúc này đều tranh nhau bỏ chạy. Ai cũng hâm mộ ISS 4 tháng trước kiên quyết bán đi hàng chục vạn cổ phiếu Côn Đằng Online, nếu không cùng bỏ chạy vào lúc này, giá cổ phiếu của Côn Đằng Online sẽ càng thảm. Trong 3 ngày, chỉ số Nasdaq mất điểm thê thảm, hơn 500 tỷ đô la Mỹ bốc hơi, kinh khủng hơn cả cơn bão tài chính Đông Nam Á, cơn bão tài chính Đông Nam Á còn có nửa năm ủ bệnh, còn chỉ số Nasdaq gần như đổ sập trong một đêm. Nhìn bề ngoài nguyên nhân là quan tòa Thomas lỡ miệng tuyên bố với truyền thông làm cổ phiếu Microsoft từ lên thành xuống. TTCK châu Á, bao gồm cả chứng khoán Thượng Hải, cổ phiếu Internet tiếp tục trọng thương, vừa mở cửa giao dịch cổ phiếu Hải Túc đã bị bán ra 1 tỷ, tới giới hạn luôn. Trần Dũng khóc không ra nước mắt, từ lãi 2 triệu tới lỗ 4 triệu chỉ trong 2 ngày. 11 tháng trước, hắn lợi dụng tin tức ngầm kiếm chắc từ cổ phiếu Hải Túc còn chưa được 1 triệu, lại tiêu sạch rồi. Lần này muốn chơi lớn, tiền đảm bảo là do đi vay, vốn tới gấp cả chục lần. Khoản vay lãi suất cao lại lấy danh nghĩa cha hắn ra ngoài lừa đảo, tất nhiên có cả đống người dám đem tiền cho hắn vay, kết quả vay được 30 triệu, định kiếm lãi khoảng 10 triệu, hắn và Hồ Kim Tinh cưa đôi 50/50, ai ngờ nguy cơ nói tới là tới, căn bản không cho thương lượng. Điều duy nhất làm hắn thấy được an ủi là hơn 1 tỷ đăng ký bán ra kia bị áp lại, bọn chúng còn cơ hội xoay chuyển. Hoành Tín nhất định sẽ có hành động, Trần Dũng thậm chí định bảo Hồ Kim Tinh nhờ Hồ Tôn Khánh ra mặt can thiệp, nếu không bọn chúng không còn cơ hội nào. Số tiền đảm bảo trừ Vương Hải Túc cho bọn chúng vay, còn lại đều do hắn vay, Trần Dũng lúc này sợ Hồ Kim Tinh trở mặt không nhận, ngồi trong phòng giám đốc nửa ngày không thấy Hồ Kim Tinh lộ mặt, không biết chạy đi đâu rồi. Có một số lạ gọi tới, Trần Dũng nhận máy. Trần Dũng à, cậu khẳng định cổ phiếu Hải Túc sẽ tăng vọt, vì sao lại xuống 2 ngày rồi? Tôi cũng biết chuyện này không vội được, chỉ gọi điện hỏi chút thôi. Còn nữa, chú Vương hiện hơi thiếu tiền, 5 vạn cho cậu vay trả lại sớm cho tôi được không, tôi không cần lãi suất nữa đâu. Mới xuống có 2 ngày mà chú Vương đã sợ rồi à? Không đuổi những phần tử không kiên định đi, đợi tới lúc tăng trở lại, bọn chúng sẽ thành lực cản, có vài lời tôi không thể nói quá kỹ. Tiền đều ném cờ vào rồi, chú Vương dù không muốn lãi, tôi cũng chẳng thể biến ra tiền trả chú. Bất kể chú tin hay không, qua kỳ nghỉ lễ lao động sẽ tăng trở lại, hiện tôi có thể nói với chú, tối nay sẽ có nhân vật trọng yếu đứng ra chống đỡ cho cổ phiếu Internet. Trần Dũng dập điện thoại, nhìn mũi tên đỏ đi xuống mãi trên màn hình, bực bội cầm chén trà lên ném vỡ màn hình. Đúng lúc Hồ Kim Tinh đi vào, giật nảy mình, mày làm cái gì thế? Chả làm gì cả, nhìn bực mình ném thôi, nửa ngày trời mày đi đâu thế? Trần Dũng sẵn giọng hỏi. Chương 1239, cam nguyện làm chó săn 2. Mày sợ cái gì, mày nghĩ tao đi đâu, tao bị chú tao gọi tới văn phòng mắng nửa ngày, chú tao đánh tiếng với công ty chứng khoán rồi, chỉ cần cổ phiếu Hải Túc không tiếp tục đi xuống 2 phiên nữa, bọn họ sẽ không vội đóng băng tài chính. Hồ Kim Tinh lạnh lùng nhìn Trần Dũng, rất điên tiết vì hắn dám nổi giận với mình, tin tức phía bên Vương Hải Túc, tối nay phó chủ nhiệm SDND Ngô Hiểu Ba sẽ phát biểu ủng hộ cổ phiếu Internet, mày nói xem tao đi đâu. Trần Dũng tuổi trẻ khí thịnh, không thể bỏ thể diện xuống xin lỗi được, mấp máy môi vài cái nói, tao cũng chỉ vì ngồi đây nên sốt ruột, giờ có tin tức tốt rồi cũng yên tâm. Mày kém thế thôi à, Hoành Tín, Tinh Điển ở đằng sau mua bán mấy trăm triệu còn không lo lắng gì, chỉ mày ngồi đây sốt ruột. Hồ Kim Tinh cũng khó khăn lắm mới nguôi giận được. Đêm trước lễ lao động, Ngô Hiểu Ba lấy đề tài thúc đẩy ý thức kinh tế Internet dân tộc, thúc đẩy sản nghiệp thông tin đồng bộ thế giới. Thúc đẩy văn hóa toàn dân sáng nghiệp, tích cực ngăn cản bong bóng Internet, phủ nhận Internet trong nước bành trướng quá độ sắp tới nguy cơ tan vỡ. Tối hôm đó Côn Đằng Online công bố sách lược thu hẹp tài vụ, bao gồm giảm lương tầng quản lý, bỏ kế hoạch tuyển mộ người mới, cắt giảm chi tiêu. Tuyên bố rõ ràng nguy cơ kinh tế Internet giáng xuống.
Côn Đằng Online là cổng website tiếng Trung hàng đầu thế giới, doanh nghiệp Internet đầu tiên lên sàn giao dịch Nasdaq. Hành động của Côn Đằng Online thu hút ánh mắt giới truyền thông, nhanh chóng che lấp ảnh hưởng của Ngô Hiểu Ba. Kỳ nghỉ lễ Hoàng Kim, đại đa số tỉnh thành đã tiến hành điều chỉnh, đơn vị xí nghiệp có 7 ngày nghỉ công khai, TTCK nghỉ 9 ngày. Trước kỳ nghỉ lễ Hoàng Kim, cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là cổ phiếu Internet bị đả kích liên tục, tuy TTCK tạm thời đóng cửa, nhưng cuộc chiến xung quanh chủ đề bong bóng Internet được triển khai càng tưng bừng. Liên thông tiến quân vào sản nghiệp quán net qua 2 tháng chuẩn bị đã chính thức vén màn công bố với công chúng, đồng loạt thành lập 5 điểm truy cập Internet chính, với tổng số máy lên tới 2 vạn chiếc. Đêm trước, Trương Khắc nhận được điện thoại của Thành Ánh Hà mới y tham gia lễ cắt băng khánh thành điểm truy cập Internet ngõ học phủ. Do bên Liên thông còn chưa muốn rầm rộ tuyên bố hoạch của họ, Dương Dung Bình không tới tham gia hoạt động, Trương Khắc ở gần đó, đợi tới giờ đến tham gia một chút là được. Lễ lao động Đại học Hong Kong chỉ có một ngày nghỉ, Đường Thanh Liền cùng Thịnh Hạ, Trần Phi Dung cùng về nội địa nghỉ cuối tuần. Trần Phi Dung chỉ ở kiến nghiệp một đêm liền dậy sớm về Hải Châu rồi, Trương Khắc và Đường Thanh Xuân Tiêu ngủ muộn, tới hơn 9 giờ mới lười nhắc rời giường, hoạt động cắt băng khánh thành quán net liên thông học phủ phải 10 giờ mới bắt đầu, đôi tình nhân đủng đỉnh ăn sáng trong chung cư. Đỗ Phi kích động gọi điện tới, Giang Mẫn Chi tới ngõ học phủ thị sát, lát nữa sẽ tham gia lễ cắt băng khánh thành. Mỹ nữ liên thông giỏi thật. Bắc Kinh mối quan hệ phức tạp, Thành Ánh Há mặc dù chỉ là cán bộ cấp sử, nhưng là nữ nhân xinh đẹp có ưu thế lớn, hoạt động tích cực hơn những người cấp bậc trọng yếu, chức vụ quan trọng hơn cô ta, nói không chừng đã có tiếp xúc với Giang Mẫn Chi khi ở Ủy ban Thương mại Quốc gia. Trương Khắc nghĩ, chẳng phải mình nghe cô ta gọi điện cũng thuận miệng đồng ý tham gia lễ khánh thành sao, bình thường người khác có khi y chẳng thèm nhấc máy. Xem đồng hồ, thấy còn gần nửa tiếng nữa. Dù có thông báo chính thức Giang Mẫn Chi tới thì có Thiệu Chí Cương tháp tùng, Trương Khắc nhàn nhã uống cà phê xong, mới cùng Đường Thanh xuống lầu. Vào tháng 5 rồi, nhiệt độ kiến nghiệp sáng tối chênh nhau rất lớn, buổi sáng y và Đường Thanh còn trần truồng ôm nhau ngủ trong chăn thoải mái, lúc này ra ngoài đường đã thấy rất nhiều cô gái xung xích váy mỏng, trông đến thích mắt, đợi Đỗ Phi lái xe đưa Thịnh Hạ tới, cùng đến quán net liên thông. Chiều đầu tiên của quán net liên thông là miễn phí vào mạng thu hút người dùng. Hôm nay là ngày đầu kinh doanh, sau lễ cắt băng sẽ là 2 tiếng vào mạng miễn phí, có kinh nghiệm đi trước của quán net sáng vực, việc tổ chức của liên thông rất tốt, đội ngũ xếp hàng dài 300-400 mét mà không ảnh hưởng giao thông, có rất nhiều sinh viên mặc đồng phục quán net liên thông giúp duy trì trật tự. Mấy cỗ xe mang biển chính phủ đỗ trước quán net, không nhìn thấy bóng dáng Giang Mẫn Chi và các quan viên khác đâu, chắc là được Chu Toàn Thọ, Thành Ánh Hà mời tới chỗ khác nghỉ ngơi rồi. Có vào không? Đỗ Phi hỏi. Bỏ đi, bọn mình cũng chỉ vờ vịt tham gia thôi mà, vào làm gì cho mệt. Trương Khắc vừa mới dứt lời thì thấy Thành Ánh Hà dẫn Giang Mi, Tiết Minh Lâu từ cửa phụ quán net đi ra, tới chỗ bọn họ. Lúc này Trương Khắc đã biết Tiết Minh Lâu tới Đông Hải làm thư ký cho Giang Mẫn Chi, Giang Mi trong thời gian thực tập đại học cũng làm trợ lý cho cha, nhỏ giọng giới thiệu cho Đường Thanh, cười nói, giám đốc Thành mời được cả tỉnh trưởng sao không nói trước một tiếng, làm tôi muộn thế này mới đến, thất lễ quá. Lễ cắt băng sắp diễn ra rồi phải không? Chồng tôi gọi tỉnh trưởng Giang là chú, sáng nay tỉnh trưởng Giang mới quyết định tham gia. Thành Ánh Hà giải thích. Từ ngữ khí của cô ta, Trương Khắc có thể nghe ra quan hệ giữa nhà cô ta và Giang Mẫn Chi khá xa cách, có lẽ chẳng phải là ông chú máu mủ gì, thầm nghĩ, Giang Mẫn Chi quyết định tham gia lễ cắt băng có lẽ do biết mình có mặt nên nổi hứng bất chợt. Nhìn mấy xe đằng xa, biết có phóng viên, nói, vậy chúng tôi ở ngoài chờ tỉnh trưởng Giang. Giám đốc Chu ra. Vậy tôi cũng đợi ở bên ngoài, tỉnh trưởng nhận phỏng vấn báo và DTH bên trong, một lúc nữa sẽ kết thúc. Thành Ánh Hà gật đầu, biết Trương Khắc không muốn lộ diện trước giới truyền thông, ánh mắt cô ta dừng ở Đường Thanh đang tình tứ ôm cánh tay Trương Khắc, niềm nở đi tới nắm tay Đường Thanh, em là thiên kim của tỉnh trưởng Đường phải không? Giờ chị mới biết khen người ta xinh đẹp mà không đủ từ ngữ để dùng là thế nào, em và Giang Mi. À, chị còn chưa giới thiệu. Đây là Giang Mi Thiên Kim tỉnh trưởng Giang, bên cạnh giám đốc Đỗ là tiểu thư Thịnh Hạ phải không? Ba đứa bọn em đứng cạnh nhau, làm chị chỉ muốn lấy khăn che mặt lại. Chị Thành cũng rất đẹp, chị làm được chuyện lớn như thế lại càng không đơn giản. Đường Thanh ngượng ngùng nói, rồi chào Giang Mi tiểu thư mới là xinh đẹp thực sự, lại có khí chất, từ nhỏ tôi đã thích xem phim do dì Lâm Cẩn đóng, Giang tiểu thư giống hệt dì Lâm Cẩn lúc trẻ. Giang Mi từ lúc đi ra đã quan sát Đường Thanh rồi. Thấy cô dạng người xinh đẹp đứng cùng Trương Khắc, như đôi kim đồng ngọc nữ,
trong lòng có chút ghen tuông, giờ nghe Đường Thanh khen mình xinh đẹp giống mẹ, không tiện tỏ ra lãnh đạm, cười chào hỏi Đường Thanh và Thịnh Hạ, nhưng thái độ không được như Thành Ánh Hà. Ánh mắt Giang Mi còn như vô tình liếc qua Trương Khác, cha cô ta đang tiếp nhận phỏng vấn bên trong, câu hỏi của phóng viên đều tập trung vào vấn đề cổ phiếu Internet. Hiện cô ta có thể khẳng định, ba ngày trước Trương Khác nhận được điện thoại là ý thức được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, không chút ngần ngại đâm Hải Túc một phát, lúc đó cô ta mới nhận ra chỗ lợi hại của Trương Khác, giết người một cách vô hình. Giang Mi và Tiết Minh Lâu cũng đứng ngoài không vào. Một lúc sau, Giang Mẫn Chi được Chu Toàn Thọ cùng quan viên chỉnh phủ xúm quanh đi ra, Thiệu Chí Cương tất nhiên cũng có mặt, quán nửa ngõ học phủ là bất động sản của Thế Kỳ Cầm Hồ, Vương Hải Túc có mặt trong đám đông, Liên Thông mời hắn để biểu thị khí độ của mình. Đám Vương Hải Túc sớm đã biết Liên Thông muốn phát triển sản nghiệp quán net, trước khi nguy cơ bùng phát, bọn chúng chẳng hề cảm thấy chút áp lực nào, cho dù có cạnh tranh cũng phải một thời gian mới cảm thấy, hiện áp lực chỉ thể hiện trên báo cáo sản nghiệp thôi. Chương 1240, cam nguyện làm chó săn 3. Sau khi tai họa cổ phiếu Internet bùng phát, bất kỳ một cọng cỏ nào cũng làm bọn chúng thấy nặng ngàn cân, huống hồ hành động lớn như Liên Thông. Lần này Liên Thông mở quán net ở Kiến Nghiệp, làm tổng số máy tăng lên thêm 8%, hơn nữa trong kế hoạch, thời gian ngắn sẽ phát triển quy mô gấp 4-5 lần, có nghĩa là số máy sẽ còn tăng lên 40-50%, điều này sẽ làm môi trường cạnh tranh quán net ở Kiến Nghiệp sẽ có biến hóa kịch liệt, ảnh hưởng tới dự đoán lợi nhuận của Hải Túc. Hiện Hải Túc luôn thổi phồng năng lực lợi nhuận của quán net, sau khi dự báo lợi nhuận bị dao động, ảnh hưởng xấu tới giá cổ phiếu tương đối lớn. Vương Hải Túc mặc dù tham gia nghi thức cắt băng khánh thành, trong lòng chỉ hận không thể cho một mồi lửa thiêu trụi mấy quán net của Liên Thông thành tro. Sau nghi thức cắt băng khánh thành đơn giản, dòng người xếp hàng nửa ngày trời bắt đầu tràn vào như lũ, trải nghiệm cảm giác lên mạng miễn phí. Giang Mẫn Chi rất chiếu cố tới điều cố kỵ của Trương Khác, đợi nghi thức cắt băng kết thúc, chỉ thị phóng viên báo chí truyền hình đi trước, rồi bảo với Trương Khác, tôi còn có chút thời gian, nếu đã đến đây rồi, chúng ta tới thư viện Ái Đạt tham quan một chút. Tôi đang mong được tỉnh trưởng Giang chỉ thị công tác. Trương Khác nhìn thấy Giản Chí Khang của báo Sáng Kiến Nghiệp đằng xa nháy mắt, vẫy tay gọi hắn tới. Vương Hải Túc vốn định đi trước, không tham gia bữa tiệc buổi trưa, không có hy vọng bắt được quan hệ với Giang Mẫn Chi. Hắn không biết Giản Chí Khang, nhưng còn nhớ vừa rồi kẻ này hỏi Giang Mẫn Chi liền vài vấn đề rất bất lợi với Hải Túc. Vương Hải Túc liền bỏ ý định, theo cùng tham quan Thư viện Ái Đạt. Thư viện Ái Đạt là thư viện quy cách nhất cả nước. Cũng là thư viện đơn thể quy mô lớn nhất, tới ngay Vương Hải Túc cũng thấy tiếc vì sao thời hắn đi học không có thư viện lớn như thế cho bọn họ một nơi yên tĩnh đọc sách. Trương Khác chẳng ngại Vương Hải Túc ở bên cạnh, hỏi Giản Chí Khang, chẳng phải anh vừa lên chủ nhiệm phòng phỏng vấn biên tập à, sao xung phong tuyến đầu làm gì? Tỉnh trưởng Giang là một trong số ít quan viên chuyên gia trong nước, lại từng làm phó chủ nhiệm ủy ban thương mại, tôi luôn muốn viết một bài chuyên đề, chỉ có điều mãi không kiếm được cơ hội. Hiện giờ tỉnh trưởng Giang tới Đông Hải, đương nhiên tôi phải tranh thủ một chút. Giản Chí Khang đứng trước mặt Trương Khác, tự giới thiệu với Giang Mẫn Chi, thưa tỉnh trưởng Giang, tôi là Giản Chí Khang của báo Sáng Kiến Nghiệp, hy vọng tỉnh trưởng cho tôi cơ hội phỏng vấn chuyên đề. Ồ, tôi đã xem mấy bài phỏng vấn chuyên đề của đồng chí rồi, đăng tin về mấy xí nghiệp của Cẩm Hồ rất sâu sắc toàn diện, làm người ta có ấn tượng khắc sâu, vừa rồi mấy câu đồng chí hỏi cũng rất sắc bén, có phải chuyên môn nhắm vào bong bóng Internet hiện nay? Tôi thấy rất cần thiết, phải xúc tiến sản nghiệp Internet phát triển lành mạnh có trình tự. Giang Mẫn Chi chủ động bắt tay Giản Chí Khang, tôi sẵn lòng đồng chí giúp tôi viết một bài phỏng vấn chuyên đề. Giản Chí Khang rõ ràng là tên nhà báo ngự dụng của Cẩm Hồ, Giang Mi không hiểu vì sao cha mình lại đồng ý cho hắn phỏng vấn chuyên đề. Nghe lời Giang Mẫn Chi nói, Thành Ánh Hà và Chu Toàn Thọ thầm cả kinh, Giang Mẫn Chi không thể không biết hôm qua Ngô Hiểu Ba phát biểu nâng đỡ sản nghiệp Internet Trung Quốc. Hơn nữa vừa rồi tiếp nhận phỏng vấn, Giang Mẫn Chi không trả lời chính diện câu hỏi của Giản Chí Khang, hiện giờ bày tỏ thái độ rõ ràng, làm người ta không hiểu ra sao. Từ sách lược ứng phó của Côn Đằng Online, có thể nhìn ra thái độ của Cẩm Hồ với nguy cơ kinh tế hiện tại, lại nhìn vẻ mặt hưng phấn của Giản Chí Khang, chỉ e hắn lấy những lời vừa rồi của Giang Mẫn Chi viết thành một bài lớn. Trong lòng Vương Hải Túc càng cuộn sóng ầm ầm, chẳng còn tâm tư đi tham quan Thư viện Ái Đạt nữa. Sao có thể, Giang Mẫn Chi sao lại tỏ thái độ như vậy được, tin tức Vương Hải Thúc đem về làm Lâm Tuyết như mèo bị dẫm phải đuôi, sao ông ta lại cam tâm làm chó săn cho Cẩm Hồ? Ông ta đương nhiên không làm chó săn cho Cẩm Hồ, nhưng không có nghĩa là ông ta bỏ qua cơ hội cắn chúng ta một cái.
Lưu Kỳ Tuấn phân tích, lập trường nhất quán của Giang Mẫn Chi là gì? Trong một năm qua, các công ty vì khái niệm Internet mà tăng giá có bao nhiêu vốn quốc hữu, bao nhiêu là tư bản dân doanh thao tác? Giang Mẫn Chi có phát biểu như vậy không có gì lạ, có lẽ ông ta càng muốn kinh tế Internet đổ sập để che giấu sự vô dụng của quốc sĩ. Vương Hải Túc hỏi, nói như vậy chúng ta phải cảnh giác với cả Giang Mẫn Chi. Giang Mẫn Chi ở rất nhiều trường hợp có phát biểu đối lập với Ngô Hiểu Ba. Nghiêm Văn Giới kể tới một đoạn ân oán, thập niên 60, Giang Tĩnh Hàm bị kéo ngã, lúc đó Ngô Hiểu Ba làm trợ thủ cho Giang Tĩnh Hàm không bị liên lụy, Giang gia luôn hoài nghi Ngô Hiểu Ba chơi bẩn sau lưng họ. Thời gian qua Nghiêm Văn Giới vô cùng vất vả, hôm qua còn ở Bắc Kinh, chưa đã về kiến nghiệp, chiều lại tới Văn Chu. Vậy Giang Mẫn Chi có thỏa thuận ngầm với Cẩm Hồ không? Lâm Tuyết nhắc tới một vấn đề quan trọng, nếu Giang Mẫn Chi chỉ hời hợt công kích toàn bộ cổ phiếu Internet, như thế tác động vào Hải Túc sẽ giảm đi rất nhiều, nếu thỏa thuận ngầm với Trương khác là điều chí mạng, Hải Túc có thể nói hoàn toàn nắm trong tay Giang Mẫn Chi. Chắc là không đâu, đây mới là lần thứ hai Giang Mẫn Chi tiếp xúc với Trương khác. Vương Hải Túc phân tích, mà thời gian tiếp xúc tương đối ngắn, chẳng nói được vài câu, làm sao phối hợp ngầm được. Công trình xây cảng Đông Sơn có thể lập hạng mục có bóng dáng Giang Tĩnh Hàm hoạt động đằng sau. Lưu Kỳ Tuấn là kẻ theo chủ nghĩa âm mưu, Cẩm Hồ hẳn sớm có phối hợp với Giang gia. Chưa chắc, Nghiêm Văn Giới bác bỏ suy đoán của hắn, TW sẽ không phái một tỉnh trưởng như thế tới Đông Hải, một khi Giang Mẫn Chi hình thành ăn ý ngầm với Cẩm Hồ, ông ta sẽ không thể ở lại Đông Hải lâu được. Nói tới việc xây cảng Đông Sơn, chúng ta luôn ngầm cản trở đằng sau, nói không chừng Giang gia bất mãn với chúng ta. Có điều Giang Mẫn Chi không phải loại tính cách mạnh mẽ có thể trở mặt. Lâm Tuyết khoanh tay trước ngực, cô ta mặc chiếc áo sơ mi mỏng manh, cổ áo mở, khe vú bị ép lại càng sâu hun hút, nhưng chẳng ai có tâm tư nhìn trộm nữa. Nhớ lại bữa tiệc lãnh thụ thương trường Đông Hải 4 hôm trước, nhớ những lời Trương Khác nói với Giang Mẫn Chi, tất cả biến hóa và phản ứng tựa hồ nằm trong dự liệu của Trương Khác, một đối thủ như thế tới khi nào mới có được cảm giác và tự tin chiến thắng. Tới lúc này Lâm Tuyết không còn biết phải làm sao nữa. Nghiêm Văn Giới gõ tay lên bàn, nhíu mày một lúc nói, Giang Mẫn Chi không có khả năng cố ý nhắm vào chúng ta, ông ta không thể làm quá lộ liễu, còn nữa, chúng ta phải nghĩ cách khống chế sức ảnh hưởng của báo Sáng Kiến Nghiệp, chúng ta không thể ảnh hưởng tới Côn Đằng Online, nhưng chúng ta có thể ảnh hưởng tới mấy cổng website khác, không thể để bài viết về nguy cơ bong bóng đăng lên nữa, chúng ta chỉ cần vượt qua tháng 5 là được, điều này cũng không quá khó, hôm qua chỉ số Nasdaq đã bắt đầu ổn định lại. Vương Hải Túc cũng kỳ vọng Giang Mẫn Chi chỉ đàm luận chung chung về bong bóng Internet, mà Nghiêm gia có thế lực sau lưng mạnh như thế, Giang Mẫn Chi và Cẩm Hồ không có dính dáng gì, không thể thay Cẩm Hồ liều mình trở mặt với Nghiêm gia. Giản Chí Khang hành động rất nhanh, ngay sáng hôm sau báo Sáng Kiến Nghiệp đã cho đăng phỏng vấn chuyên đề, bày tỏ thái độ rõ ràng quan điểm xí nghiệp dính líu tới Internet nên hạ hỏa. Chương 1241, Nguy cơ và đầu cơ. Người dân trong nước hưởng thụ kỳ nghỉ dài, đơn vị cơ quan xí nghiệp nghỉ phép, TTCK đóng cửa, nhưng ở bờ bên kia Thái Bình Dương, TTCK vẫn cứ tưng bừng, thu hút ánh mắt đại đa số nhà đầu tư, người dân Mỹ phải đợi tới tuần đầu tháng 9 mới được hưởng thụ kỳ nghỉ lễ lao động. Qua 3 ngày sụt giảm như tuyết lở, chỉ số Nasdaq tạm dừng lại trong 2 ngày ngắn ngủi, tới ngày mùng 3 tháng 5 lại bắt đầu chấn động theo kiểu kéo co, mặc dù có bật ngược lại, nhưng không tạo nên quy mô. Nhưng 3 ngày tụt giảm khiến nhà đầu tư hiểu làn sóng kinh tế mới mà đám đầu tư phú uôn thổi phồng yếu ớt ra sao. Trong kỳ nghỉ lễ hoàng kim, chỉ số Nasdaq đi xuống không ngừng, Trương Khác cùng với rất nhiều người tin rằng những nhà đầu tư sớm thoát thân sẽ gia nhập trận doanh phía đối địch, gây áp lực cho chỉ số tiếp tục đi xuống. Kim Sơn đêm tháng 5 trời mát lạnh, Đường Thanh Chân trần đi trên sàn nhà, cô mặc áo ngủ hoa có hơi trong, ôm Trương Khác từ đằng sau, cái cằm nhỏ gác lên vai y. Nhìn vào email trên màn hình, Nick Leeson ngày nào cũng gửi báo cáo dài thế này à? Đợi Ad Hong Kong nghỉ lễ lao động một ngày cùng 2 ngày cuối tuần, Đường Thanh chỉ ở trong nước được 3 ngày, ngày đầu cùng Trương Khác tình tứ ở kiến nghiệp, ngày thứ 2 tất nhiên về Kim Sơn với cha mẹ, Trương Khác chẳng có mấy thời gian ở bên Đường Thanh, tất nhiên cũng theo cô tới Kim Sơn chơi vài ngày. May mà vợ chồng Đường Học Khiêm, Cố Kiến Bình đã thừa nhận thân phận con rể tương lai của y, sau khi đến Kim Sơn chẳng cần vợ Việt chia phòng ngủ nữa. Buổi tối Đường Học Khiêm phải tham dự hoạt động thương nghiệp, đôi vợ chồng nhỏ ăn tối xong là chui tọt vào phòng. Nhân lúc Đường Thanh đi tắm, Trương Khác mặc áo ngủ tranh thủ thời gian đọc email, một tuần liên tục Nick Leeson gửi thư mỗi ngày cho y. Làm gì mỗi ngày cũng nhiều như thế được,
nếu ngày nào cũng thế, mình xẻo thịt hắn rồi. Trương Khắc trở tay kéo Đường Thanh vào lòng, đặt cô ngồi lên đùi mình, tay theo thói quen đặt lên vòng eo nhỏ của cô, nơi đó thật là mượt mà, thật đàn hồi. Đường Thanh ngồi vặn vẹo lung tung rất không yên phận, bấm chuột kéo xuống, nhìn báo cáo dài rằng giặc mà buồn tẻ một lúc đã không kìm được ngáp dài rồi, mặc cho đôi tay hư hỏng của Trương Khắc mò lên trên nhào nặn hai con thỏ trắng của mình, quay lại ôm cổ Trương Khắc, đã phán đoán chỉ số Nasdaq sụt giảm trong thời gian dài, vì sao không bỏ thêm tiền bán khống. Tuy chỉ số Nasdaq chấn động dữ dội, dù phán đoán được tình thế sẽ diễn biến xấu, nhưng cả quá trình phức tạp, hiểm ác hơn người thường suy nghĩ nhiều. Trương Khắc kiên nhẫn giải thích cho Đường Thanh, các tập đoàn Nhật Hàn như Samsung, Mitsui đều bí mật nắm giữ các quỹ đầu cơ lớn nhỏ khác nhau, nhưng các quỹ đầu cơ này chưa bao giờ là nghiệp vụ chính của bọn họ. Một khi bị sản nghiệp vốn đóng cho cái dấu kẻ đầu cơ, ắt sẽ bị giảm sút tín nhiệm ở sản nghiệp vốn và thị trường tiêu dùng. Tài chính quỹ đầu cơ cũng không thể tập trung vào một thị trường kiếm lợi, trừ phân tán nguy hiểm, còn phân tán sự chú ý của các thế lực khác. Quỹ đầu cơ của Nick Leeson được bí mật thiết lập ở nước ngoài trong thời kỳ cơn bão tài chính Đông Nam Á, nhờ đầu cơ vào đồng baht, đồng rupia, đồng won mà có thu hoạch lớn, một phần thông qua danh nghĩa nợ đưa vào thương vụ cầm hồ, một phần giữ lại tiếp tục đầu cơ. Bất kể nói thế nào, hiện quy mô quỹ đầu tư Nick Leeson nắm giữ đã có hơn 300 triệu đô la Mỹ, bong bóng nền kinh tế mới tan vỡ, thị trường tài chính một lần nữa chao đảo, chính là thời khắc bọn họ lần nữa đi ra gây sóng gây gió. Thời gian qua gần như mỗi ngày Nick Leeson đều tiến hành trao đổi tình hình thế cục với Trương Khắc. Trương Khắc mặc dù có ký ức kiếp trước cũng không thể có phán đoán nhạy bén bằng những nhân vật đứng đầu phố Wall, phán đoán thời cơ bán khống cũng chẳng thể chuẩn xác bằng Nick Leeson. Thành công của Cẩm Hồ trong những năm qua tất nhiên một phần nhờ vào tài, tiên tri của Trương Khắc, nhưng nó giúp y có con đường chính xác, nhưng đi xa tới đâu đi nhanh thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân y. Không thể phủ nhận năng lực sự mẫn cảm cùng nỗ lực học tập tìm hiểu của Trương Khắc được, bất kỳ thời nào năng lực mới là nền tảng cho thành công lâu dài, không phải dựa vào đầu cơ may mắn. Trong email Nick Leeson nhắc tới phán quyết của Tòa án Tối cao Liên bang với Microsoft rất có khả năng trở thành một điểm quan trọng. Nếu đơn kháng cáo của Microsoft bị bác bỏ, vận mệnh bị chia tách sẽ không tránh khỏi, nhưng chỉ riêng vụ án Microsoft đã trực tiếp khiến thị trường vốn toàn cầu nổi sóng dữ dội như thế. Ảnh hưởng sâu xa như thế là điều người thường không bao giờ lường trước, không hiểu lúc này bao nhiêu người muốn băm vằm tùng xẻo vị quan toàn kia. Chính vì chấn động dữ dội này làm suy giảm khả năng Tòa án Tối cao đưa ra phán quyết bất lợi cho Microsoft, khi đó rất có khả năng khiến chỉ số Nasdaq phục hồi trở lại. Nếu như các nhà đầu cơ đều có quan điểm tương tự, thì khả năng trước khi Tòa án Tối cao đưa ra phán quyết, chỉ số Nasdaq bị tụt mạnh sau đó vọt lên với biên độ vượt qua mọi dự đoán. Trương Khắc chỉ có thể phụ họa phán đoán của Nick Leeson, mấy năm qua sự thực chứng minh, Nick Leeson là kẻ đầu cơ ưu tú nhạy bén, đặc biệt là nhạy bén với cơ hội trong nguy cơ. Thực tế Trương Khắc vẫn có ảnh hưởng rất sâu với quỹ đầu tư, nhưng y không trực tiếp khống chế, quỹ đầu cơ đã biến thành quỹ huy động vốn riêng do Nick Leeson chủ đạo, Trương Khắc và nhóm Tôn Thượng Nghĩa chỉ thuần túy tham dự với thân phận nhà đầu tư, nếu điều động tài chính từ trong tài khoản các xí nghiệp của Cẩm Hồ sẽ làm quan hệ cổ phần khó khăn lắm mới làm rõ được lại trở nên rối rắm phức tạp. Đường Thanh ở Kim Sơn được một ngày, hôm sau lên máy bay trực tiếp bay từ Kim Sơn về Hong Kong, Trương Khắc tiễn Đường Thanh ra sân bay rồi tới công trường xây dựng nhà máy tinh viên ở Kim Sơn. Đường Học Khiêm công vụ bận rộn, không có thời gian đi tiễn con gái, hẹn Trương Khắc tụ họp ở công trường. Nhà máy khởi công được mới hơn 2 tháng. Chỉ có mảnh đất được bao quanh bởi hàng rào, đằng xa có một mảnh rừng thủy sam, Trương Khắc và Đường Học Khiêm đỗ xe ngoài cánh rừng, đi vào trong rừng, bên bìa rừng có một dòng sông, rộng chừng 7, 8 mét, bãi sông cây bụi tùm, đây là dòng sông chẳng ai chú ý, Trương Khắc không ngờ trong phạm vi thành phố mới lại có dòng nước trong xanh như thế. Bong bóng kinh tế tan vỡ làm tài chính chấn động sẽ ảnh hưởng sâu thế nào tới thực nghiệp. Đường Học Khiêm quan tâm nhất vẫn là sự phát triển của xí nghiệp. Khó nói lắm ạ, Trương Khắc cũng chẳng muốn giả mạo nhà tiên tri, lấy con số nghiên cứu của TT nghiên cứu kinh tế Cẩm Hồ và báo cáo do Nick Leeson cung cấp để giải thích với Đường Học Khiêm, nguy cơ khuếch tán tới thực nghiệp là xu thế tất yếu, chứng khoán tụt sâu như thế, át kéo nền kinh tế mới xuống vực sâu, rất khó có công ty nào sinh tồn được không có nhà đầu tư mạo hiểm chống đỡ, các công ty sụp đổ hàng loạt, làm nhu cầu trang thiết bị thông tin đi xuống. Đường Học Khiêm nhìn qua cánh rừng tới thẳng bãi đất đối diện. Sản nghiệp chế tạo tinh viên châu Á 2 năm qua không có chút khởi sắc nào, lần này chắc càng ảnh hưởng phải không? Vâng, Trương Khắc gật đầu,
nếu thị trường tinh viên sụt giảm với mức độ lớn như cháu phán đoán, sản nghiệp chế tạo tinh viên toàn cầu sẽ chỉ còn vài xí nghiệp có lợi nhuận, đại đa số sẽ lún vào vũng bùn thua lỗ. Nét Hoa Hạ tiếp tục thua lỗ là kết quả sớm được dự báo trước rồi, Trương Khắc còn nhìn thấy Samsung sẽ chỉ hoãn xây dựng Samsung Hoành Tâm, đó sẽ là một đả kích không nhỏ với Hải Túc. Chương 1242, Bình Dân Hóa. Trương Khắc cùng Đường Học Khiêm đi tản bộ trên bờ đê, thi thoảng gió sông thổi qua, cảm thấy hết sức sảng khoái. Nhà máy TTVT xây ở Kim Sơn khá lâu, còn nhà máy của Cao Khoa KV, Tân Nguyên lại có tốc độ rất nhanh, hơn 3 tháng đã thành quy mô rồi. Người phụ trách nhà máy ở Kim Sơn của Tân Nguyên là Chu Tiểu Bình, chồng Đinh Lị Hoa, cháu rể của Đinh Văn Tường. Đều là người quen cả, Trương Khắc đi cùng Đường Học Khiêm tham quan nhà máy của Tân Nguyên. Bọn họ đi trong con đường nhỏ xuyên qua rừng Thúy Sam đã khoác lên lớp lá non xanh mướt, trong rừng còn mọc vô số bông hoa tím dịp không rõ tên, họ thương vụ, chính vụ bận rộn, ít khi có trải nghiệm ở chốn hoang dã như thế này. Trương Khắc còn kể cho Đường Học Khiêm trước kia Đinh Văn Tường nhìn chúng năng lực của Chu Tiểu Binh mới ra sức phun vào cho cháu gái mình. Đinh Văn Tường mặc dù là nhà doanh nghiệp xuất sắc ở Hải Châu, nhưng mang tư tưởng truyền thống cha truyền con nối rất đậm, ông ta có con trai muộn, hiện giờ mới học sơ trung, cho nên cần một nhân vật nối nghiệp quá độ xu, Chu Tiểu Binh là nhân tuyển xuất sắc. Những tin tức kiểu này mà cháu cũng biết à? Đường Học Khiêm cười hỏi. Thầy Hứa thường nói tới trí tuệ phố phường, cháu và thầy Hứa thi thoảng rảnh rỗi gặp nhau, đánh cờ uống trà, tán gẫu những chuyện vụn vặt này, anh Hứa chắc là thường nghe nói tin đồn phố phường kiểu này chứ? Trương Khắc quay sang hỏi Hứa Thụy Bình. Hứa Thụy Bình cười khổ, hiện số lần tôi gặp ba tôi còn không nhiều bằng cậu, cho dù thi thoảng gọi điện cho ba tôi, quá nửa cũng bị nghe giáo huấn, ít được nghe tin đồn kiểu này. Hứa Thụy Bình làm thư ký cho Đường Học Khiêm, con cái cũng theo tới Kim Sơn ở, cơ hội về Hải Châu rất ít, không gặp cha mấy, gọi điện cho cha cũng chỉ hỏi thăm sức khỏe, ít nói tới công tác, đôi khi Hứa Thụy Bình cũng cảm thấy lạ, sao cha mình và Trương Khắc cái gì cũng nói được. Đi tới trước nhà máy Tân Nguyên, Chu Tiểu Binh đã đợi ở đó. Tốc độ Tân Nguyên nhanh thật, trông có vẻ như không bao lâu nữa là có thể đi vào sử dụng rồi. Đường Học Khiêm đứng trước cổng nhà máy cảm khái nói. Trước Tết nơi này còn là một mảnh đất hoang chẳng có một mảnh ngói, hiện giờ đã là khu nhà xưởng thẳng tắp, đường xá ngang dọc, công nhân đang trải cỏ lên khoảng đất trống, và một ít cây rừng. Chúng tôi bỏ qua kết cấu bê tông cốt thép, sử dụng kết cấu không gian, dùng ốc vít nối kết bộ khung, cho nên nhanh hơn với kiểu xây dựng truyền thống. Chu Tiểu Binh giới thiệu tình hình nhà máy, nhóm công nhân đầu tiên đã huấn luyện được hơn một tháng, chỉ còn một tháng rưỡi tới hai tháng nữa. Chiếc di động đầu tiên của chúng tôi sẽ sinh ra từ dây chuyền sản xuất ở đây. Không tệ chút nào, đợi nhà máy sản xuất ra chiếc di động đầu tiên, tôi sẽ lại tới lần nữa. Đường Học Khiêm quê ở Tân Thái, có điều thời thanh niên, trung niên đều sống ở Hải Châu, cảm giác với Hải Châu càng thêm thân thiết, đặc biệt quan tâm tới những xí nghiệp gây dựng, trưởng thành ở Hải Châu. Chu Tiểu Binh vui mừng nói, trước đó chúng tôi sợ làm phiền tỉnh trưởng Đường. Vậy là tới lúc đó tôi dám phát thiếp mời cho tỉnh trưởng Đường và Khắc thiếu gia rồi. Các anh mời tỉnh trưởng Đường là được rồi, quên tôi đi, tôi chẳng muốn vì ăn trực bữa cơm mà chạy xa như vậy đâu. Trương Khắc vội nói đùa từ chối, có điều tốc độ của các anh nhanh thật. Tân Nguyên hiện là doanh nghiệp gia công di động chủ yếu cho Cẩm Hồ, Liên Tín. Trương Khắc biết đơn đặt hàng Tân Nguyên nhận được chỉ cần nhà máy của họ ở Hải Châu có thể hoàn thành, không cần tranh thủ khởi động nhà máy trước nửa đầu năm. Chu Tiểu Bình cũng hiểu dù gửi thiếp mời cho Trương Khắc căn bản cũng chẳng thể mong y tới, không còn cách nào, Khoa Vương đã được phép tiêu thụ ở Singapore, Malaysia rồi, hơn nữa Khoa Vương đang bàn mua một nhà máy điện tín Ấn Độ. Nghe vậy Trương Khắc hiểu ra, Tân Nguyên không cam tâm với thành tích hiện thời, Tân Nguyên muốn khai thác thị trường nước ngoài rồi à? Có lẽ chỉ theo sát bước chân của Khoa Vương, thử thị trường Ấn Độ trước. Với người khác mà nói đây là cơ mật thương nghiệp trọng yếu của Tân Nguyên. Nhưng với Trương Khắc mà nói chẳng cần giữ bí mật gì, Chu Tiểu Binh thẳng thắn đáp. Đường Học Khiêm rất hưng phấn, kinh tế hướng ngoại ở trong tỉnh xưa nay luôn kém, nếu có một vài xí nghiệp lấy xuất khẩu sản phẩm điện tử ra thị trường Nam Á, Đông Nam Á làm mục tiêu, chắc chắn có thể làm kinh tế hướng ngoại khởi sắc. Thị trường điện tín của Ấn Độ khá phức tạp, các cậu phải có chuẩn bị đầy đủ, Sở Thương mại tỉnh sẽ sẵn sàng hỗ trợ cho các cậu. Hiện thị trường thông tin di động của Ấn Độ giống như Trung Quốc những năm 95-96, mới ở giai đoạn khởi đầu, tuy nhân khẩu Ấn Độ chỉ kém mỗi Trung Quốc, nhưng trình độ phát triển kinh tế tương đối thấp, phân hóa giàu nghèo cực kỳ nghiêm trọng,
cơ sở điện tín lạc hậu, với người bình dân mà nói di động vẫn là đồ xa xỉ. Cẩm Hồ mặc dù cũng khai phát thị trường Nam Á, nhưng lực độ không lớn lắm. Tình hình không phải là không bao giờ thay đổi, cơ sở điện tín của Ấn Độ đang dần dần hoàn thiện, có thể dự đoán khi di động bình dân hóa, thị trường di động Ấn Độ vô cùng làm người ta kỳ vọng. Tạ Kiếm Nam hẳn là nhắm chuẩn vào điểm mấu chốt Cẩm Hồ đang phát triển chip di động bình dân hóa cho nên mới đi trước một bước, bố cục ở thị trường Ấn Độ. Tân Nguyên từ trước tới giờ luôn lấy Khoa Vương làm đối thủ cạnh tranh, đặc biệt là trung tuần tháng 4, Bộ Thông tin tuyên bố chính thức đóng cửa thị trường, trong 3 năm không phát giấy phép sản xuất di động mới nữa. Ở sản nghiệp di động, địa vị của Tân Nguyên và Khoa Vương tương đương, càng cần bám đuổi thật sát. Năm nay hẳn là năm quan trọng của bình dân hóa. Tầm nhìn của Trương Khác dừng ở khu nhà xưởng mới đằng xa, ít nhất phải để giai tầng công nhân phổ thông không thấy di động là đồ xa xỉ nữa, đó là mục tiêu 2 năm tới của Cẩm Hồ. Liên Tín, Cao Khoa KV dùng chip di động E68 sản xuất di động đưa ra thị trường, giá dao động chừng 1.400, 1.500 đồng, tiến vào nghiệp vụ di động đặt làm tức là bước một bước chân bình dân hóa di động rồi. Hứa Thụy Bình cũng tham gia câu chuyện, nhiệm vụ bình dân hóa rơi lên đầu Liên Thông, di động rồi. Hổ thẹn, Trương Khắc cười, năm ngoái tôi cực lực ngăn cản Liên Thông đưa ra phương án cấp, nếu không phí viễn thông lúc này đã giảm mạnh rồi. Để Liên Thông có thêm thời gian chuẩn bị, mới có thực lực cạnh tranh hùng hậu, đó gọi là dục tốc bất đạt. Đường Học Khiêm biết Trương Khắc chỉ pha trò, mọi người đều cần có thời gian để chuẩn bị. Lý Tại Thù mấy ngày qua cũng bị bong bóng Internet tan vỡ làm váng đầu nhức óc. Mặc dù lúc này lực phá hoại chỉ hạn chế ở lĩnh vực đầu tư mạng Internet, nhưng có khả năng lan tới lĩnh vực chế tạo thiết bị điện tử, ảnh hưởng với sản nghiệp truyền thống tương đối nhỏ, nhưng ảnh hưởng với Samsung không nhỏ chút nào. Mấy năm qua Samsung luôn coi trong nghiệp vụ Flash Memory Chip, thị phần của nó chiếm 1/3 phân ngạch thị trường chip bán dẫn. Samsung đứng đầu ở thị trường Flash Memory Chip, đó trở thành nguồn thu nhập chủ yếu của Samsung. 2 năm qua làn sóng kinh tế mới làm nhu cầu Flash Memory Chip tăng vọt, cũng là nguyên nhân trọng yếu Samsung nhanh chóng thoát khỏi ảnh hưởng của cơn bão tài chính châu Á. Hiện thế cục đã rõ ràng, đó là sản nghiệp Internet, điện tín đầu tư quá độ khiến hình thành nguy cơ vỡ bong bóng của nền kinh tế mới. Cho dù có thể bình ổn vượt qua nguy cơ này thì đầu tư vào sản nghiệp điện tín, Internet sẽ giảm mạnh, từ đó ảnh hưởng trực tiếp tới nhu cầu Flash Memory Chip toàn cầu. Điện tử Samsung khẩn cấp mở cuộc họp thảo luận, tất cả đều nhất trí cho rằng lợi nhuận từ Flash Memory Chip sẽ tụt giảm, thậm chí có cao tầng lo sẽ xuất hiện thua lỗ, chỉ tính riêng nghiệp vụ Flash Memory Chip mỗi năm đã đem lại cho Samsung gần 1 tỷ lãi ròng. Lo lắng này nghẹn trong lòng làm người ta mất tinh thần, nhìn ngoài cửa sổ mưa tí tách rơi, tâm trạng càng tệ, Lý Tại Thù cầm điện thoại trên bàn làm việc, chuẩn bị đích thân gọi điện cho Nghiêm Văn Giới, thông báo Samsung định trì hoãn kế hoạch xây dựng nhà máy tinh viên ở Văn Chu. Chương 1243, Tạ Tử Gia làm khách không mời một. Lo lắng lợi nhuận sụt giảm, Samsung chẳng phải chuyển nhà máy tinh viên sang Trung Quốc để giảm chi phí chế tạo hay sao? Nghiêm Văn Giới chất vấn, Samsung Hoành Tâm hoãn khởi công tuyệt đối là tin tức xấu cho Hải Túc. Lý Tại Thù cảm thấy khó trả lời chất vấn của Nghiêm Văn Giới, chả nhẽ nói tổng bộ Samsung chỉ hoãn xây nhà máy mới cho nên mới hoãn chuyển nhà máy cũ ra ngoài. Kim Nam Dũng đứng ở bên bàn làm việc, nghe giọng Nghiêm Văn Giới trong điện thoại hơi cao, hắn sớm biết Hoành Tín có mưu đồ ở Hải Túc, đôi khi hắn nghĩ, doanh nhân ở cái quốc gia đó thật là hạnh phúc, hành vi phạm pháp cứ thoải mái làm công khai, chẳng cần che giấu. Hành vi này thập niên 60, 70 ở Hàn Quốc cũng có, mấy năm qua phải thu bớt lại. Giống như Lý Kiện Hy cũng vì thế mà rơi vào bê bối hối lộ phải lui về sau màn. Bất kể Hoành Tín có mưu đồ gì ở Hải Túc, quyết sách của Samsung tất nhiên không thể tính đến được mất của người khác. Lý Tại Thù không trả lời chính diện chất vấn của Nghiêm Văn Giới, nhưng Kim Nam Dũng thấy hắn nắm điện thoại rất chặt, tỏ ra kiên quyết, không cho đường thương lượng. Có thể hoãn công bố tin tức này được không? Nghiêm Văn Giới cũng nhận ra từ sự im lặng của Lý Tại Thù, quyết định của Samsung khó thay đổi. Có lẽ Lý Tại Thù chỉ là người chấp hành, đành hạ thấp yêu cầu, như thế sẽ không tạo thành đả kích trực tiếp với Hải Túc. Lý Tại Thù cũng vui vẻ nhìn thấy kẻ muốn đối phó với Cẩm Hồ sẽ mạnh hơn một chút, chuyện này không ngại giúp Hoành Tín, trong phạm vi chức vụ của tôi, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Đặt điện thoại xuống, Lý Tại Thù lấy tay bấm vào giữa hai mày, muốn làm thân kinh căng thẳng nhẹ bớt, hỏi Kim Nam Dũng, Hoành Tín ở Trung Quốc có thể tạo thành uy hiếp với Cẩm Hồ không? Kim Nam Dũng mặt không biểu cảm gì lắc đầu,
trước khi chỉ số Nasdaq tụt giảm, Cẩm Hồ hoàn thành giảm cổ phần ở Côn Đằng Online, giao dịch cổ phần âm nhạc toàn cầu với Microsoft, hoặc là Cẩm Hồ dẫn phải phân chó, hoặc là cao tầng Cẩm Hồ nắm rõ cả sản nghiệp như lòng bàn tay, mới có thể ở vào khu vực an toàn trong nguy cơ này. Hoành Tín dựa vào cái gì để tạo thành uy hiếp với Cẩm Hồ? Lý Tại Thù cười khổ, đáp án quá rõ ràng, vừa rồi hắn chỉ hỏi cho có mà thôi. Hắn tới Trung Quốc được vài năm, đã nhìn thấu suy nghĩ của người Trung Quốc rồi, chính phủ Trung Quốc cho dù không hỗ trợ Cẩm Hồ, cũng sẽ không kiềm chế quá mức, nhìn biểu hiện của Giang Mẫn Chi thời gian qua đủ chứng minh phán đoán này. Nếu như Hoành Tín không có được sự hỗ trợ đặc biệt của chính phủ Trung Quốc, muốn tạo thành uy hiếp với Cẩm Hồ là không thể. Sản nghiệp chủ yếu dưới cờ Hoành Tín tập trung ở đóng tàu, năng lượng, sắt thép, địa ốc và xây dựng. Thực tế 2 năm qua Cẩm Hồ cũng tiến quân vào các sản nghiệp trên, gây ra áp lực rất lớn với Hoành Tín, nhưng Hoành Tín lại không thể tiến vào sản nghiệp hạch tâm của Cẩm Hồ, điện tử tiêu dùng, điện tử gia dụng, chuỗi siêu thị để làm lay động Cẩm Hồ. Người dân Trung Quốc tựa hồ chỉ biết di động, đầu đĩa của Cẩm Hồ, ít người biết e-player mới là vũ khí sắc bén Cẩm Hồ kiếm tiền. Năm 99, lượng tiêu thụ e-player của Cẩm Hồ vượt quá 2 triệu chiếc, với giá bán từ 600-1.000 đô la Mỹ. Kim Nam Dũng dự đoán tỷ lệ lợi nhuận mỗi máy của Cẩm Hồ không ít hơn 40%, thậm chí có thể nhiều hơn, tức là chỉ riêng bằng e-player năm qua Cẩm Hồ thu được lợi nhuận hơn 300 triệu đô la Mỹ. Cẩm Hồ xưa nay luôn có thói quen lấy Tết làm khởi đầu năm mới, cũng quen lấy Tết làm phân giới sách lược thị trường. Đầu tháng 3 Cẩm Hồ ngoại trừ nâng cấp toàn tuyến điện thoại di động, còn điều chỉnh giá bán sản phẩm e-player tầm cao, giảm xuống còn từ 400 đô la Mỹ. Tháng 3 tháng 4, lượng tiêu thụ e-player của Cẩm Hồ tăng vùn vụt chẳng làm ai bất ngờ. Lý Tại Thù tin rằng mặc dù Cẩm Hồ hạ giá sản phẩm, nhưng do Cẩm Hồ đã có năng lực khống chế thị trường hải ngoại cùng chi phí nghiên cứu sản xuất bù đắp, giá thành chế tạo dàn mỏng, tỷ lệ lợi nhuận của Cẩm Hồ sẽ không sụt giảm. Lý Tại Thù hiểu dụng ý việc Cẩm Hồ đem nghiệp vụ nước ngoài đặt ở thương vụ Cẩm Hồ, là để nâng cao năng lực huy động vốn của thương vụ Cẩm Hồ, với năng lực lợi nhuận của Cẩm Hồ ở thị trường hải ngoại như thế, có thể gánh vác được khoản nợ gấp 6-10 lần. Hơn nữa thanh danh của thương vụ Cẩm Hồ trong giới doanh nhân người Hoa cực tốt, cho dù hành vi huy động vốn của Cẩm Hồ năm 98 có vẻ giống thừa lúc cháy nhà hôi của, nhưng một khi nó hình thành vòng tuần hoàn tốt, Cẩm Hồ tăng hạn ngạch nợ năm nay tăng lên 4 tỷ cũng không cần cố quá sức. Một Cẩm Hồ như thế, đã miễn cưỡng thành đối thủ của Samsung được rồi. Đối với một số người mà nói, tuần lễ hoàng kim quá dài, khi chứng khoán Thượng Hải mở giao dịch đầu tiên trong tháng 5, cổ phiếu Internet một lần nữa bị nhà đầu tư vứt bỏ, những người này thì hy vọng tuần lễ hoàng kim dài thêm một chút, đợi ác mộng qua đi hãy kết thúc kỳ nghỉ cũng không muộn. Ngày giao dịch đầu tiên của tháng 5, cổ phiếu Hải Thúc tụt thêm 8%, dù lại tụt giá lần nữa cũng đủ khó coi rồi, trị giá từ đỉnh cao 17 tỷ xuống còn 12.5 tỷ, cũng trong ngày hôm đó Ủy ban chứng giám chính thức phê chuẩn đơn xin tân phát hành cổ phiếu Hải Thúc nộp lên. Trên chiếc bàn gỗ đàn, đặt một tờ nhất báo Tân Hoa Xã, trang nhất là bài xúc tiến sản nghiệp Internet phát triển khỏe mạnh trình tự thực tế là phê đình hành vi nhà đầu tư thổi phồng khái niệm Internet. Chính bài văn này cùng với bài báo tài chính hôm nay đăng tin Côn Đằng Online gần như bị chém ngang lưng trong 8 ngày, đã áp chế cổ phiếu Internet trên TTCK Thượng Hải. Nghiêm Văn Giới nhíu chặt mày, hắn sớm dự liệu được tới một ngày bong bóng do nền kinh tế mới thổi lên sẽ tới một ngày không chống đỡ nổi. Không ngờ ngày đó tới như sét đánh không kịp bưng tai. Hải Thúc không thể phát hành cổ phiếu công khai sau một tuần nữa rồi, dưới thế cục áp chế như thế này, giá cổ phiếu rất có khả năng sẽ sụp giảm như lở tuyết, chứng khoán Tinh Hà sẽ không dám gánh nguy hiểm như thế, đã lộ ý rút lui. Cầm tiền, chơi gái thì chưa bao giờ thấy bọn chúng chùn tay, lúc này thì rụt đầu lại như rùa vậy. Vương Hải Thúc lấy khóe mắt liếc nhìn Lâm Tuyết, chỉ thấy mắt hạnh hé mở, mang tai đỏ bừng. Vẫn mê đắm lòng người như thế, chỉ là cái lỗ mũi phập phồng bại lộ lửa giận trong lòng cô ta, nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp, lúc thế này không thể đụng vào. Nghiêm Văn Giới nhìn ra không nói gì thêm. Chứng khoán Tinh Hà mặc dù tổng bộ ở Kiến Nghiệp, trước kia cũng là xí nghiệp thuộc tỉnh Đông Hải, năm 96, xí nghiệp tài chính quốc hữu tiến hành trọng tổ, Bộ Tài chính thay thế Ủy ban Tài chính Đông Hải thành nhà đầu tư sau lưng chứng khoán Ngân Hà. Hắn nhận được điện thoại nội bộ. Cho dù chứng khoán Tinh Hà có chấp nhận gánh chịu nguy hiểm thì khả năng thất bại cũng rất cao, chuyện vỡ lở ra, không phải tùy tiện hy sinh một ai đó là bịt vào được, hiển nhiên cũng là vì sau lưng có ai đó đang gây áp lực cho Bộ Tài chính. Văn kiện của Ủy ban chứng giám có hiệu lực 6 tháng, tôi cho rằng tạm hoãn kế hoạch thì hơn.
Lưu Kỳ Tuấn kiến nghị, trước khi thế cục triệt để cải thiện, cố phát hành cổ phiếu có nguy hiểm quá lớn, trước tiên là giá cổ phiếu từ mức cao nhất 45 đồng tụt xuống còn 32 đồng hiện nay, đã tụt xuống dưới giá giới hạn phát hành cổ phiếu là 34 đồng, hiện chúng ta có thể làm là duy trì ở mức 30 đồng, cưỡng ép nó đi ngược xu thế tăng lên 34 đồng nguy hiểm và áp lực quá lớn. Chương 1244, Tạ Tử Gia làm khách không mời 2. Yến Viên, biệt thự Đỗ Phi ở cũng ở Yến Viên, nằm mé ngoài cùng phía nam, sát bên hồ, tầm nhìn mở rộng, có thể nhìn thấy Yến Quy hồ sóng nước lăn tăn, chỉ là nhìn lên núi Yến Quy bị tòa nhà nghiên cứu phát triển của Cao Khoa KV che mất, có chút nuối tiếc. Hôm nay trong biệt thự của Đỗ Phi tụ tập rất đông người, Mã Hướng Đông, Nghiêm Văn Giang tới kiến nghiệp, lần trước Đỗ Phi nói sẽ chiêu đãi bọn họ, mời mọi người tới biệt thự ăn tiệc đứng tự nướng. Cổ phiếu Công Đằng Online trong 8 kỳ giao dịch gần như bị chém ngang lưng, đám cao tầng như Mã Hướng Đông, Lương Văn Giang phải chịu trách nhiệm, cái gọi là chịu trách nhiệm không phải là tự phạt lương, nộp đơn từ chức, mà là tìm đường doanh lợi mới cho Công Đằng Online, đạt được cân bằng tài chính trước khi tiêu hết tiền. Tất cả báo tài chính ngày hôm nay đều đăng tin cổ phiếu Công Đằng Online bị tụt giá thảm hại, tuy nói đám Mã Hướng Đông cố ý thao túng những bài báo này, nhưng khi nhìn thấy nó lan tràn khắp giới truyền thông, tâm tình không dễ chịu chút nào, áp lực cũng cực lớn. Hôm nay bọn họ tới kiến nghiệp là vì quỹ sáng nghiệp vườn sồi cùng sáng vực Đông Đại cũng có rất nhiều hình thức đầu tư mới mẻ, mọi người tụ họp lại để xem có đường nào dung hợp nghiệp vụ, nâng cao doanh thu hay không. Đám Mã Lực, Dương Vĩ Nghị cũng bị cảnh sát chết đầy đồng, tiếng kêu dậy đất của sàn chứng khoán Nasdaq hất cho một chậu nước lạnh, trước ngày 26 tháng 4 chỉ số Nasdaq sụt giảm. Cứ mỗi lần tụ họp là bọn họ lại lớn tiếng bàn việc lên sàn giao dịch Nasdaq, thành anh hùng tài phú được giới truyền thông săn đón đăng tin như Mã Hướng Đông. Mấy ngày hôm nay ngậm miệng tuyệt đối không nhắc tới chuyện này nữa. Tuy nói hiện giờ chỉ số Nasdaq có dấu hiệu ổn định trong chấn động mạnh, nhưng cổ phiếu Internet của sàn giao dịch chứng khoán bị sóng gầm tài chính hủy hoại, Côn Đằng Online còn chưa bị tính là tụt giá thảm nhất, các cổng website tiếng chung như võng cảnh. Lãng Triệu may mắn lên sàn giao dịch Nasdaq trước nguy cơ bùng phát thậm chí bị mất giá hơn 60%. Nghĩ tới những quỹ đầu tư mạo hiểm tiến hành đầu tư vào Lãng Triệu, Võng Cảnh có khi qua vụ làm ăn này thua đến cái quần lót cũng chẳng còn, quỹ đầu tư mạo hiểm chỉ e đã thành chim sợ cành cong, hướng gió không đổi, không hy vọng bọn họ đầu tư quy mô lớn vào sản nghiệp Internet nữa, có lẽ chỉ 2-3 tháng nữa thôi vì tài chính không đủ mà xuất hiện làn sóng các website đóng cửa. Trác Vực trước sau được sáng vực Đông Hải, Tổng Công ty Phát triển Công nghệ Đông Đại, cùng Côn Đằng Online đầu tư 5 triệu đô la Mỹ, tài chính của Trác Vực hiện nay chỉ có thể duy trì tới cuối năm, mà trước cuối năm không thể thực hiện được nhiệm vụ kinh doanh có lãi. Mã Lực, Dương Vĩ Nghị biết đám Đỗ Phi không tùy tiện vứt bỏ Trác Vực, vứt bỏ thương mại điện tử, chỉ là trước khi đám Đỗ Phi chính thức tỏ thái độ thì chẳng có gì chắc chắn, khó tránh khỏi lo trước nghĩ sau, thấp thỏm không yên. Cho dù là đám thời học bân, Đổng Dược Hoa cũng không thoải mái lắm, sau khi đem sản nghiệp quán nét chuyển nhượng cho Hải Túc, trong tài khoản còn có 200 triệu dư, mặc dù luôn khắc chế chi tiêu, nhưng trong không khí chung đó, bất chi bất giác đầu tư lượng lớn tài chính vào lĩnh vực ứng dụng phần mềm, thư viện số, game online, v.v.v. Nhưng đám thời học bân còn đỡ, biết gia sản của Cẩm Hồ, sáng vực Đông Đại có phá hoại thế nào, cũng chẳng gây được gia họa, ngoài ra các xí nghiệp phía dưới Cẩm Hồ đều hạch toán độc lập. Sáng vực Đông Đại mới nổi lên, nhưng rơi vào nguy cơ bong bóng tan vỡ không thoát thân được, thể diện tất nhiên rất khó coi. Khác thiếu gia đâu rồi? Triệu Tử Lâm dẫn con gái và chồng tới, không thấy Trương Khác đâu, chỉ thấy đám thời học bân, Mã Lực, Dương Vĩ Nghị bị đám con gái thỉnh hạ, Lệnh Tiểu Yến, Lâm Băng, Vương Thái Linh chỉ huy chạy vòng vòng, chuẩn bị đồ nướng ở sân phơi, lúc này đã chuẩn bị gần xong, đều ngồi đó nghỉ ngơi, đợi người tới đủ thì bắt đầu. Đình viện dưới lầu bài bố quá tinh xảo rối rắm, không có đủ không gian tổ chức tiệc đứng, sân phơi tầng 2 nối liền với phòng khách, đủ rộng. Triệu Tử Lâm cách cửa kính nhìn đám Đỗ Phi, Lương Văn Giang, Mã Hướng Đông ngồi trong thư phòng sắc mặt nặng nề không biết bọn họ thảo luận đề tài nghiêm túc gì. Trương Khác không nói sẽ tới, cậu ấy nói có tới à? Thời học bân ngạc nhiên hỏi, còn đá đít Đổng Dược Hoa, còn không mau nhường chỗ cho thần tài mỹ nữ. Quỹ đầu tư vườn sồi vì đầu tư vào Côn Đằng Online mà nổi danh thiên hạ, cho dù hiện giờ cổ phiếu Côn Đằng Online mất giá, hiện vẫn cứ ngồi đầu trong các quỹ đầu tư sáng nghiệp trong nước. Đối với những thanh niên khát vọng sáng nghiệp để có thành công mà nói, Triệu Tử Lâm tổng phụ trách quỹ sáng nghiệp vườn sồi xứng với cái danh nữ thần tài. Triệu Tử Lâm đưa tay ra muốn bập gáy thời học bân,
tôi nhận được điện thoại của Khác thiếu gia cho nên mới tới đây ăn trực, còn tưởng cậu ấy đã tới trước rồi. Triệu Tử Lâm cũng ở trong yến viên, đi tới cũng thuận tiện, nhìn Thịnh Hạ cầm bình đồ uống đi tới, liền hỏi, em đã quyết định tốt nghiệp xong ở lại đâu chưa? Thịnh Hạ mặc dù bằng tuổi Đỗ Phi, Trương Khác nhưng đi học trước bọn họ một năm, một tháng nữa thôi là cô tốt nghiệp đại học, hết lễ lao động, cô không vội về Hong Kong, mấy ngày qua luôn ở lại kiến nghiệp. Còn chưa quyết định, Thịnh Hạ cười, lựa chọn quá nhiều cũng đau đầu, cùng lắm thì em đi giúp anh trai em. Giải trí ẩm thực thế kỷ Cẩm Hồ không phải là xí nghiệp gia tộc Thịnh Thị, em tới đó góp vui làm gì? Không bằng ở lại sáng vực Đông Đại với anh. Đỗ Phi từ thư phòng đi ra, nắm vai Thịnh Hạ, chào hỏi nhà Triệu Tử Lâm. Thế sáng vực Đông Đại chẳng thành quán vợ chồng à? Trương Khác ở dưới lầu nghe thấy Đỗ Phi nói thế đi lên, đưa tay ra, kiếm cho tao cái khăn lông lau đã. Sao thế, đám Đỗ Phi, Triệu Tử Lâm nhìn thấy đùi, mép áp của Trương Khác ướt một mảng lớn, nghi hoặc hỏi. Hai, Thanh Bạch nửa đời người thiếu chút nữa bị con trai của Tâm Văn hủy rồi, tao không biết vợ chồng nhà đó không đóng bìm cho con, vừa bế nó lên thiếu chút nữa bị nó tè lên đầu. Nếu chẳng phải sợ mụ Diệp tiểu đồng đó liều mạng với tao, tao ném thằng nhóc đó ra khỏi xe rồi. Trương Khác vung tay làm bộ rất tức tối, kể. Lúc này dưới lầu có tiếng trẻ con khóc phối hợp, tất cả đều cười ồ lên. Diệp tiểu đồng bế con trai chưa tròn 6 tháng đi lên, Dương Dương đắc ý nói. Thời buổi này người dám đái lên đầu Khác thiếu gia không có mấy đâu, mọi người mau mau tới chiêm ngưỡng Diệp đào nhà tôi. Thiệu Tâm Văn theo sau cười rất hề hả. Các cô gái thích trẻ con, đều vây lấy. Trương Khác chỉ biết cười khổ, nhìn màn hình trong thư phòng còn hiển thị biểu đồ cổ phiếu, hỏi Đỗ Phi, lúc tao chưa tới, bọn mày thảo luận cái gì thế? Hạnh phúc là gì, chính là nhìn thấy kẻ xui xẻo hơn mình. Mã Hướng Đông đùa. Ủy ban chứng giám hôm nay phê chuẩn phương án phát hành cổ phiếu của Hải Thúc rồi, chúng tôi đang thảo luận xem bọn chúng có cố phát hành cổ phiếu không. Vậy hôm nay mọi người đều hạnh phúc hơn tôi. Trương Khác kéo vạt áo bị đái ướt sũng ra, đi vào thư phòng, click xem cổ phiếu của Hải Thúc, bọn chúng sẽ không mạo hiểm như thế. Hôm nay giá cổ phiếu của Hải Thúc tụt giá sâu, trước khi thế cục nghịch chuyển, Hoành Tín nếu cố đẩy giá lên, để cổ phiếu mới phát hành thuận lợi, phải dùng chừng 1 tỷ mới có thể nắm chắc được. Còn phải đảm bảo mặt tin tức có lợi cho bọn chúng, đâu phải là chuyện dễ dàng. Ngoài ra tôi nhận được tin chứng khoán Tinh Hà có ý rút lui. Chương 1245, Tạ Tử Gia làm khách không mời ba. Mã Hướng Đông hỏi, Tinh Hà chẳng phải cùng một bọn với Nghiêm Gia à? Đúng thế, nhưng xảy ra vấn đề bọn chúng có ôm được hết hay không đã? Có điều cũng khó nói, xưa nay bọn chúng tham ăn tới khó coi. Trương Khác nhếch mép cười. Đánh hội đồng tất nhiên phải tham gia, có điều thảo luận chuyện của các anh đã. Mã Hướng Đông gãi đầu cười khan, hiện côn đằng online đang xa lầy, thực sự không có tư cách chê người khác. Bắt đầu ăn được chưa, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Trương Khác thò đầu ra nhìn thấy đã chuẩn bị xong, hỏi Đỗ Phi, khách mày mời đến đủ cả rồi chứ. Mọi người tạm thời gạt bỏ lo lắng sang một bên, náo nhiệt đổ ra sân phơi, lúc này dưới lầu tiếng chuông vang lên, Đỗ Phi không để ý lắm. Người quen trong yến viên quá nhiều, thấy bên này nào nhiệt chạy qua góp vui là hết sức bình thường, bọn họ vừa mang bia rượu ra thì thấy Tạ Tử Gia rầm rầm chạy lên, Trần Tĩnh đi theo sau. Hai vị khách không mời này làm mọi người rất bất ngờ. Mày mời đấy à, Đỗ Phi nghi hoặc nhìn Trương Khác. Trương Khác nhìn Trần Tĩnh, cô đánh mắt sang Tạ Tử Gia, ý bảo con bé khùng ép em sang đây. Thế nào không hoan nghênh à, Tạ Tử Gia tay ôm một chai rượu vang trước ngực, dè dặt nói. Nhìn bên này náo nhiệt như thế, cảm thấy chỗ chúng tôi hiu quạnh quá. Đôi mắt long lanh mở to chớp chớp, nhìn có vẻ như bị bộ dạng ngạc nhiên của mọi người làm tổn thương rất lớn. Nếu chẳng phải quá rõ cô nhóc này là ai, nói không chừng thời học bân đã lên tiếng tán tỉnh như với những mỹ thiếu nữ sơ cao trung mà hắn nhìn thấy ngoài đường rồi, lúc này hắn cũng phải chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Đừng thấy thanh danh sáng vực Đông Đại đang lên, trừ Trương Khác ra, trong đời ít Đông Hải. Người thực sự làm hắn cảm thấy quỷ dị chính là Tạ Tử Gia thường đóng giả cô bạn học đáng yêu nhà bên. Trong học viện ngoại thương có rất nhiều sinh viên biết Tạ Tử Gia là con gái Tạ Hán Tĩnh có tên trong danh sách 100 người giàu nhất của Hồ Nhuận, anh trai Tạ Ý là CEO của một trong 4 chuỗi siêu thị lớn trong nước, chỉ là không ai biết cô chính là người sáng lập Cao Khoa KV, hơn nữa nhờ thiên bẩm thương nghiệp mới có được lợi nhuận 500 triệu vào năm 99. Thời học bân thường ngày cùng Đỗ Phi được xem như nhân vật lãnh tụ giới sinh viên sáng nghiệp, đứng trước Tạ Tử Gia thanh thuần khả ái, cảm giác bản thân như rác rưởi vậy,
từ miệng Đỗ Phi biết được một số tin đồn về Tạ Tử gia, mới biết mấy từ thanh thuần khả ái không liên quan gì tới nữ ma đầu này. Nếu nói Tạ Tử gia vì cô đơn, vì hiệu quạnh mới chạy sang đây, thì đầu óc thời học bân phải chứa hai thùng đậu hũ hắn mới tin. Trương Khác cho dù muốn đuổi Tạ Tử gia đi cũng chẳng dám, nhận lấy chai rượu trong tay cô, người giữ lại thì được, còn chai rượu này. Bao bì đẹp lắm, uống vào chắc không sao đâu nhỉ. Tạ Tử gia liếc xéo Trương Khác, rồi đảo mắt một vòng nhìn đám Mã Hướng Đông, Lương Văn Giang, bọn họ nhàn nhã thật đấy, xem bảo hôm nay ai cũng nghĩ bọn họ đang nhốt mình trong văn phòng nghĩ đối sách, ai ngờ bọn họ tới kiến nghiệp Tiêu Dao. Trương Khác nhìn Trần Tĩnh, trong đôi mắt đẹp của cô ẩn chứa nụ cười, ý bảo đây chính là dụng ý xông vào đây của Tạ Tử gia, rồi quay sang nhìn đứa bé trong lòng Diệp Tiểu Đồng, bẹo cái má phính, cười hỏi, làm mẹ có vất vả không? Ban đêm toàn ném cho bảo mẫu trông, tôi chẳng có tâm tình tốt đẹp hầu hạ nó, giờ bế nó cho vui vậy thôi. Diệp Tiểu Đồng háy mắt, trẻ con hay lắm, hay là cô đẻ một đứa thử xem. Tôi tìm ai để đẻ chứ? Trần Tĩnh cười tươi, nhận lấy đứa bé từ Diệp Tiểu Đồng, bế trong lòng nựng, mắt sáng lên. Trương Khác thấy cảnh đó thì gãi đầu, vội quay sang Tạ Tử gia nói lảng đi, bọn họ Tiêu Dao bao giờ? Vừa rồi tôi còn nói bọn họ đang vùng vẫy ngoi lên bờ. Được, nếu như cô có thể chỉ điểm cho bọn họ một con đường sáng, để cô và Trần Tĩnh tham gia bữa tiệc đứng hôm nay xem như đáng giá. Tôi thì có kiến nghị gì hay được, Tạ Tử gia giấu tay sau lưng, đầu cúi xuống nhìn ngón chân, trông như cô nữ xinh bẽn lẽn, người của Côn Đằng Online, sáng vực đông đại, trác vực đều ở đây, chẳng lẽ không phải muốn cố gắng chỉnh hợp tài nguyên Internet lại làm một, tìm con đường tắt mở rộng ưu thế cạnh tranh, mau chóng có lãi hay sao? Trương Khác nghĩ chẳng lẽ con bé này canh sau cửa sổ nhìn mọi người lục tục kéo vào. Cô ta nhìn ra mục đích cuộc tụ họp này thì là chuyện bình thường. Mã Hướng Đông, Lương Văn Giang đều không quen Tạ Tử gia, được Đỗ Phi giúp giới thiệu, sự tích huy hoàng của Tạ Tử gia, làm Vương Thái Linh hít một hơi khí lạnh, em cứ tưởng không còn nhân vật quái thai nào giống như em họ của anh nữa, bọn họ có cho người ta sống nữa hay không hả? Người khác tối đa chỉ có thể coi là tinh anh trong tinh anh, bọn họ là thiên tài. Mã Hướng Đông cảm khái. Nhìn Mã Hướng Đông và Lương Văn Giang đi tới, Trương Khác nói, mọi người bàn chuyện nhé, tôi đói rồi, kiếm cái gì cho vào bụng đã. Quay sang hỏi Trần Tĩnh, cô uống gì, chỗ này chắc là có đấy. Chưa nói quan hệ vụng trộm của bọn họ, thân phận của Trần Tĩnh đặc thù, Trương Khác đích thân chiêu đãi, người khác không nhìn thấy có sơ hở gì, Diệu Tiểu Đồng bế con cùng chồng trò chuyện với hai bọn họ. Sáng vực đông đại thời gian qua chuyên chú vào sản nghiệp Internet, Tử gia tâm tính bộc trộm, một phần sự chú ý chuyển sang mặt này. Hiện bong bóng Internet vỡ đã thành chuyện chắc chắn, khi đa phần nhà đầu tư như chim sợ cành cong thì nó lại nói đây là thời cơ, người bỏ ta lấy, chẳng biết vì sao con bé khẳng định hôm nay mọi người tụ họp ở đây là vì chỉnh hợp tài nguyên Internet nữa. Trần Tĩnh giải thích nguyên nhân vì sao bị Tạ Tử gia kéo tới đây. Trương Khác ngoái đầu nhìn Tạ Tử gia đang cùng Đỗ Phi, Mã Hướng Đông nói chuyện say sưa. Thiên phú và mẫn cảm thương nghiệp của Tạ nữ ma đầu đúng là hiếm có, so với ngành nghề truyền thống gần như đều vận hành theo phương thức cố định, sản nghiệp Internet mới nổi càng làm tài hoa thương nghiệp một người tỏa sáng rực rỡ. Hiện sản nghiệp Internet gặp nguy cơ lớn nhất từ trước tới nay, nhưng ẩn chứa cơ hội thương nghiệp lớn. Tạ Tử gia tâm tính bộc trộm có lẽ là một khuyết điểm, nhưng cũng là ưu thế lớn nhất của cô, nóng vội xông vào thế này, hẳn phải có rất nhiều tư tưởng kỳ diệu muốn tìm người thổ lộ. Trời đã tối. Vầng trăng sáng treo trên bầu trời kiến nghiệp, quần thể kiến trúc bờ đối diện Yến Quy Hồ trông giống như tờ tranh giấy mỏng manh dán vào khung. Trương Khác cầm ly rượu đứng dựa lưng vào lan can, nhìn Đỗ Phi, Mã Hướng Đông, Lương Văn Giang, Mã Lực ngồi vây quanh Tạ Tử gia, giao lưu ý kiến về sản nghiệp Internet, không khí vô cùng sôi nổi, chẳng hề nhận ra đã rạng sáng rồi. Diệp Tiểu Đồng, Thiệu Tâm Văn chiếu cố cho con nhỏ nên đã về trước, Trương Khác vốn ám thị Trần Tĩnh theo y đi trước. Chỉ là Tạ Tử gia bám dính lấy giữ Trần Tĩnh lại cùng mình, Trương Khác chỉ đành vờ như tỏ ra rất có hứng thú với đề tài này, ở lại nghe. Triệu Tử Lâm đương nhiên cũng phải ở lại thức đêm, vợ và con gái cô đã về trước. Đám Mã Hướng Đông, Lương Văn Giang năm 95 lập trang web cá nhân sau phát triển thành cổng website tiếng Trung lớn nhất từ năm 95. Thời học bân, thì Tân Phi muộn hơn một chút thành lập CLB Côn Trùng, phát triển trò chơi trên mạng. Mã Lực một mình thử lập trang web cá nhân bán sách. Có thể nói bọn họ là những người tham dự sản nghiệp Internet đầu tiên trong nước, đều có kiến thức sâu sắc về Internet, đều có nhiệt tình vô cùng với Internet. Chương 1246, Tài nguyên Internet của Cẩm Hồ.
Lúc này Trương Khắc cảm thấy mình thành người ngoài, ở lĩnh vực Internet, ngoại trừ cung cấp chút hỗ trợ chủ yếu ở tài chính, thì trước mặt những người này y nên ngậm miệng lại, nhìn làn sóng Internet sục sôi, Trương Khắc đúng là có lúc kích động, đại đa số thời gian là khoanh tay ngồi nhìn. Lúc này các công ty danh tiếng mạng Internet như Tencent, Alibaba, Baidu đều nối tiếp nhau thành lập. Sáng vực Đông Đại trực tiếp tham dự vào đầu tư trạng vực trang web thương mại điện tử, trở thành đối thủ cạnh tranh của trang web thương mại điện tử như 8818, Alibaba, đang hấp thụ kinh nghiệm thành công của nó, áp chế sự phát triển của họ. Có điều lúc này quy mô đánh nhau còn nhỏ, định vị thị trường có khác nhau, dù ở nghiệp vụ hay thị trường cũng không có nhiều chỗ trùng lặp lắm. Baidu thành lập sớm hơn lịch sử từng có, tháng 2 năm nay đã chính thức đưa ra kỹ thuật tìm kiếm tiếng Trung mới nhất. Mặc dù năm 98 Côn Đằng Online đã đưa ra engine tìm kiếm tiếng Trung, nhưng chẳng chỗ nào hơn người, vào tháng 4 đã đành thành hiệp nghị với Baidu, đưa engine tìm kiếm của Baidu vào trong trang web, do Baidu cung cấp dịch vụ tìm kiếm. Điều kiện kèm là Côn Đằng Online, sáng vực Đông Đại, quỹ vườn sồi đầu tư $1 triệu vào Baidu, nắm 8% cổ phần, có lẽ mấy năm sau sẽ thành một kinh điển đầu tư khác của sáng vực, nhưng lịch sử có lệch đi không thì không ai biết được. Năm 99, rất nhiều xí nghiệp Internet trong nước mô phỏng ICQ, phát triển phần mềm tin nhắn tức thì bằng tiếng Trung, Tencent chỉ là một thành viên không nổi bật trong đó. Tencent tháng 5 năm ngoái thậm chí muốn bán QICQ của bọn họ cho Côn Đằng Online, nhưng bộ phận kỹ thuật của Côn Đằng Online đã phát triển MICQ của bản thân, lực lượng kỹ thuật của Côn Đằng Online đủ mạnh, mà Tencent lại báo giá 40 vạn USD, hiển nhiên vượt quá giới hạn của đám Đỗ Phi. Hiện giờ ở thị trường nhắn tin tức thì trên Internet, QICQ của Đằng Tấn, MSN tiếng Trung của Microsoft chiếm hơn 60%, MICQ của Công Đằng Online dựa vào ưu thế hộ dùng, xếp hạng đứng vào vị trí thứ tư. Sau khi nghiệp vụ Quán Nét được Hải Thúc mua lại, lực lượng kỹ thuật sáng vực Đông Đại không bị suy giảm mà còn được tăng cường thêm. Mặc dù mạng Internet băng thông rộng gia đình ở trong nước mới phát triển, nhưng hộ dùng ở các thành thị liên tục tăng lên. Đám Đỗ Phi tất nhiên nhìn ra tiền đồ phát triển của game online, thêm vào tài chính dư giả, liền chính thức khởi động kế hoạch phát triển game đồ họ Tam Quốc Liệt Hào Truyện. Năm 99, kỹ thuật game online trong nước từ dạng text chuyển sang đồ họa có một hố ngăn cách gần như không vượt qua nổi, trong nước chẳng có ai có kinh nghiệm phát triển game online đồ họa, mà đám Thi Tân Phi dã tâm lại rất lớn, muốn phát triển toàn bộ hệ thống, độ khó rất cao. Sau khi gặp phải lực cản, sáng vực Đông Đại đành phải bỏ tiền mua phần mềm kỹ thuật đồ họa từ châu Âu, tiền đổ vào không ít, tiến độ mới hoàn thành một nửa. Nếu chỉ nhìn bằng con mắt thương nghiệp, hiện trong nước phát triển game online đồ họa là quá nguy hiểm, khả năng thất bại cao, giao cho nước ngoài vận hành càng phù hợp với lựa chọn thương nghiệp hơn. Nhưng Trương Khắc không can thiệp vào phương châm vận hành của sáng vực Đông Đại, thậm chí còn thừa nhận nỗ lực tự khai phát game đồ họa từ không tới có của bọn họ. Một mặt trước kia y đồng ý đưa câu lạc bộ côn trùng vào sáng vực, đã ngầm thừa nhận sau này bỏ tiền cho họ phát triển, Tam Quốc Liệt Hào Truyện, mặt khác thời đại game online tới là không thể nghịch chuyển, sáng vực Đông Đại phát triển engine trò chơi sẽ để nền tảng văn hóa Trung Hoa sớm thể hiện trong trò chơi. Và lại Cẩm Hồ ở mặt bỏ tiền bồi dưỡng nhân viên rất khẳng khái, cho dù thất bại, coi như bỏ vài chục triệu bồi dưỡng nhân tài lĩnh vực ứng dụng đồ họa, nghĩ như thế trong lòng sẽ cân bằng hơn nhiều. Trước ngày 26 tháng 4, chỉ số Nasdaq tụt dốc, mọi người đều coi lên sàn giao dịch Nasdaq là mốt thời thường, không ai suy nghĩ nghiêm túc tới vấn đề mô hình lẫn năng lực lợi nhuận, phát triển trang web chủ yếu theo đuổi số lượng thành viên đăng ký và lượng truy cập. Côn Đằng Online mặc dù khá chú trọng nghiệp vụ thực tế, nhưng khó tránh khỏi bị hoàn cảnh lớn ảnh hưởng. Côn Đằng Online trước sau được nhiều lần đầu tư mạo hiểm, lại thành công lên sàn giao dịch Nasdaq, tài chính hùng hậu. Một rào lượng dư tài chính lên tới $100 triệu, cho dù hiện giờ với xu thế khuếch trương này vẫn có thể cầm cự được 3 năm. Sáng vực Đông Đại vốn khá hơn một chút, nhưng không chịu nổi cái động không đáy mạng xã hội, game online, web game hút tiền. Tình hình chắc vực là tệ nhất, duy trì đà phát triển như hiện nay, tối đa chỉ cầm cự được tới nửa năm. Đám Mã Hướng Đông, Lương Văn Giang, Vương Thái Linh tới kiến nghiệp tụ họp với Đỗ Phi, Mã Lực. Thời học bân là để xem có thể tìm được con đường xoay chuyển cục diện chỉ có đầu tư không có sản xuất hay không. Trương Khắc mặc dù cũng lo bọn họ đi quá đà, nhưng nhìn Tạ Tử Gia nhiệt tình tham gia như thế, quyết định đứng xem trước đã, để bọn họ thảo luận ra phương án hoàn chỉnh, y sẽ tùy tình hình ở bên tính xem có nên thúc đẩy một chút hay không. Tới tận 2 giờ sáng, thấy Tạ Tử Gia vẫn còn nói tới hào hứng, chẳng có vẻ gì là mệt mỏi muốn đi ngủ cả,
Trương Khắc ngáp lớn, đưa đồng hồ đeo tay cho bọn họ xem, đã hơn 2 giờ, mai tôi còn phải tham gia cuộc họp sáng, đi ngủ trước đây, không thức đêm cùng mọi người nữa. Đi qua cửa Nam Yến Viên, chỉ vài bước chân thôi là tới căn nhà gỗ bên hồ, vẫn còn mấy đôi nam nữ ngồi ôm nhau trên chiếc ghế dài, không chịu về nghỉ ngơi. Trương Khắc ngồi xuống một cái ghế trống, lấy thuốc lá ra hút, một lúc sau thấy Trần Tĩnh đi ra lấm la lấm lét nhìn về phía bên này. Có phải đi ăn trộm đâu? Trương Khắc đứng dậy vẫy tay gọi Trần Tĩnh tới, ôm vai cô đi về phía căn nhà gỗ. Đêm đã khuya, Trần Tĩnh vẫn lo lắng bị người quen bắt gặp, được Trương Khắc ôm vai, vừa ngọt ngào vừa có chút sợ, tới ngoài cửa căn nhà gỗ mới thở phào, Tử Gia có hứng thú rất cao với Internet, trước kia khi lập kế hoạch di động bảo thạch cũng không thấy nó bị hút hồn như vậy, anh có đồng ý cho nó tham dự vào chuyện của sáng vực đông đại không? Cô ấy chẳng cần thuyết phục anh, Trương Khắc cười, đám Đỗ Phi làm rất tốt rồi. Anh thấy mình đứng bên chỉ trỏ không hay, Tạ Tử Gia thuyết phục bọn họ là được. Trần Tĩnh thắc mắc, anh đứng bên nghe không nói tiếng nào, là vì thế sao? Quan điểm của anh không phải nhất định là chính xác, mà có chỉ cho bọn họ một con đường tuyệt đối chính xác cũng không có nhiều ích lợi, có ý tưởng tốt là một chuyện, quan trọng là chấp hành, cho dù ban đầu không đi trên con đường chính xác, thì đó cũng là một sự rèn giũa với họ. Trần Tĩnh nghỉ lại ở căn nhà gỗ, hoan ái xong ngủ say sưa. Thức dậy thì đã là 10 giờ sáng, Trương Khắc dậy sớm dự cuộc họp, Trần Tĩnh tắm rửa xong, còn chuyên môn thay một bộ đồ thể thao trở về Yến Viên, cho dù bị Tạ Tử Gia bắt gặp cũng có thể nói là đi tập thể dục buổi sáng. Trần Tĩnh về tới biệt thự thì thấy Tạ Tử Gia mặt mày mỏi mệt cũng vừa về tới nơi. Tạ Tử Gia chẳng hề nhận ra Trần Tĩnh cũng cả đêm không về, ngữ khí có chút bức bối nói, đám đại lão gia tầm nhìn hạn hẹp, sản nghiệp Internet phát triển tới hiện giờ, mô hình nghiệp vụ nên có đều có rồi. Cũng hình thành truyền thống miễn phí thâm căn cố đề, ai muốn thay đổi truyền thống này sẽ bị đả kích lớn nhất. Chỉ số Nasdaq sụt giảm tạo thành hậu quả rất nghiêm trọng, nhưng không thay đổi được sự thực căn bản nhất, số người dùng đông là căn cơ phát triển của Internet Trung Quốc, thực lực cầm hồ hùng hậu như thế, có thể cầm cự thêm vài năm. Lại nghi hoặc hỏi, tên đó hôm qua không tham gia thảo luận, có phải là không cung cấp tài chính cho sáng vực đông đại nữa? Chương 1247, Tài nguyên Internet của cầm hồ 2. Trương Khắc nghĩ gì thì chỉ biết sao được, Trần Tĩnh gạt phát ngay, bất kể thế nào, xí nghiệp luôn phải lấy lợi nhuận làm mục đích. Cho dù muốn lợi nhuận cũng không nên vội thi hành chế độ thu phí hội viên. Tạ Tử Gia khi nói chuyện kích động có rất nhiều động tác nhỏ, mái tóc bị cô bứt, gái, phò tới xù lên, dưới chế độ hội viên miễn phí, lấy thu phí tăng giá trị phục vụ hộ dùng cao cấp, nhưng tuyệt đối không có nghĩa là có thể hạn chế lợi ích của hội viên phổ thông. Côn Đằng Online, sáng vực đông đại, chắc vực chỉnh hợp tài nguyên Internet của nhau cũng phải lấy đây làm tiền đề. Trong hoàn cảnh ứng dụng Internet trong nước hiện nay, MICQ của Côn Đằng Online nên giao cho sáng vực đông đại vận hành liên hợp với game online, mạng xã hội như thế mới có hiệu quả cao. Ngoài ra mô hình phát triển của chắc vực cũng rất nguy hiểm. Đường lối rất tốt, trước kia chị không nghĩ em nghiên cứu chuyên sâu về vấn đề này như thế, chẳng bọn họ đều là hạng ngoan cố, không nghe lọt ý kiến của em. Trần Tĩnh hỏi. Bên phía Ái Đạt ít sơ hở, nghiền ngẫm chẳng thù vị gì, chứ còn bên phía sáng vực đông đại, ha ha. Tạ Tử Gia cười rất khoa trương, bọn họ nói cần thảo luận nội bộ thế là đuổi em đi, chị bảo xem có phải là qua cầu rút ván không. Em không nói gì kích thích bọn họ chứ. Trần Tĩnh rất hiểu Tạ Tử Gia, hôm qua lúc cô và Trương Khác ở đó, Tạ Tử Gia còn kiếm chế không khoe khoang, ai biết bọn họ đi rồi, cô nhóc này có lộ bản chất mỉa mai châm chọc người ta hay không? Chắc là không đâu. Tạ Tử Gia cũng không chắc lắm, Trương Khắc và Trần Tĩnh vừa đi, cô không còn áp lực gì nữa, không có áp lực là cô thích nói lung tung. Kệ đi, em tắm rửa rồi ngủ bù trước đã, chị thấy em thức đêm đến hút mắt rồi, đừng ỷ mình còn trẻ mà xem thường, không biết chăm sóc bản thân, đợi 10 năm nữa thì khóc đấy. Trần Tĩnh đẩy Tạ Tử Gia vào nhà, bắt cô nhóc tắm rửa trước. Trần Tĩnh tới phòng ngủ thay y phục rồi đến văn phòng, hoàng hôn. Trương Khắc đem mô hình nghiệp vụ thương mại điện tử của 8818 do TT nghiên cứu kinh tế Cẩm Hồ báo cáo gửi vào mail của Trần Tĩnh, Trần Tĩnh in ra đem về Yến Viên. Tạ Tử Gia vừa mới rời giường, còn mặc áo ngủ, dụi mắt nhìn Trần Tĩnh vào nhà đặt cặp tài liệu lên tủ giày, cô liền thuận tay cầm lấy ngồi xuống ghế sofa xem. Ế, sao chị lại có báo cáo mới nhất của TT nghiên cứu kinh tế Cẩm Hồ? Tạ Tử Gia lật xem trên báo cáo, không thấy có ngày tháng. Nhưng số liệu sử dụng đều cuối tháng 4, 7 ngày đầu tháng 5 là kỳ nghỉ dài, báo cáo này ra lò vào hôm qua.
Em châm biếm người khác không đáng một xu, em xem đội ngũ cố vấn của bọn họ hùng mạnh thế nào. Báo cáo này là để cho em xem đấy. Trần Tĩnh cởi giày, đứng thẳng dậy nói, kiến nghị của em hôm qua, nếu được trung tâm số liệu của họ ủng hộ, nói không chừng được bọn họ tiếp nhận. Đem quá nhiều ứng dụng khác nhập vào ICQ cũng không phải là chưa có trang web khác thử qua, nhưng hiệu quả không ấn tượng lắm, chỉ thấy bọn họ cũng lo uốn nắn quá độ đâm biến dạng, đôi khi phải làm dần từng bước, tránh phạm phải sai lầm lớn hơn. Tạ Tử Gia bĩu môi, ngồi khoanh chân xem báo cáo, xem được một nửa thì lẩm bẩm, Cẩm Hồ vui mừng trên đau khổ của 8818 đây mà. Có cơ sở báo cáo này, mô hình kinh doanh của Trác Vực phải điều chỉnh một chút rồi. Chị chưa kịp xem, trên báo cáo nói gì? Trần Tĩnh vào bếp rót một cốc nước lọc đi ra hỏi. 8818 phát triển cấp tiến quá mức, vội hình thành mạng lưới chuyển phát khắp các thành phố vừa và lớn cùng nghiệp vụ lưu trữ, lại quá mức theo đuổi số lượng hộ dùng, toàn diện gia tăng chủng loại vật phẩm tiêu thụ trực tuyến, tài chính tiêu hao quá nhanh, năm ngoái Hải Túc đầu tư vào 400 triệu đã tiêu hao mất 1/3. Mặc dù 8818 chiếm được gần 60% thị trường thương mại điện tử, nhưng lượng tiêu thụ năm nay mới miễn cưỡng được 200 triệu, lượng tiêu thụ của 8818 phải đạt tới 2 tỷ mới duy trì được hệ thống chuyển phát, đó là mục tiêu phải 3 năm nữa 8818 mới hoàn thành được. Trong thời gian đó, dự kiến các cổ đông của 8818 phải đổ thêm vào 600, 800 triệu. Tạ Tử Gia lớn tiếng thuật lại nội dung trong báo cáo cho Trần Tĩnh nghe, chị nói xem có phải Cẩm Hồ đang đợi xem trò hay từ Hoành Tín không. Mô hình của Trác Vực tương tự như 8818, Cẩm Hồ đâu có nhàm chán như thế, báo cáo này rất có tác dụng với Trác Vực tìm đường phát triển trong tương lai. Trần Tĩnh lắc đầu, chẳng phải em nói mô hình của Trác Vực có vấn đề sao? Trước đó là suy đoán, hiện giờ có con số Cẩm Hồ cung cấp hỗ trợ rồi. Tạ Tử Gia uống ngụm nước từ cái cốc trong tay Trần Tĩnh, Trác Vực nếu phát triển theo mô hình định sẵn, thì cũng là đi qua con đường 8818 đã đi. Cho dù Cẩm Hồ có cắn răng ném vào đó 1 tỷ trong vòng 3 năm thì lượng tiêu thụ cũng chỉ chừng 2 tỷ. Thương mại điện tử ở Trung Quốc dù sao cũng thua kém Âu Mỹ quá xa, mô hình Amazon thành công ở Mỹ, nhưng chưa chắc đã phù hợp với thủy thổ của Trung Quốc, tự kiến lập hệ thống lưu trữ và phân phối vốn là chuyện tốn công chẳng được gì. Trác Việt muốn đánh bại 8818 chẳng khó gì, vì hệ thống bán hàng của Thịnh Hâm, Hương Tuyết Hải đã phủ khắp toàn quốc, Trác Vực dựa vào cơ sở hiện có đó, chi phí giảm đi rất nhiều. Nhưng đánh bại 8818 làm cái gì, chỉ là mấy con trâu chen nhau uống nước trong cái máng hẹp mà thôi. Lo lắng hỏi lại, chị, bọn họ có qua cầu rút ván không? Chị cũng chẳng biết nữa. Trần Tĩnh giang tay, chẳng lẽ em muốn tham gia vào nhóm bọn họ? Bà cô đó ăn nói thật khó nghe, hôm qua lúc mày còn ở đó cô ta chú ý chừng mực, mày và Trần Tĩnh đi rồi cô ta liền leo lên đầu bọn tao. Đỗ Phi chỉ nghỉ ngơi 3-4 tiếng, tinh lực vẫn dư thừa. Miêu tả cho Trương Khắc nghe biểu hiện của Tạ Tử Gia sau khi y đi. Mã Hướng Đông cũng kể khổ, đám nam nhân chúng tôi bị cô ta nói cho như đám ăn hại, chỉ hận cậu sao đi sớm như thế. Rồi, ra mặt các anh chẳng mỏng như thế, trước tiên nói ý kiến về kiến nghị của Tạ Tử Gia đi, còn về vấn đề thái độ của cô ta, chúng ta thảo luận sau. Trương Khắc cười cắt ngang lời Mã Hướng Đông, lúc này chỉ có Đỗ Phi, Mã Hướng Đôn, Lương Văn Giang tới tìm y, những người khác đang ngủ bù. Hôm qua lúc thảo luận với Tạ Tử Gia không có ghi chép, có điều sau khi Tạ Tử Gia đi bọn họ thảo luận nội bộ có tóm tắt lại, Trương Khắc lật xem là nắm được đường lối của bọn họ có chuyển biến thế nào. Thật khó tưởng tượng trước kia cô ta chưa từng tiếp xúc với sản nghiệp Internet, một số người đúng là sinh ra cùng thiên phú, giờ tôi đã tin lời ấy. Mã Hướng Đông thừa nhận Tạ Tử Gia, kiến nghị của cô ta ít nên là phương hướng chúng tôi phải nỗ lực, có điều nếu theo kiến nghị của cô ta, MICQ của chúng tôi giao cho Sáng Vực Đông Đại vận hành chỉnh hợp, ứng dụng miễn phí là một tiền đề lớn. Ở vấn đề phát triển Trác Vực, Dưỡng Duy Vĩ phản bác cô ta vài câu, cô ta không thèm nói nữa, tôi nghĩ cô ta đã nhìn thấy cực hạn việc mô phỏng Amazon của 8818. Bọn họ cũng vừa cầm được báo cáo của TT nghiên cứu kinh tế Cẩm Hồ. Trác Việt cứ phát triển thế này tới cuối năm là hết tiền, cho dù hấp thu kinh nghiệm của 8818, chuyên tâm đi theo con đường tinh phẩm. Có lẽ có lợi nhuận trước thời hạn, nhưng tiền đồ phát triển hạn chế rất lớn. Đỗ Phi trầm ngâm, bọn tao đang nghĩ chuyển biến đường lối của Trác Vực. Nói chung đây không phải là thời cơ thiết lập hệ thống lưu trữ và phân phối trên quy mô lớn. Chương 1248, giao dịch ngầm. Trương Khắc nghe bọn họ trình bày xong, nói, hôm qua tôi kéo Thiệu Tâm Văn tới chính là muốn dùng nền tảng của Thịnh Hâm kết nối với Trác Vực,
bị Tạ Tử Gia chen ngang nên chuyện này chưa bàn thành, các anh có cơ hội thì trực tiếp tìm Thiệu Tâm Vãn. Rồi hỏi thêm, tôi nay thảo luận có muốn mời Tạ Tử Gia tham gia nữa không? Mặc dù bị một con bé xem thường đúng là mất mặt, nhưng chúng ta không thể qua cầu rút ván. Đỗ Phi cười khổ, Tạ Ma Đầu tích cực như thế, mục đích chỉ e là muốn tham gia một chân. Mọi người quyết định là được, tham gia cổ phần chứ có phải là khống chế cổ phần đâu, xí nghiệp dưới cờ Cẩm Hồ phải mở cửa một chút. Được, vậy bọn ta tự nắm chừng mực trước. Đỗ Phi gật đầu, tóm lại phương án cuối cùng vẫn mang ra thảo luận cuộc họp 29 người. Chỉnh hợp tài nguyên Internet thì phía Sáng Vực Đông Đại, Trác Vực sẽ không lề mề, nhưng phía Côn Đằng Online, dù sao cũng là công ty trên TTCK nước ngoài, điều chỉnh nghiệp vụ lớn như thế, cần được BQT phê chuẩn. Mặc dù Vườn Sồi là cổ đông lớn nhất, tầng quản lý nắm cổ phần tương đối cao, nhưng nếu cổ đông ngoài kiên trì chống đối, phương án vẫn không thể thực hiện được. BQT Côn Đằng Online có hai đại biểu thành viên BQT bên ngoài, một là quỹ đầu cơ mạo hiểm của HSBC, một nữa là quỹ đầu cơ mạo hiểm của Cao Thịnh. Côn Đằng Online có phát triển lớn như thế, không thể không tính tới công lao của các quỹ đầu cơ mạo hiểm. Côn Đằng Online qua 6 tháng cấm giao dịch, ISS đưa ra quyết định giảm cổ phần, khi đó thị trường còn đang phát triển cao tốc, HSBC và Cao Thịnh không phải không muốn giảm cổ phần, nhưng nếu bọn họ đồng loạt giảm cổ phần, tổng lượng cổ phiếu sẽ tới gần 30 triệu, bọn họ do dự tạm thời tiếp tục nắm cổ phiếu của Côn Đằng Online đã. Nào ngờ ISS giảm cổ phần sạch sẽ rồi, bọn họ vừa định thực hiện giảm cổ phần thì chỉ số Nasdaq không cầm cự nổi nữa, trong 8 phiên giao dịch thôi Côn Đằng Online đã mất nửa giá, trong quá trình đó bọn họ cũng thử giảm cổ phần, nhưng vừa thử thả ra một chút, giá cổ phiếu liền tụt mạnh, đành phải ngầm phối hợp hoãn lại, đợi thời cơ thích hợp. Đây là lần đầu tiên Tằng Tử Huy phó tổng giám đốc khu vực châu Á của Cao Thịnh tới kiến nghiệp. Tuy là đầu tháng 5, nhưng kiến nghiệp đã có hơi nóng mùa hè. Trên đường phố các cô gái trẻ mặc chiếc váy ngắn tung tăng qua lại, thu hút ánh mắt người đi đường. Trong quán cà phê ngõ Học Phủ, mùi cà phê ngây ngất ngập tràn, nhìn qua cửa kính, thi thoảng có thể bắt gặp bóng dáng xinh đẹp của thiếu nữ trẻ trung đầy sức sống. Tằng Tử Huy không hiểu vì sao Trương Khác lại chọn một quán cà phê bình thường như thế làm chỗ gặp mặt, có điều cảm giác không tệ. Tằng Tuy Huy tiếp xúc với cao tầng khác của Cẩm Hồ khá nhiều, nhưng tiếp xúc với Trương Khác mới chỉ là lần thứ ba. Trong lòng vẫn còn nhiều nghi hoặc về Trương Khác, về kỳ tích mà y sáng lập, chỉ có điều quan hệ hai bên chưa tới mức cho nên không tiện hỏi. Trương Khác thong thả cầm thìa inox ngoáy cà phê, chỉ là cốc cà phê quá nhỏ, còn cái thìa lại cao tới 15-16 cm, trông thật khó diễn tả sự ưu nhã nhàn tản, đó. Chuyện Tân Quang lên TTCK Hong Kong huy động vốn làm phiền giám đốc Tằng Bôn Ba vất vả, tôi định chiêu đãi anh một bữa, không ngờ hành trình của anh kín như thế, tối đã phải đi Bắc Kinh rồi. Trương Khác tỏ vẻ nuối tiếc nói. Tằng Tử Huy nhìn Trương Khác uống ực một cái hết cốc cà phê, cổ tay áo thể thao còn có dấu vết lau mồ hôi, biết y vừa đánh tennis xong tới gặp mình, trong lòng đương nhiên hâm mộ cuộc sống nhàn nhã của y, kiếm cơm ăn mà chẳng dễ dàng gì. Buổi tối tôi hẹn ngài Joy ở Bắc Kinh, nếu không đã có thể ở kiến nghiệp thêm được một ngày. Joy là đại biểu thành viên BQT mà Cao Thịnh phái trú ở Côn Đằng Online. Khi nhận được fax xin gặp mặt của Tằng Tử Huy truyền từ Hong Kong, Trương Khác đã hiểu ý đồ của hắn, sớm được nghe ngài Joy là người thú vị, buổi tối anh chuyển lời cho ngài ấy giúp tôi, hy vọng chuyến đi Trung Quốc lần này của ngài ấy vui vẻ. Tuy nói hệ thống giám sát quản lý TTCK của Mỹ rất nghiêm ngặt, nhưng với tập đoàn như Cao Thịnh, không phải không có khe hở để chui vào. Cao Thịnh, Goldman Sachs, trước kia mình không để ý, thôi quen rồi cứ để Cao Thịnh vậy. Thời gian qua chỉ số Nasdaq chấn động dữ dội, cổ phiếu Internet không hề thấy dấu hiệu bình ổn, thậm chí có cổ phiếu Internet giảm mất 80% giá trị, chống không nổi phải đóng cửa giao dịch. Cổ phiếu của Côn Đằng Online miễn cưỡng duy trì mức $20, nhưng vô cùng yếu ớt. Cao Thịnh, HSBC đều không dám có hành động lỗ mãng, nhưng lại sợ cứ kéo dài, thế cục sẽ ngày một xấu hơn, triệt để mất đi cơ hội giảm cổ phiếu. Nếu lúc này Côn Đằng Online có tín hiệu lợi nhuận mang tính thực chất, sẽ cung cấp yểm hộ tuyệt hảo cho Cao Thịnh giảm cổ phần. Cẩm Hồ muốn chỉnh hợp tài nguyên của Côn Đằng Online, Trác Vực, Sáng Vực Đông Đại chính là tạo ra cơ hội đó. Cẩm Hồ chỉ cần chuyển vào Côn Đằng Online chừng $30 triệu, là có thể cho gần $1 tỷ cổ phiếu của Cao Thịnh, HSBC rút lui an toàn, đây chính là ý đồ của Tằng Tử Huy, đương nhiên hai bên chẳng ai tin ai, nên một vài lời chỉ nói tới là dừng. Không thể nói quá thấu để lộ chỗ yếu cho người ta nắm.
hệ thống giám sát chứng khoán của nước Mỹ không thể quản được tới tầng cấp này, đó cũng là nguyên nhân người dân Mỹ xưa nay căm hận sự lũng đoạn. Rất nhiều hành vi lũng đoạn thương nghiệp là cướp bóc tài sản của người dân bình thường, đó là khoảng trống hệ thống pháp luật không quản tới được. Đương nhiên trong thương trường người ta lấy lợi ích làm hàng đầu, chẳng có mấy tình người để nói. Cao Thịnh bỏ qua thời cơ tốt giảm cổ phần, khiến cho mấy trăm triệu lợi nhuận trở thành hoa trong gương, trong nước, ắt phải có nhân vật cao tầng Cao Thịnh chịu trách nhiệm, giật dây Tằng Tử Huy ra mặt, nói không chừng là hành vi tự giữ mình của nhân vật nào đó. Đương nhiên cái giá Tằng Tử Huy đưa ra cũng không nhỏ. Giấy Tân Quang đang tích cực chuẩn bị lên TTCK huy động vốn, khởi động kế hoạch bột giấy khổng lồ, đúng lúc gặp phải bong bóng Internet tan vỡ, làm TTCK ảnh hưởng cực lớn, cổ phiếu đỏ luôn ở trong trạng thái lờ đờ, cho dù nghiệp vụ của Tân Quang mấy năm qua luôn rất tốt, lại có cẩm hồ chống nhưng huy động gần 1 tỷ đô la Mỹ, vẫn rất khó khăn. Cổ phiếu đỏ, cổ phiếu của City Trung Quốc niêm yết ở TTCK Hong Kong. Năm ngoài Trung Hải Du lên TTCK, cũng chỉ huy động được 1 tỷ đô la Mỹ. Rất nhiều cơ cấu đầu tư có hứng thú với việc Tân Quang phát hành cổ phiếu, nhưng vẫn cảm thấy cẩm hồ ra giá quá cao. Các cơ cấu đầu tư do Cao Thịnh, Quốc Dụ, HSBC đứng đầu đều hy vọng Tân Quang giảm giá 1/3. Thế là đàm phán bế tắc, các doanh nghiệp bảo lãnh rất dứt khoát, không có tiến triển gì. Tằng Tử Huy có thể hỗ trợ lớn trong quá trình này, Thẩm Xê Hí có thể làm thái độ của Cao Thịnh dao động trước. Từ đó phía cẩm hồ nắm được địa vị chủ động. Nói trắng ra là trao đổi lợi ích hại người chơi cổ phiếu Mỹ một vố, Trương Khắc chẳng hề có chút gánh nặng tâm lý nào, với người chơi cổ phiếu Mỹ mà nói, trước kia cũng là côn đằng online lên sàn giao dịch Nasdaq cũng là tặng lợi ích cho bọn họ, và lại thao tác là công ty Mỹ có phải cẩm hồ đâu. Thoải mái uống hết cà phê, Trương Khắc chuyên môn bảo Phó Tuấn phái chiếc Lincoln dài đưa Tằng Tử Huy ra sân bay. Chương 1249, Vũ Khúc say lòng 1. Hoàng hôn hôm sau, Trương Khắc đang xem tài liệu trong thư viện thì nhận được điện thoại của Đỗ Phi. Người Mỹ thèm tiền đến điên mất rồi. Đỗ Phi lửa giận bừng bừng nói, tên cuộc họp BQT côn đằng online, Mã Hướng Đông thiếu chút nữa đánh nhau với đại biểu của Cao Thịnh. Thế tức là chưa đánh chứ gì? Trương Khắc cười hỏi. Tao nói thiếu chút nữa mà. Người Mỹ yêu cầu tu sửa phương án, mày biết người Mỹ tham thế nào không? Trong điện thoại nói không rõ, mày đang ở đâu? Tao gửi fax cho. Trương Khắc hẹn Đỗ Phi tới 1978 gặp mặt, y thu dọn tài liệu, đủng đỉnh tới 1978 thì Đỗ Phi, Thịnh Hạ, Triệu Tử Lâm cùng với Tạ Tử Gia đều đã ở đó đợi y rồi. Mày xem người Mỹ đúng là lòng tham không đáy. Vừa thấy Trương Khắc, Đỗ Phi đưa fax phương án của Cao Thịnh cho Trương Khắc xem, côn đằng online chuyển nghiệp vụ MICQ vào sáng vực đông đại lấy 8% cổ phần là điều kiện khá rộng rãi rồi, không ngờ người Mỹ còn đề nghị giảm cổ phần xuống 6%. Nhưng phải trả thêm 20 triệu đô la Mỹ, mày nói xem có phải bọn chúng thèm tiền tới phát điên rồi không? Trương Khắc cầm lấy bản phương án được y thỏa thuận ngầm hôm qua, nhìn đám Đỗ Phi mặt mày căm phẫn, bật cười, không tệ, có lẽ bọn họ cho rằng cổ phần của sáng vực đông đại trí giá 20 triệu đô la Mỹ. Lấy bút bi trên cổ áo ra, ký tên lên bản fax, cứ thế mà làm, để ái đặt hoặc thương vụ cẩm hồ lấy 20 triệu đô la Mỹ nắm thêm 2% cổ phần của sáng vực đông đại. Chuyện này tạm thời không cần thông báo cho côn đằng online. Đám Đỗ Phi, thời học bân chưa hiểu ra ngay được, Tạ Tử Gia hừ một tiếng khinh bỉ, lại là giao dịch ngầm. Ai nói đây là giao dịch ngầm? Đánh chết tôi cũng không thừa nhận, 30% cổ phần của âm nhạc toàn cầu đáng giá 900 triệu đô la Mỹ, vì sao toàn bộ cổ phần của sáng vực đông đại không được 1 tỷ đô la Mỹ? Chúng ta không được thiên vị, Trương Khắc mặt dày nói, rồi bảo Đỗ Phi, chuyện này cứ quyết định như thế. Mày gửi fax cho Mã Hướng Đông, bảo anh ta đừng đánh nhau với khách người Mỹ, để khách có kỳ nghỉ vui vẻ ở Bắc Kinh. Tạ Tử Gia bĩu môi, biết vì có mình ở đây nên Trương Khắc mới không nói rõ, ngẩng đầu nhìn đèn màu xoay trên trần nhà, khẽ hút sáo, có nhắm mắt cô cũng đoán ra đằng sau có giao dịch ngầm, nếu không Trương Khắc đâu chịu thiệt như thế. Không thể qua cầu rút ván, kiến nghị của Tạ Tử Gia có tác dụng gợi mở quan trọng cho phương án chỉnh hợp tài nguyên Internet lần này. Sáng vực đông đai cũng tiếp nhận Cao Khoa KV đầu tư 80 triệu, đổi lấy 10% cổ phần, nói cách khác giá trị của sáng vực đông đại tính tròn chưa tới 800 triệu tệ. Tạ Tử Gia cũng chỉ huýt sáo biểu đạt khinh bỉ và bất mãn trong lòng thôi, chẳng lẽ còn có thể xách tai Trương Khắc bắt y khai ra có giao dịch ngầm gì sao? Đỗ Phi không hỏi thêm, bảo thời học bân, anh lập tức đại biểu cho bên này gửi fax qua đi, miễn cho Mã Hướng Đông đi tìm người Mỹ tính sổ. Mã Hướng Đông và đại biểu Cao Thịnh cãi nhau,
cũng là nhận định phương án của Cao Thịnh sẽ không được bên này chấp nhận, nhận định Cao Thịnh đang phá đám, cho nên mới nổi giận dùng lời lẽ gay gắt đáp trả. Hiện bên này chấp nhận phương án của Cao Thịnh, Côn Đằng Online có được lợi ích thực chất, Mã Hướng Đông mừng còn chẳng kịp, tất nhiên không giận gì Cao Thịnh nữa. Mà có giận hay không cũng chẳng quan trọng, đợi Cao Thịnh, HSBC giảm sạch cổ phần, BQT sẽ tiến hành điều chỉnh, sẽ không còn đại biểu của Cao Thịnh HSBC nữa. Trương Khắc xem đồng hồ, nói với Đỗ Phi, Thịnh Hạ, tôi mời cả hai ăn cơm. Đám Triệu Tử Lâm, thời học bân cáo từ rời đi, nếu có giao dịch ngầm với Cao Thịnh, hoặc là thành viên hội nghị 29 người, hoặc là người có quan hệ đặc thù với Trương Khắc như Đỗ Phi mới biết được chi tiết. Mặc dù ngõ học phủ toàn quán ăn cao cấp, nhưng sinh viên gia đình giàu có không ít, huống chi giai tầng trí thức xung quanh Yến Quy Hồ đều thích tới đây ăn cơm, đám Trương Khắc tới liền mấy quán ăn đều không còn chỗ trống, liền đi dọc theo ngõ học phủ hướng về phía học viện âm nhạc. Trương Khắc đem chuyện Tằng Tử Huy đến kiến nghiệp kể chỗ Đỗ Phi, cấp cho Côn Đằng Online thêm chút tài chính, giảm bớt chút áp lực doanh lợi của bọn họ, ngoài ra Tân Quang lên TTCK đã chủ bị 4, 5 năm rồi, không thể để nó là cái bánh vẽ mãi. Áp lực của bọn tao cũng đâu ít, Đỗ Phi cười khổ, hội nghị 29 người còn dễ nói, còn nhân viên cao trung tầng của Cẩm Hồ đều là quần chúng không rõ chân tướng. Đương nhiên, sao có thể để bọn mày không có chút áp lực nào chứ? Trương Khắc thản nhiên nói. Trương Khắc và Đỗ Phi, Thịnh Hạ đi tới cửa ngõ, chuẩn bị rẽ tìm quán ăn thì nhìn thấy Lý Hinh Dư ôm mấy cuốn sách trong lòng, nói chuyện với hai thanh niên lạ, thấy y đi qua, Lý Hinh Dư nhoẻn miệng cười, nụ cười thanh thuần mà mê đắm. Cô mặc áo sơ mi kẻ caro, quần bò thẳng đứng, theo thói quen ôm sách trước ngực, che đi bầu ngực no căng, chỉ nhìn từ phía bên mía mới thấy được đường cong khơi gợi trí tưởng tượng, tràn ngập dụ hoặc. Nghe đoạn đối thoại của bọn họ, thì ra Lý Hinh Dư từ thư viện ra, gặp hai người hỏi đường. Xin lỗi, tôi cũng không rõ về đợi ít Đông Hải, hay là tôi nhờ bạn tôi đưa các anh đi. Lý Hinh Dư rất áy náy xin lỗi. Vậy thì thôi, cảm ơn cô. Hai thanh niên hỏi đường thấy Trương Khắc đi tới thì mất hứng bỏ đi. Ê, nếu muốn tới đợi ít Đông Hải thì tôi đưa đi, ở đó tôi có rất nhiều tiểu đệ. Trương Khắc gọi với theo hai thanh niên kia, rồi quay lại hỏi Lý Hinh Dư, mỗi ngày cô đi qua ngõ học phủ gặp được bao nhiêu người hỏi đường. Nói không chừng bọn họ không biết đường thật đấy. Lý Hinh Dư mặt thoáng xấu hổ nói. Trương Khắc ồ một tiếng, làm vẻ mặt khoa trương hỏi, tiểu thư, chúng tôi đang tìm quán ăn có chỗ trống. Cô có thể đưa chúng tôi đi được không? Lý Hinh Dư cười khúc khích, Trương Khắc luôn biết làm người ta vui, thảo nào lừa được nhiều cô gái như thế, nếu mọi người không ngại ăn món Hàn Quốc, tôi biết nên đưa mọi người đi đâu. Đỗ Phi ngạc nhiên, giờ này mà có quán ăn Hàn Quốc có chỗ trống à? Năm 2000, phong cách Hàn Quốc đang được ưa chuộng, dù học sinh Hàn Quốc cũng đông, quán ăn Hàn Quốc còn tấp nập hơn cả quán ăn Trung Quốc, quán ăn Tây. Ở Nam Thúy Viên mới mở một quán ăn. Tôi từng ăn cửa đó, cảm giác rất được, nếu mọi người không ngại, tôi mời mọi người tới đó. Lý Hinh Dư đưa tay ra. Nam Thúy Viên và khu biệt thự cao cấp mà Tinh Điển lấy danh nghĩa khu sản nghiệp phần mềm vơ đất xây dựng, vì có một đám người giàu vào đó ở cho nên gần đó quán ăn cao cấp không ít. Lười về chung cư thanh niên lấy xe, cũng lười gọi nhân viên công tác tới đón, bọn họ bắt chiếc taxi chạy ngang qua tới Nam Thúy Viên. Đó là một quán ăn kiểu Hàn tên là Nam Hán Động, trang trí đúng kiểu Hàn Quốc. Mặt trời còn chưa lặn sau núi Yến Quy, khách trong quán ăn không ít, đi vào nhìn thấy Hồ Kim Tinh sẵn tay áo đứng ở chỗ ngồi gần cửa sổ, Vương Hải Túc và Trần Dũng đều ngồi, đang chăm chú nói chuyện đột nhiên thấy đám Trương Khắc lọt vào tầm mắt, hai chữ, giật mình, thiếu chút nữa khắc lên mặt. Qua mấy phiên giao dịch, mấy cổ phần Internet trên TTCK Thượng Hải đều liên tục đưa ra động tác thăm dò, Hải Túc giữ chặt giới hạn 30 đồng mỗi cổ phiếu. Cơ cấu phân tích giám sát số liệu của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Cẩm Hồ phát hiện mức độ tập trung của cổ phiếu Hải Túc không ngừng đề cao, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Điều này cho thấy Hoành Tín đằng sau đang ra sức chống đỡ không cho lòng tin của người dân vào cổ phiếu Hải Túc tan vỡ, cho dù rất khó truy ra cụ thể Hoành Tín dùng thao tác ngầm gì, nhưng có thể phán đoán vì nó mà Hoành Tín ép dùng 600, 800 triệu hấp thụ cổ phiếu. Sắc mặt đám Trần Dũng, Hồ Kim Tinh rất tệ, không khó lý giải. Trương Khắc còn nhớ trương ngày 26 tháng 4 còn chúng còn đi ăn cùng với người của chứng khoán Nguyên Giang, chắc định dồn tiền kiếm một mẻ lớn, không ngờ cổ phiếu Hải Túc sụt giá thảm hại, hiện Hoành Tín ra sức chống đỡ, mới không vượt qua mức giới hạn tâm lý 30 đồng một cổ phiếu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1250, Vũ Khúc Say Lòng 2. Đang vào mùa mưa,
chập tối còn thấy sao trời lấp lánh, lúc này bầu trời đã bị mây mù bao phủ, ngẩng đầu lên nhìn có thể thấy bầu trời mờ mờ, còn tưởng mây mỏng như thế chẳng có mưa được, đi dọc theo hàng cây sam lớn bên đường, khi tới gần trung tâm hoạt động của công nhân viên thì nước mưa lộp độp rơi xuống. Lúc đầu chỉ lác đác vài hạt, chớp mắt đã rào rào đổ xuống, Trương Khác và Lý Hinh Dư chạy vào hành lang trung tâm, mái hiên đã có nước tràn xuống rồi. Áo sơ mi của Lý Hinh Dư dính nước mưa, dưới ánh đèn hành lang sáng tỏ, đường con mê đắm lập lờ hiện ra, cô đưa tay vén lọn tóc ướt dính trước trán ra sau, lộ ra khuôn mặt thanh xuân diễm lệ, trắng như một nắm tuyết, ngũ quan xinh đẹp mê người mà sống động. Lý Hinh Dư nhón chân lên nhìn trời, vẫn có thể nhìn xuyên qua tầng mây, trăng sao ẩn sau đó, không biết trận mưa này sẽ kéo dài bao lâu, nói với Trương Khác, sớm biết thế đã lái xe về chung cư, anh xem, giờ bị kẹt ở đây rồi. Cô sống ở kiến nghiệp đã lâu, tiếng phổ thông nói chuẩn mực tròn trịa, còn mang theo chút âm mũi khiến xương khớp người ta nhũn ra, tuy miệng nói thế nhìn sắc mặt Lý Hinh Dư tựa hồ rất hưng phấn vì trận mưa bất ngờ này. Hay là chúng ta đội mưa về nhé? Trương Khác đoán ý cười hỏi. Không đâu, mưa to thế này, áo sẽ ướt hết mất. Lý Hinh Dư nói nhỏ, có vẻ không kiên quyết lắm. Mấy đôi tình lữ mượn bóng tôi che giấu âu yếm với nhau ở gần lúc này đều tới hành lang trú mưa, mặc dù có người trong lòng bên cạnh, nhưng các chàng trai không giữ nổi ảnh mắt lén lén nhìn cơ thể nóng bỏng của Lý Hinh Dư, hận không thể đập một phát người bên cạnh nát thành thịt cho trôi xuống cống, thiên hạ thực sự có cô gái xinh đẹp tới nhường đó sao? Lại nhìn tên mặt trắng bên cạnh mỹ nhân, ăn vận bất phàm, tướng mạo anh Tuấn chỉ là thứ yếu, khí độ nhàn nhã trấn định của người ta làm các chàng trai tự tin, mình không xứng làm tình địch của tên mặt trắng này. Lý Hinh Dư có chút xấu hổ, mặt quay về hướng Trương Khác, lờ đi những ánh mắt thẫn thờ kia, cô nhận ra ánh mắt Trương Khác cũng có chút khác lạ, cúi đầu nhìn xuống, giờ mới phát hiện ra vừa rồi chạy không để ý một cái cúc bật ra, hai người đứng sát nhau, Trương Khác lại cao hơn cô một chút. Cô còn nhìn thấy mép vú nõn nà cùng khe vú sâu thẳm của mình, Trương Khác tất nhiên càng nhìn rõ hơn. Theo bản năng đưa tay nắm lấy cổ cáo, che đi cảnh xuân tuyệt diệu vô cùng đi, thẹn tới nóng hết cả người, cảm giác được da rẻ mình đỏ rực, lấy dũng khí nhìn Trương Khác một cái, y đang thu ánh mắt nhìn giọt mưa ngoài hành lang. Cho dù bung một cái cúc thì cũng chỉ mới cởi hai cúc thôi, chỉ là bầu ngực của cô vốn quá bắt mắt, càng trở nên lõa lộ khêu gợi, Lý Hinh Dư cố kiềm chế xấu hổ trong lòng, bỏ tay xuống. Khe vú mê đắm lòng người xuất hiện, như con chim nhỏ nép bên cạnh Trương Khác, thấy y lại liếc mắt nhìn trộm, trong lòng dù có chút thẹn thùng, nhưng đa phần hưng phấn đắc ý. Trung tâm hoạt động là một tòa kiến trúc giả cổ phong cách đình viện, hành lang quanh co, vườn tinh tế, bên trong còn có tiếng nhạc truyền ra, mấy đôi tình lữ chú mưa cùng thấy mưa không ngớt ngay được, nắm tay nhau đi vào trong, Lý Hinh Dư nghi hoặc nhìn Trương Khác, y không quen thuộc đời ết Đông Hải lắm, thậm chí còn không biết chỗ này tên là gì, đây là đâu vậy? Mưa không tạnh ngay được đâu, mời cô nhảy một khúc nhé. Trương Khác mỉm cười hỏi. Thế sao, nơi này có sàn nhảy? Lý Hinh Dư hơi ngạc nhiên, vẫn không dám khoác tay Trương Khác, chỉ nắm nhẹ ống tay áo y, háo hức theo Trương Khác vào trong. Tuy nói là trung tâm hoạt động của công nhân viên, nhưng chẳng biết từ khi nào đã trở thành sàn nhảy phục vụ sinh viên, vé vào cửa cho hai người chỉ tốn 6 đồng. Bên trong đa phần là sinh viên nam nữ. Cũng không đảm bảo là không có thanh niên vào lừa gạt nữ sinh, đám thời học bân mặc dù đã tốt nghiệp tiến một bước vào giai tầng cấp cao, nhưng cũng thích lẻn vào đây, các anh chàng đẹp trai của Đại học Đông Hải, những cô gái xinh đẹp của Học viện Âm nhạc, đợi ít sư phạm cũng thích vào đây chơi, do ở trong trường, nên không có chuyện bậy bạ lộn xộn ở sàn nhảy người xã hội. Ánh sáng mờ mờ, chỉ đứng hơi xa một chút là không thấy mặt người, lúc này trong sàn nhảy có một đám đông đang nhảy bunny lưu hành những năm 2000. Người nọ nắm tay người kia lại thành một vòng nhảy tương tương hết sức náo nhiệt. Âm thanh không thể gọi là quá tốt, đèn màu giữ sàn nhảy cũng không phải là quá đẹp, nhưng đủ kích động lòng người. Trương Khác và Lý Hinh Dư vừa đi tới hàng ghế dài ngồi đợi thì khúc nhảy bunny đã kết thúc, Lý Hinh Dư liền đứng dậy, có vẻ mong đợi, có lẽ trong bóng tối, tính cách dễ xấu hổ của cô được che giấu, trở nên tích cực chủ động. Một lúc sau, khúc nhạc vang lên. Trương Khác ngẩng đầu nhìn đôi mắt tựa ánh sao đêm của Lý Hinh Dư, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trơn như ngọc, chúng ta đi khiêu vũ nào. Tay vịn lên vòng eo đầy xúc cảm của cô, đưa cô vào sàn nhảy. Lý Hinh Dư múa nhẹ nhàng thành thạo, nhưng trong sàn người mới học nhảy quá nhiều, cứ vài bước lại có người va phải, chẳng mạnh lắm, chỉ là Lý Hinh Dư đang vừa hưng phấn vừa rụt rè, chạm phải một cái, lại dẫm lên chân người sau, theo bản năng tránh về phía trước, va vào lòng Trương Khác.
Mặc dù cơ thể hai người chỉ tiếp xúc một chút liền tách ra, Lý Hinh Dư lại tự biết ngực mình lớn thế nào, trực tiếp va vào lòng Trương Khác, tới bản thân cảm giác được lực đàn hồi đẩy lại, tách ra rồi chỗ đó còn cảm thấy tê tê, tay rõ ràng bị bàn tay Trương Khác nắm chặt hơn, tên eo còn có bàn tay lớn ấm áp đặt lên, làm cho trái tim thiếu nữ yếu ớt đập loạn lên, chẳng còn dám ngẩng đầu nhìn Trương Khác. Trương Khác tất nhiên hận không thể va chạm thêm nghìn lần, triệu lần, cảm giác êm êm mềm mềm đó làm tâm hồn người ta chao đảo, người dạo dực, tay ôm vòng mềm mại của cô chỉ muốn ôm cô vào lòng, ánh mắt chiếu xuống, nhìn khuôn mặt lay động lòng người của cô, hàng mi cong, chiếc mũi thẳng, nhất là cổ áo mở rộng, lộ ra khe vú chết người, còn mảng da thịt trắng mịn như ngọc trên bầu ngực tràn căng nhựa sống kia nữa, có tư vụ dụ hoặc không nói lên lời. Lý Hinh Dư nhảy rất đẹp, chỉ là hai người chạm vào nhau mấy lần, gan nhỏ đi rất nhiều, chỉ dám nhảy thật nhẹ, người hơi lắc lư, cũng không đưa tay phải ra theo đúng tư thế tiêu chuẩn nữa, hai người nắm tay nhau, giống như đôi tình lữ đi bộ trong sàn nhảy. Khúc nhạc đã ngừng, Lý Hinh Dư rụt rè rút tay lại, đứng giữa sàn nhảy đợi khúc nhạc tiếp theo vang lên. Cô nhảy rất tốt. Thế à, Lý Hinh Dư mắt biển đổi không ngừng, thi thoảng ánh sáng quét qua khuôn mặt kiều mỹ thanh thần của cô, khi còn nhỏ tôi có học vũ đạo, có điều nhảy xã giao là do cha tôi dạy. Mỗi lần tổ chức tiệc nhà đều có vũ hội, cha tôi đều dạy tôi nhảy. Anh nhảy cũng rất tốt. Âm nhạc lại vang lên, là khúc nhạc bước chậm, chỉ là lúc bắt đầu không nghe thấy tiết tấu đệm, bên cạnh có một đôi nam nữ, nữ tay quấn quanh cổ nam, nam ôm chặt eo nữ, mặt hai người dán sát vào nhau. Trương Khác nghe ra là vũ khúc bốn bước, tay trái lười đưa ra nắm tay Lý Hinh Dư, hai ôm lấy vòng eo nhỏ của cô khẽ lắc lư cơ thể, cười nói, nhảy thế này cũng không tệ. Trương Khác cũng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, vai được bàn tay của Lý Hinh Dư đặt lên, có thể cảm nhận được nhiệt độ từ cơ thể cô, ngửi mùi hương mê người, tâm tư chìm đắm trong giấc mộng phiêu diêu. Chương 1251, đánh hội đồng. Nhảy với anh, cảm giác an tâm như nhảy với cha tôi vậy, chỉ là sau khi ông nội tôi mất, cha tôi trở nên bận rộn, yêu cầu với tôi càng trở nên nghiêm khắc. Nghe tiếng tim anh đập, nhớ lại cảm giác được cha tôi ôm vào lòng nhảy vậy. Bất kể Lý Kiện Hy phí mất bao nhiêu tâm tư muốn nổi dưỡng con gái thành người kế thừa của Samsung, Lý Hinh Dư cũng chỉ là cô gái nhỏ yếu ớt mang theo chút mơ mộng không thực tế. Khả năng tâm thái trẻ con của cô từ rất nhỏ vì trách nhiệm gia tộc mà kiềm nén xuống, khi ông nội mất, Lý Hinh Dư mới 9 tuổi. Cho tôi nghe tiếng tim anh đập được không? Lý Hinh Dư ngẩng đầu lên, đôi mắt đen lay láy nhìn Trương Khác chăm chú, trong đó mang sự dụ hoặc làm linh hồn người ta đắm chìm bên trong, mỉm cười tinh nghịch. Bàn tay đặt trên vai Trương Khác trượt xuống, luồn qua nách y ôm chặt lấy eo, đầu ghé vào vị trí tim y, nghe tiếng tim đập một lúc, cười nhỏ nói, tim anh đập thật mạnh, lại nhanh nữa. Bị Lý Hinh Dư ôm lấy với tư thế này, sườn tất nhiên bị bầu ngực đầy đặn kia dán sát lên, Trương Khác có chấn định đến đâu, ôm mỹ nhân trong lòng như thế, cũng kìm không được người nhộn nhạo, huống chi tay vẫn đang ôm vòng eo của cô, phải thừa nhận cô bé này có sức hút làm người ta lún vào không thoát ra nổi, Trương Khác hít sâu một hơi. Để bản thân bình tĩnh hơn một chút. Lý Hinh Dư lúc này đứng thẳng dậy, ngượng cùng nhìn Trương Khác, cảm ơn anh. Không có gì, hay là chúng ta ra ngoài cho thoáng khí một chút. Trương Khác khó khăn lắm mới giữ được giọng tự nhiên, nếu không trái tim tôi chịu không nổi nữa. Cũng được, Lý Hinh Dư cười tủm tỉm, bàn tay được Trương Khác nắm không rút lại, cùng y đi ra ngoài, đèn xoay tròn đủ màu chiếu sang mặt cô chỉ tích tắc, nhưng khiến rất nhiều người chấn động vì dung nhan tuyệt diễm đó. Bao gồm cả Kim Nam Dũng và hai thanh niên Hàn Quốc khác. Đó không phải thiên kim của hội trưởng sao, cô ấy có người yêu ở Trung Quốc rồi, thanh niên đó là ai? Một thanh niên Hàn Quốc ngạc nhiên hỏi. Nhìn thấy Lý Hinh Dư và Trương Khác nắm tay nhau đi ra ngoài sàn nhảy, tâm tình Kim Nam Dũng rất phức tạp. Khi Lý Hinh Dư mới tới kiến nghiệp, hắn, Lý Tại Thù, chỉ tá Tú Tàng đã bắt gặp chuyện cô để cho Trương Khác ngủ lại qua đêm, về sau tuy Lý Hinh Dư giải thích Trương Khác say rượu ngủ lại. Quan hệ hai người là bạn bè bình thường, nhưng ba người bọn họ không tin. Kim Nam Dũng muốn tin lời giải thích của cô, chỉ là sau đó Lý Hinh Dư lại chuyển vào chung cư thanh niên ở. Xuất phát từ nhiều nguyên nhân, hắn và Lý Tại Thù, chỉ tá Tú Tàng không nói chuyện ra ngoài, Kim Nam Dũng hiểu rất rõ nếu để chuyện Lý Hinh Dư và Trương Khác chuyển tới Hàn Quốc sẽ gây ra phong ba như thế nào. Kim Nam Dũng nhìn hai đồng nghiệp đáng há hốc mồm kinh ngạc nhìn theo bóng lưng Lý Hinh Dư rời đi. Hối hận tối nay dẫn bọn họ tới đây săn gái, thành thực mà nói, với hắn cả âm nhạc và ánh sáng ở nơi này quá tệ, tất nhiên thôi, một cái vé vào cửa mới có 3 tệ mà, rượu nước cũng cực rẻ, phổ thông, không thể so được với những hộp đêm cao cấp.
có điều cũng chỉ ở nơi này mới có thể quyến rũ được nữ sinh than thành, đó là chuyện Kim Nam Dũng và đồng nghiệp thích làm ở kiến nghiệp. Đợi Lý Hình Dư và Trương Khác đi ra ngoài sàn nhảy rồi, một tên đồng nghiệp hỏi, tên đó trông có vẻ như là người Trung Quốc thì phải. Không phải tin đồn nói tiểu thư Lý Hình Dư và ngài chỉ tá yêu nhau sao? Một đồng nghiệp khác nghi hoặc hỏi Kim Nam Dũng, anh Kim có quen tên nhóc Trung Quốc đó à? Người Trung Quốc đó hả? Kim Nam Dũng không biết liệu tin tức có qua miệng hai người này truyền về trong nước hay không, hắn thì đương nhiên không thừa nhận chuyện này, nếu xảy ra phong ba gì, không phải chuyện hắn có thể gánh vác được, hắn vờ là đèn tối không nhìn thấy mặt Trương Khác, thực ra ngay từ đầu Trương Khác và Lý Hình Dư vào sàn nhảy là hắn nhận ra rồi, còn định thừa cơ đưa hai đồng nghiệp đi mà không kịp, lúc này chỉ đành hời hợt nói qua, có lẽ tiểu thư Lý Hình Dư ham chơi một chút thôi. Hắn hy vọng hai đồng nghiệp của mình coi quan hệ giữa Trương Khác và Lý Hình Dư cũng có kiểu giống như bọn họ tới đây vậy. Vậy cũng không thể để cho một thằng Trung Quốc hưởng lợi. Hai tên đồng nghiệp không để Kim Nam Dũng lừa gạt, phẫn nộ nói, cử chỉ tình tứ đó đâu có giống như kiểu quan hệ tình một đêm, nhìn thấy thiên kim tiểu thư của hội trường đi cùng một người Trung Quốc, trong lòng bọn họ sinh sự bài xích còn hơn nhìn thấy thiếu nữ Hàn Quốc trong vòng tay binh lính người Mỹ gấp trăm lần, mặc dù bọn họ biết không thể can thiệp vào hành vi của Lý Hình Dư. Nhưng khi nhận ra tên nhãi kia là người Trung Quốc, vội đuổi theo xác nhận thân phận. Á! Hai thanh niên Hàn Quốc quá gấp gáp không để ý có người từ ngoài đi vào, va mạnh vào nhau, một cô gái thiếu chút nữa bị té ngã. Đám Trung Quốc rác rưởi đừng cản đường. Một tên thanh niên đẩy cô gái khác đi, muốn tiếp tục đuổi theo. Bọn mày nói cái gì? Một nam sinh đeo kính đi cùng hai cô gái kia mặc dù không hiểu tiếng Hàn. Nhưng có thể nhìn ra trên mặt người Hàn Quốc không có vẻ gì là muốn xin lỗi cả, lời lẽ nói ra nhất định cũng chẳng có gì tử tế, đưa tay tóm lấy một người, không để bọn họ đi. Mày muốn chết, tên thanh niên Hàn Quốc thấy đóa hoa Nam Hàn đi cùng một thằng nhãi Trung Quốc, lòng vốn khó chịu tới cực điểm, thấy có người cản đường mình, chẳng kịp suy nghĩ xoay người tung mọt đấm, thanh niên Hàn Quốc còn lại đá thêm một cái, nam sinh kia ngã lăn ra đất, chưa hả giận dùng mũi giày đá vào bụng nam sinh đó. Chuyện xảy ra quá đột ngột. Hai thanh niên Hàn Quốc ra tay với nam sinh đó rất tàn bạo, mũi giày cứ nhắm vào chỗ yếu hại trên người nam sinh kia như bụng, mặt, hông làm hai cô gái sợ tới ngây dại, chỉ biết la hét chói lói. Kim Nam Dũng từ sàn nhảy đuổi theo cũng thấy bất ngờ, muốn giữ lấy hai đồng nghiệp, nhưng bị hai cô gái cản đường, dùng tiếng Hàn ngăn cản, mau dừng tay, gây chuyện ở kiến nghiệp rắc rối lắm. Rồi đẩy ngã hai cô gái kéo đồng nghiệp chạy, nhưng bị người đằng sau xô mạnh, hắn còn đang định hỏi người đằng sau vì sao đẩy mình. Vừa xoay người thì một nắm đấm phóng thẳng vào mũi. Bọn Hàn Quốc đánh người. Trong sàn nhảy 7-8 người xông ra, tóm lấy Kim Nam Dũng và hai tên đồng nghiệp đấm đá túi bụi, đám Kim Nam Dũng căn bản không có sức đánh trả. Kim Nam Dũng sớm đã có bài học, người Trung Quốc ở kiến nghiệp không giống với những ở nơi khác, thấy tình thế không ổn liền ôm đầu ngồi xuống, lưng bị đá vài cái rồi không bị làm khó nữa. Hai tên thanh niên Hàn Quốc kia không biết nước nông sâu thế nào, tâm tình lại kích động. Ỷ vào có học qua chút võ vẽ, còn định phản khác, bị người đằng sau tóm tóc tát cho hai cái, mắt, mũi bị người ta thụi liên tiếp, đau tới giống lên mới học theo Kim Nam Dũng ôm đầu ngồi xuống. Một tên thanh niên ngồi xuống bị đá vào lưng, chưa kịp ngồi vững đã bị đá cho úp sấp mặt xuống, có người chưa hả, dẫm chân đi giày ra lên năm ngón tay trắng nõn của hắn. Á, tên thanh niên Hàn Quốc giống lên như heo bị chọc tiết. Đám sinh viên cũng sợ chuyện lớn lên, thấy ba người Hàn Quốc đã chịu an phận. Không đánh nữa, đỡ nam sinh ban đầu bị đánh dậy, có sao không? Hay là tới bệnh viện xem một chút? Không sao. Nam sinh kia bị đánh mặt mũi sưng vù, nhưng không có gì đáng ngại, nhìn ba người Hàn Quốc bị đánh thành như thế, cũng thấy hả giận rồi, không bồi thêm vài cước nữa, để hai cô bạn dìu đi, những người khác thì thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, bỏ ba người Hàn Quốc ở đó, tiếp tục đi vào khiêu vũ. Chương 1252, lớn chuyện 1. Trương Khác và Lý Hình Dư đứng ở hành lang bên ngoài, mưa đã ngớt, nhưng chưa tạnh, bọn họ do dự không biết nên đội mưa về chung cư thanh niên hay đứng nói chuyện đợi mưa nhỏ thêm chút nữa hắng về. Sàn nhảy ở góc trong cùng trung tâm hoạt động, loáng thoáng nghe được tiếng nhạc, căn bản không nghe thấy tiếng đánh nhau ở cửa sàn nhảy, cho tới khi hai cô gái dìu nam sinh bị đánh ra Trương Khác mới biết bên trong đánh nhau. Mặc dù biết bên trong có người đánh nhau, nhưng y không thể giữ nam sinh kia lại hỏi xảy ra chuyện gì. Phía sau lại có một đôi nam nữ đi ra, đang mặt mày hưng phấn kể chuyện đó, hai người bọn họ mới biết ba người Hàn Quốc bắt nạt sinh viên The East Đông Hải bị đánh hội đồng. Kinh tế Hàn Quốc bị trọng thương trong cơn bão tình chính châu Á,
nhưng hồi sinh lại rất nhanh. CT Hàn Quốc coi trọng phát triển thị trường Trung Quốc là một trong số nguyên nhân trọng yếu của sự hồi sinh đó. Hai năm qua không chỉ có rất nhiều nhân viên Hàn Quốc tới kiến nghiệp, mà còn có rất nhiều sinh viên du học, khu người Hàn Quốc ở kiến nghiệp có mấy nghìn người, chỉ riêng nhân viên của Samsung đã tới vài trăm. Thấy mặt Lý Hinh Dư có vẻ đau khổ, Trương Khắc nói với cô, chúng ta về nhé. Lý Hinh Dư gật đầu, bất chấp mưa giả dích, theo sau lưng Trương Khắc, dựa vào cơ thể cao lớn của Trương Khắc che chắn mưa gió. Trương Khắc né sang không để tránh mưa, nắm lấy tay cô la hét chạy vào màn mưa. Đúng lúc này đám Kim Nam Dung Tập Tĩnh từ bên trong đi ra, nhìn thấy dáng vẻ thân mật của hai người bọn họ, Kim Nam Dũng lòng cảm xúc ngổn ngang, hai tên thanh niên Hàn Quốc nhuệ khí mất hết, trong lòng tất nhiên phẫn nộ vô cùng nhưng tất nhiên không muốn để Lý Hinh Dư nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của mình. Có cần đưa hai cậu vào bệnh viện không? Kim Nam Dũng không bị ăn đòn nhiều mấy, nhưng vô duyên vô cơ bị đánh. Trong lòng rất bất mãn với hai tên đồng nghiệp, chỉ là không nói ra miệng. Không sao, về tự xử lý vết thương là được, nhưng chuyện này bỏ qua như thế, chúng tôi không cam tâm. Đừng gây chuyện nữa, Kim Nam Dũng nghiêm khắc nói, kiến nghiệp không giống những thành phố khác ở Trung Quốc. Hắn không thể đem chuyện xấu của hắn và Lý Tại Thù ra làm ví dụ, nếu không Lý Tại Thù sẽ lột ra hắn, có lẽ vì ảnh hưởng của Trương Khắc, sinh viên DS Đông Hải rất khí thế, nhìn hai đồng nghiệp, lại thấy mắt mình đau đau. Lòng bất mãn tới cực điểm, vẫn khắc chế nói, tôi đưa hai cậu về khu tập thể công ty. Kim Nam Dũng nhìn bóng dáng Trương Khắc và Lý Hinh Dư biến mất đằng xa mới cùng hai đồng nghiệp đi ra bãi đỗ xe, tới cổng trường DS Đông Hải, một tên thanh niên Hàn Quốc nói với Kim Nam Dũng, hay là tới Kim Nam Động uống vài chén, bực bội thế này mà về, đêm cũng không ngủ được. Tôi không đi, các cậu cũng về sớm đi. Kim Nam Dũng hận không thể vứt bỏ hai tên chỉ biết gây thị phi này, thấy bọn chúng còn muốn đi uống rượu. Vội thoát thân về chung cư. Kim Nam Dũng đi rồi, hai tên thanh niên Hàn Quốc không có xe, một tên ra đường bắt taxi, tên còn lại hỏi, bỏ qua như thế sao? Năm ngón tay của hắn bị dẫm chảy máu, đau tới tận tim. Không thì làm được gì, còn bắt được chúng sao? Anh xem đây, cái này lấy trên người tên bị chúng ta đánh, cứ tóm lấy nó là được. Tên đó đưa cho đồng nghiệp xem một tấm thẻ sinh viên. Phòng trà tầng thượng được che bởi kính trong suốt. Những giọt nước mưa lộp độp nhỏ xuống, Lý Hinh Dư ngẩng đầu nhìn trời, tầng mây rất mong, cả bầu trời như bao phủ đường nét hổ phách. Phòng trà vô cùng sạch sẽ, bên trong trồng những cây xanh tốt không rõ tên, mặc dù không cao lớn lắm, nhưng cành lá rậm rạp, che phòng trà cách biệt hoàn toàn với trần thế. Đây chỉ là một góc vườn hoa trên không thôi, Lý Hinh Dư và Trương Khắc từ sàn nhảy về liền tới đây uống cà phê tán gẫu. Lúc mới về, quần áo bị mưa làm ướt hết cả, có điều cả hai đều không thay y phục. Nếu ai về phòng người nấy rồi, chẳng kiếm được cái cớ ở bên nhau nữa, buổi tối còn hơi lạnh, Trương Khắc lấy áo khoác đưa cho Lý Hinh Dư, tránh cô bị cảm, áo sơ mi Lý Hinh Dư hơi ướt, dính trên người lành lạnh, ủ một lúc mới ấm. Lúc này về ngủ còn sớm quá, lại chẳng có việc gì gấp cần xử lý, Trương Khắc liền phát huy khả năng ba hoa mồm mép của mình, cùng Lý Hinh Dư ngồi xuống kể những câu chuyện thú vị. Không có không khí ám muội ở sàn nhảy kích động tình dục làm người ta tiêu hồn kia liền phai đi vài phần. Cả hai đều biết trừ chuyện tình cảm, thân phận cùng lập trường mỗi bên đều quyết định một khi bọn họ phát sinh quan hệ, ắt sẽ gây ra sóng gió lớn. Lý Hinh Dư định sẵn là không thể ở lại Trung Quốc lâu dài, thậm chí nếu để tin tức qua lại với Trương Khắc truyền về Hàn Quốc, là cô sẽ bị đưa về nước ngay. Samsung lúc này nếu không có cảnh giác với Cẩm Hồ thì quá chậm chạp rồi. Người Hàn Quốc rất chú trọng thiết kế sân vườn. Lý Hinh Dư kể cho Trương Khắc nghe cha cô có một đình viện lớn kiểu viên lâm gần Seoul dùng làm nơi làm việc thường ngày và tiếp khách quý, diện tích tất nhiên lớn gấp vườn hoa trên không cả chục lần, khi ông nội tôi còn, đó cũng là chỗ ở của ông, tôi thường qua đó chơi, đùa nghịch trên bãi cỏ, hoặc là nằm trên đó ngắm những cái cây cổ thụ cao hàng chục mét. Khi xem phim thường thấy ngôi nhà gỗ trong rừng cách xa hẳn cuộc sống, trong lòng tôi hết sức khao khát. Do vườn hoa xây trên nóc chung cư, cho dù kết cấu được gia cố, nhưng không thể trồng những cái cây cổ thụ cao chọc trời, Trương Khắc cười ngồi nghe ước mơ có phần hơi trẻ con cả Lý Hinh Dư. Phòng trà chỉ bật một cái đèn tường, ánh sáng lờ mờ, Lý Hinh Dư hai tay ôm cốc cà phê, khuôn mặt của cô đẹp đẽ tới mư xê không thể bới móc một chút nào, trắng nõn dạng người, đôi mắt long lanh như ánh sóng yến quy hồ, mê ly mà tràn trề sức sống, hồi tưởng lại ký ức ấu thơ, vẻ mặt rất an tường. Chẳng biết qua bao lâu, nghe thấy ở phía tây có tiếng ồn ào náo loạn. Tòa chung cư này kề sát sân tennis DS Đông Hải, tiếng huyên náo là từ đó phát ra, ban đầu Trương Khắc và Lý Hinh Dư không để ý,
một lúc sau thấy vẫn cứ ồn ào, mới ý thức được trong trường có chuyện gì đó rồi. Trương Khác và Lý Hinh Dư đi tới bên hàng rào gỗ ướt nước mưa, chỉ thấy con đường giữa sân tennis và núi Hợp Hoan có rất nhiều người đi về phía nam, bên đường còn đỗ hai chiếc xe cấp cứu. Phía nam là ký túc xá nữ, tiếp đó thì bị núi Hợp Hoan che khuất mất rồi, hình như những tiếng huyên náo phát ra từ phía chung cư du học sinh, chẳng biết có chuyện gì xảy ra, qua khe hở hàng cây, nhìn thấy mấy chiếc xe cảnh sát đi qua cổng trường, hình như là tới chung cư du học sinh. Lý Hinh Dư ngạc nhiên hỏi khẽ, xảy ra chuyện gì rồi? Trong trường toàn là thanh niên tuổi trẻ sốc nổi, cho dù sinh viên đỡ ít Đông Hải tố dưỡng cao, nhưng chuyện đánh nhau thậm chí một số sự kiện trị an ác tính thi thoảng vẫn xảy ra, sinh viên trả thù gây sự cũng không phải là tuyệt đối không có. Chỉ là xảy ra những chuyện đó, phòng bảo vệ trường sẽ xử lý thỏa đáng, không để cho cảnh sát can dự, tránh đưa lên báo chí vào ngày mai, hiện chuyện xảy ra có vẻ hơi lạ, hình như đã mất kiểm soát. Chúng ta lên mạng xem có nói chuyện gì xảy ra không? Trương Khác nói, trong trường nếu xảy ra sự kiện gì lớn, thường lập tức có người phát tán trên BBS Đông Đại, đương nhiên ban đầu chỉ có nói tới sự kiện, còn chân tướng và những tin đồn liên quan sẽ nhanh chóng bị bộ phận tuyên truyền hoặc công đoàn trường ra lệnh xóa bỏ. Chương 1253, lớn chuyện 2. Phòng làm việc và phòng ngủ của Trương Khác nối liền với nhau, là khu vực bán độc lập, một mặt cũng là cửa sổ rộng lớn, cửa phòng làm việc đối diện với chiếc giường lớn trong phòng ngủ. Nhìn thấy chiếc giường lớn, Lý Hinh Dư bất giác nhớ tới chiếc quần tất treo trên ghế sau xe của Trần Tĩnh tối hôm đó, có thể tưởng tượng ra cảnh nóng bỏng giữa Trương Khác và giám đốc mỹ nữ của Cao Khoa KV trong xe, khi đó cô còn tức giận vô cớ, hiện nhớ lại chỉ thấy mặt hơi nóng thôi, tâm tư con người thật là lạ. Trương Khác mở máy vi tính ra, ngồi trên ghế xoay nhìn Lý Hinh Dư đang đứng ở cửa phòng làm việc quan sát bố trí trong phòng ngủ. Vì chiếc áo khoác Trương Khác đưa cho cô hơi dài, Lý Hinh Dư lấy hai mép áo buộc bên hông, không để ý áo sơ mi bên trong bị cuốn vào, chiếc quần jean trễ lộ ra mảng da thịt trắng lóa mắt, có sự đầy đặn hết sức nữ tính. Trương Khác hỏi, cô thao tác nhé. Tôi nhìn anh là được. Lý Hinh Dư đi ra sau ghế, vịn lưng ghế nhìn vào màn hình. Trương Khác ngửi thấy rõ ràng hương thơm quyến rũ từ trên cơ thể cô truyền tới, ánh mắt chiếu xuống nhìn bàn tay cô đặt trên lưng ghế, mười ngón tay thanh mảnh. Móng tay cắt tỉa tròn trịa, ánh lên màu sắc như trân châu. Trấn định lại tinh thần, Trương Khác vừa bật trang web BBS Đông Đại thì di động trên bàn vang lên, y không để ý tới trang web nữa, nghiêng người sang lấy di động, Lý Hinh Dư thì nhìn chăm chăm vào màn hình. Trương Khác còn chưa biết xảy ra việc gì, chỉ cảm thấy giai nhân đăng sau áp bầu ngực lớn lên đầu y, làm y cảm giác choáng váng. Á, Lý Hinh Dư vội tránh người sang một bên nhìn màn hình. Trương Khác đọc được mấy bài viết chỉ trích du học sinh Hàn Quốc xông vào ký túc xá đánh người, nhưng tay bị cơ thể ấm áp đầy đặn của Lý Hinh Dư đè lên, không muốn rút tay ra để click chuột. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lý Hinh Dư không kìm được thốt lên, chẳng thấy Trương Khác có động tĩnh gì mới nhận ra mình đè lên tay y, nhích sang một chút, để y mở chủ đề. Điện thoại là do thời học Bân gọi tới, bảo y lên BBS Đông Đại xem tin. Liên tục xem mấy chủ đề. Trương Khác đại khái làm rõ nguồn cơ sự việc, ba du học sinh Hàn Quốc và một nam sinh xảy ra cãi vã cửa sàn nhảy, ba người kia ra tay đánh nam sinh, bị những người khác trong sàn nhảy ngăn cản cho một trận. Sự việc tới đó cơ bản đã kết thúc, một du học sinh đã về nghỉ, hai người khác vô tình nhặt được thẻ sinh viên của chàng nam sinh kia, tụ tập một đám du học sinh Hàn Quốc hơi rượu sặc sụa cầm gậy gộc tìm tới ký túc xá của nam sinh kia trả thù, đánh tàn tệ 4-5 nam sinh trong phòng, mấy sinh viên khác trong ký túc xá cũng bị thương. Nam sinh đã va chạm với chúng ở cửa sàn nhảy bị đánh trúng đầu, hôn mê tại chỗ, đang được đưa đi cấp cứu. Sự kiện này khiến tập thể sinh viên học viện xây dựng kích động phản ứng, nhưng mấy tên du học sinh Hàn Quốc được người phòng bảo vệ yểm hộ rút lui về trung tâm du học sinh, đóng chặt cửa báo cảnh sát. Lúc này mấy trăm sinh viên DS Đông Hải đã bao vây kín lấy trung tâm du học sinh, hơn nữa càng lúc người tới càng đông, cảnh sát và bảo vệ ngăn cản những sinh viên quá khích bên ngoài, hai bên đang giằng co với nhau. Trương Khác và Lý Hinh Dư đưa mặt nhìn nhau, bọn họ mặc dù không tận mắt nhìn thấy đánh nhau, nhưng thấy nam sinh kia được hai nữ sinh dìu đi, bị người ta đánh tới thế đã oan lắm rồi, không ngờ người Hàn Quốc không chịu buông tha, truy sát tới tận ký túc xá. Hai còn chưa ý thức được chính họ là ngòi nổ của toàn bộ sự kiện này, Lý Hinh Dư phẫn nộ nói, bọn họ thật quá đáng. Trương Khác an ủi cô, bài viết lúc này ít nhiều mang chút cực đoan quá khích, có lẽ chênh lệch đôi chút so với chân tướng. Miệng thì nói thế nhưng sắc mặt nghiêm trọng nhìn ra ngoài cửa sổ,
y biết bài viết ở BSS ít nhiều mang thành phần đồn thổi, nhưng ở trước mặt Lý Hinh Dư, không tiện gọi điện hỏi cho rõ. Một lúc sau thời học Bân gọi điện tới chủ động báo cáo tiến triển mới nhất của sự việc. Người của ban ngoại sự đã ra mặt, ba người Hàn Quốc bị đánh ở sàn nhảy là nhân viên Samsung trú tại Kiến Nghiệp, không phải du học sinh gì cả, một nhân viên SQ đã về trước, hai người còn lại tới quán ăn SQ lót dạ, gặp một đám du học sinh SQ say rượu, liền tập trung lại tới Đại học Đông Hải gỡ sự. Đám du học sinh SQ này có sinh viên trường ta lẫn sinh viên DS sư phạm. Nhưng bọn chúng nhất quyết nói vô cớ bị sinh viên DS Đông Hải vây đánh, nhặt được thẻ sinh viên của một người tham dự trong đó, sau khi uống say, mới định đi đòi lại lẽ công bằng, bọn chúng nhận sai vì uống rượu kích động, nhưng yêu cầu trường học xử lý nghiêm khắc nam sinh kia. Bọn họ thật quá đáng, sao lại trơ tráo như thế? Lý Hinh Dư giận tới mặt đỏ bừng, cảm thấy hết sức mất mặt, trường học sẽ không bị bọn họ lừa chứ? Trường khác thì không mặt mũi nào nói với Lý Hinh Dư về thông lệ xử lý chuyện này của đám nô tài cho người nước ngoài ở trong nước, chỉ có thể nói với cô, phía cảnh sát sẽ không nghe lời một phía, tôi nghĩ người phụ trách bên phía cô sẽ ra mặt xử lý. Mở cửa sổ ra vẫn còn nghe thấy tiếng cãi vã ở phía trường học vẫn chưa ngừng. Chúng ta đi chứng minh bọn họ nói dối nhé. Chúng ta có nhìn thấy cảnh đánh nhau đâu. Trường khác cầm lấy áo khoác, tôi đi xem sao, cô có đi không? Ừ, có. Lý Hinh Dư gật đầu, cô vẫn mặc áo khoác của Trương Khác, theo y xuống lầu, đi về phía trường học. Đi vào trường mới phát hiện ra sinh viên tụ tập ở phía Bắc Hồ Tử Hà đã tới hơn nghìn người, vây kín chung cư du học sinh 3 tầng tới nước cũng không lọt qua được. Hai hàng cảnh sát chắn bên ngoài, không cho sinh viên kích động xông vào gây chuyện, còn có người cầm loa khuyên sinh viên về đợi kết quả xử lý. Nhưng sinh viên DS Đông Hải đâu phải hạng dễ bị lừa gạt, kiên quyết yêu cầu trường học chủ trì công đại, nghiêm trừng hung thủ. Còn có mấy cỗ xe cảnh sát đỗ bên đường. Số đông sinh viên này một phần là kích động vì hành vi ngang ngược của người Hàn Quốc, tới đòi lại lẽ công bằng, một phần là lắm chuyện tới góp vui mà thôi. Chẳng biết đại ca nào của DS Đông Hải cao thủ tán được em gái Hàn Quốc mới làm đám người Hàn Quốc này nổi khùng. Đám người Hàn Quốc đó mồm đầy hơi rượu xông vào ký túc xá còn lớn tiếng nói cái gì mà bông hoa của Đại Hàn Dân Quốc không thể để đám Trung Quốc làm ô nhục, như lũ điên xông vào ký túc xá đập phá làm loạn. Không ít người ôn tập trong ký túc xá bị ai ương, thảm nhất là cái cậu đã bị đánh ở sàn nhảy kia. Hai sinh viên đi dép lê đứng bên cạnh bàn tán với nhau. Trương Khác nhìn Lý Hinh Dư, cô vừa thẹn vừa uất, mặt đỏ bừng bừng, không ngờ bọn họ ở sàn nhảy bị sinh viên Hàn Quốc nhìn thấy nên xảy ra cơ sự này, gãi đầu không biết phải nói gì. Sao Khác thiếu gia cũng rảnh rồi tới đây xem náo nhiệt. Thời học Bân từ phía đầu bên kia chen tới, còn chưa để ý tới Lý Hinh Dư đã nói luôn mồm. Chuyện cơ bản đã rõ, ba người của Samsung từ sàn nhảy ra hình như đuổi theo ai đó, và phải hai nữ sinh ở cửa, nam sinh đi cùng bắt chúng xin lỗi, ai ngờ bọn chúng ra tay đánh người, người trong sàn nhảy không chịu nổi mới ra tay giáo huấn bọn chúng. Phía sau thì như trên mạng đã nói, Samsung phái người tới, cậu biết ba người Hàn Quốc kia đuổi theo ai không? Có chàng trai ở DS Đông Hải làm chúng ta nở mày nở mặt rồi. Trương Khắc Hận không thể đạp cho hắn một cái ngã xuống Hồ Tử Hà. Thời học Bân cười râm rật, định đem chuyện đồn thổi mà hắn nghe được thêm dầu thêm mỡ kể lại thì thấy Lý Hinh Dư đứng bên cạnh Trương Khác, a, à, Lý Tiểu Thư cũng tới góp vui à. Nhìn thấy Lý Hinh Dư mặc áo khoác nam, giống hệt loại Trương Khác đang mặc, chỉ có điều một màu nâu thẩm, một màu lam, chớp mắt hiểu ra vừa rồi bọn họ ở bên nhau, người xấu xa huých vai Trương Khác, bọn họ không biết người làm trường ta nở mày ở mặt ở ngay đây. Cậu nam sinh kia thương tích có nặng không? Trương Khác không muốn nói loại chuyện này với thời học Bân, cậu nam sinh kia đúng là oan uống, bất kể Lý Tại Thù có mặt ở Kiến Nghiệp không, y đều không thể ra mặt xử lý được. Nghe nói là rất nghiêm trọng, tới giờ còn chưa tỉnh. Nhắc tới chuyện đó thời học Bân trở nên nghiêm túc, còn chửi bậy, bàn cái chó gì, người bị bọn chúng đánh ra như thế rồi, cứ bắt bọn chúng lại, sau đó thong thả điều tra cũng chưa muộn. Chương 1254, ôn tình đêm mưa. Chuyện tạm thời chỉ xem diễn biến ra sao đã, Trương Khác và Lý Hinh Dư ai về căn hộ người nấy, còn sớm, Trương Khác cầm tài liệu phương án thu mua kỹ thuật màn hình LCD, TFT hiện đại Trần Tín Sinh gửi cho, đến khi xem xong thì đêm đã khuya rồi. Trương học chìm vào trong im lặng, di động rung khe khẽ rồi đèn phát sáng, Trương Khác cầm lấy di động, là điện thoại của Lý Hinh Dư. Sao thế chưa ngủ à? Trương Khác hỏi. Nằm mãi trên giường không ngủ được. Lý Hinh Dư giọng êm dịu nhỏ nhẹ có chút khàn, tình hình ra sao rồi?
Sau khi ở công an tỉnh đưa ra quyết định câu lưu hình sự, bắt 9 người Hàn Quốc đi, sinh viên bao vây chung cư du học sinh Dũng lực tục giải tán, nam sinh học viện xây dựng được chẩn đoán là rạn xương sọ, não chấn thương, vẫn hôn mê chưa tỉnh, quân y viện ngay trong đêm tổ chức chuyên gia tiến hành hội trận, hiện còn chưa biết hiệu quả ra sao, ngoài ra mấy sinh viên khác trừ một người bị gãy tay thì không có gì đáng ngại lắm. Trương Khắc cũng vừa mới nhận được điện thoại của thời học bân mới hiểu được tình hình cụ thể, liền kể lại cho Lý Hinh Dư nghe. Vậy à, Lý Hinh Dư phía bên kia điện thoại trầm mặc một lúc mới nói, trường học có thể giúp cậu ấy được chữa trị tốt nhất không? Có cần tôi giúp gì không? Không ngờ bọn họ thiếu lý trí như thế. Sẽ đảm bảo cậu ta có đủ chi phí điều trị. Trương Khắc không muốn Lý Hinh Dư xen vào, chi phí chữa trị không thành vấn đề, trường học càng không muốn chuyện lớn lên, chi phí chỉ là chuyện nhỏ. Tới khi đó trường cũng sẽ ra mặt đòi bồi thường. Từ chỗ Trần Hiểu Tùng, Trương Khắc biết trong ba nhân viên bị đánh ở sàn nhảy có Kim Nam Dũng, trợ lý cao cấp của Lý Tại Thù, mặc dù sau đó Lý Tại Thù đã bỏ về, nhưng hắn có dở trò gì sau lưng hay không thì không biết được. Trương Khắc mơ hồ nhận ra chuyện này phát triển sẽ gây bất lợi cho Lý Hinh Dư, nhưng chẳng biết nói gì với cô. Có thể qua đó bắt anh nói chuyện cùng tôi không? Lý Hinh Dư đột ngột đề nghị. Ừ, qua đây đi. Trương Khắc đồng ý, nghĩ Lý Hinh Dư đã đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Trương Khắc xuống lầu mở cửa, rồi vào bếp pha sẵn cà phê, nghe thấy tiếng đóng cửa, thò đầu ra, thấy Lý Hinh Dư mặc một chiếc váy ngủ lụa đi vào, đêm hơi lạnh, cô còn khoác thêm một chiếc sơ mi vải, tay nắm hai bên mép áo sơ mi kéo chặt, giữ mái tóc nâu buông xõa là dung nhan lộng lẫy, hơi khom mình xin lỗi, không ngủ được, làm phiền anh. Lý Hinh Dư đi vào bên, cùng Trương Khắc đợi cà phê. Ngửi hương cà phê mỗi lúc một đậm, cô không muốn nói chuyện lắm, tựa hồ đứng cạnh nhau ngửi mùi thơm cà phê thế này đã là hưởng thụ tốt lắm rồi. Cà phê pha xong, Trương Khắc hỏi, lên trên ngắm sao nhé? Ừ, Lý Hinh Dư gật đầu. Vậy cô bê cà phê lên đi, tôi về phòng lấy thảm. Trương Khắc đưa khay cho Lý Hinh Dư, quay về phòng lấy hai tấm thảm lông lên lầu, mang cả di động theo bên cạnh. Ngoài trời mưa đã dừng, còn có thể nhìn thấy mấy ngôi sao lưa thưa. Ở vườn hoa không trung có hai chiếc ghế nằm đặt song song với nhau, để cà phê chiếc bàn để hai bên ghế, ghế nằm hơi ướt, sờ vào lành lạnh, Trương Khắc lấy một cái đệm trải ra, bảo Lý Hinh Dư nằm xuống, rồi lấy tấm thảm mỏng còn lại đắp lên hai người, ngẩng đầu nhìn dải ngân hà trên bầu trời. Cũng chẳng có gì đặc biệt muốn nói, chỉ thấy nằm thế này là tốt rồi, anh có nghĩ tôi quá buồn tẻ không? Lý Hinh Dư hỏi nhỏ. Vậy cứ nằm thế đi. Mặc dù giữa chúng ta không có gì. Nhưng quan hệ của chúng ta vẫn có khả năng bị người ta đơm đặt bậy bạ, anh sẽ không giận chứ? Lý Hinh Dư lo lắng hỏi. Không đâu, Trương Khắc lắc đầu. Nếu tôi không thể yêu người khác, vậy miễn cưỡng chỉ có thể yêu anh thôi, anh có cảm thấy không biết phải làm sao không? Lý Hinh Dư quay sang nhìn Trương Khắc, đôi mắt trong veo thuần khiết, nhưng giọng nói rất nghiêm túc. Có gì mà phải không biết làm sao? Chuyện này có lẽ nó cũng đơn giản như nằm ở đây, cũng chẳng có gì đặc biệt muốn nói. Chỉ thấy nằm thế này là tốt rồi. Anh lặp lại lời của tôi. Lý Hinh Dư giọng hơi chút hờn dỗi. Tôi thấy câu nói đã biểu đạt quá tốt rồi. Có người cứ ngạc nhiên nói sao có thể nằm im ngắm trắng mà không nói gì. Thích một người sao có thể như thế. Trương Khắc cũng quay sang nhìn Lý Hinh Dư. Còn bảo không nói chuyện. Cô nói nhiều hơn bất kỳ lúc nào đấy. Lý Hinh Dư cười vui vẻ. Rồi ngồi dậy. À, một tiếng. Hỏi anh một câu nghiêm túc nhé. Trần Tĩnh tiểu thư cũng thấy thế sao? Cô ấy là phụ nữ thành đạt hiếm có đấy. Ý cô hỏi là cô ấy miễn cưỡng chỉ có thể yêu tôi chứ gì? Trương Khắc không trả lời trực tiếp, nói lảng đi, vấn đề này cô phải hỏi cô ấy mới biết được. Lý Hinh Dư rầu môi lên, tựa hồ rất có ý kiến với câu trả lời của Trương Khắc, nhưng không nói gì thêm nữa, đưa tay ra sau đầu gối lên, nhìn sao trên trời, suy nghĩ miên man, đến khi Trương Khắc quay sang thì cô đã nhắm mắt ngủ rồi, Trương Khắc ngáp dài, cũng cuộn người lại ngủ nốt. Sáng sớm trời lại đổ mưa, nước mưa nhỏ lên mặt làm Trương Khắc tỉnh ngay, bốn xung quanh là ánh sáng tờ mờ, thấy Lý Hinh Dư toàn thân còn co tròn trong thảm, đẩy cô một cái, mưa rồi, chúng ta vào phòng đi. Lừa gạt, tôi còn muốn ngủ chút nữa. Lý Hinh Dư đang ngủ say, không muốn dậy, giọng nũng nịu, để tôi ngủ một lúc nữa đi. Đầu cô cũng chùm trong thảm, không cảm thấy mưa rơi xuống. Mưa thật rồi mà, Trương Khắc không ngờ Lý Hinh Dư là con mèo lười tham ngủ. Định vén thảm ra, để nước mưa nhỏ vào mặt cô cho biết. Lý Hinh Dư túm chặt lấy thảm không cho Trương Khắc vén lên, còn nhõng nhẽo nói, anh bế tôi vào, lấy thảm bọc tôi bế vào,
không được để tôi gặp mưa. Trương Khắc gãi đầu, bế cả Lý Hinh Dư và thảm lên, mới phát hiện ra không nắng như tưởng tượng, Lý Hinh Dư còn cuộn tròn người lại như đứa trẻ con, bế cô xuống lầu đặt lên giường, tấm thảm tuột ra, vẫn che mặt cô, nhưng nhìn thấy vòng eo nhỏ, cực kỳ thanh mảnh, làm người ta hoài nghi vòng veo nhỏ như thế làm sao lại nối liền được với bộ ngực đầy đặn và cặp mông tròn trịa. Trương Khắc đưa tay vuốt mặt cô, đắp thảm lại cho Lý Hinh Dư, nhớ ra di động của mình bỏ quên trên tầng, định đi lên lấy thì thấy Lý Hinh Dư hốt hoảng ngồi bật dậy. Xin lỗi, tôi nằm mơ, mơ thấy nằm ngủ với cha tôi ở ngoài phòng, lúc anh nói chuyện với tôi còn mơ mơ hồ hồ tưởng cha tôi đang nói chuyện với tôi, nên mới bảo anh bế xuống. Lý Hinh Dư mặt đỏ dừ, xấu hổ nhìn Trương Khắc, giờ đột nhiên nhớ ra tôi đang ở Trung Quốc. Cô con gái nặng thế này, bế xuống làm tôi thiếu chút nữa trẹo lưng. Trương Khắc không quan tâm Lý Hinh Dư nói thật hay nói dối, cười bảo, hay cô ngủ thêm một lúc đi, tôi quên không mang di động xuống. Dùng máy vi tính của anh được không? Lý Hinh Dư hỏi, hôm qua sau khi nói chuyện với anh, tôi có gửi cho cha tôi một lá thư, chắc cha tôi đã trả lời rồi. Cô cứ dùng đi, Trương Khắc vừa đi ra khỏi phòng ngủ thì nhớ ra còn chưa tắt máy, phương án mua công ty Hidea, LCD vẫn ở trên màn hình. Lý Hinh Dư bật màn hình lên là thấy ngay, do dự một chút vẫn lên trên lấy di động trước. Lý Hinh Dư ngồi trên ghế nhìn Trương Khắc cầm di động đi xuống, hỏi, bên anh định mua Hidea, LCD thật đấy à? Trương Khắc gật đầu. Chương 1255, mãi mãi bắt trước một. Cơ cấu nghiên cứu kinh tế của chúng tôi cũng chú ý tới cẩm hồ đầu tư vào màn hình LCD STN quá mực bình thường, còn tưởng các anh định tiến vào lĩnh vực LCD TFT. Phán đoán này là tôi đưa ra đấy nhé, trên báo cáo tôi còn nói công ty Hidea LCD là đối tượng được các anh ưu tiên suy nghĩ tới, xem đi, phán đoán của tôi rất chính xác đấy. Lý Hinh Dư cao hứng reo lên, còn giải thích, thư của anh ngay ở màn hình, tôi bật máy lên đã thấy có điều tôi chỉ xem lướt qua. Không viết báo cáo cho công ty về phương diện này đâu. Không có gì, Trương Khắc xua tay, cha cô trả lời thư chưa? Chưa, Lý Hinh Dư tiếc nuối nói, có lẽ hôm qua cha tôi nghỉ sớm. Khi cha tôi không làm việc, tuyệt đối không động vào máy vi tính. Lý Kiện Hy là người sống kín đáo, ít khi lộ diện trước giới truyền thông, mặc dù có thành tựu huy hoàng, nhưng trừ bất đắc dĩ, nếu không ông ta không nhận lời phỏng vấn của giới truyền thông, bên ngoài rất ít biết được về cuộc sống riêng của ông ta. Trương Khắc an ủi, có khi cô đợi thêm một lúc sẽ thấy thư trả lời của cha cô đấy. Lý Hinh Dư ngáp một cái, vẫn còn buồn ngủ lắm, chỉ là ngại ngủ trên giường của Trương Khắc, cáo từ xuống lầu. Trương Khắc tắt máy vi tính, leo lên giường ngủ bù thêm một giấc. Trương Khắc ngủ liền một lèo tới 10 giờ mới dậy, lên BBS Đông Đại mới biết nam sinh kia phẫu thuật rất thành công, có để lại di chứng về sau không thì còn phải quan sát. Quá trình sự việc đã được điều tra rõ ràng, Đại học Đông Hải ra quyết định đuổi học 7 du học sinh Hàn Quốc, còn xử lý thêm thì phải xem kết quả giám định thương tích của sinh viên bị đánh. Do phía trường học xử lý việc này kịp thời quyết đoán, sinh viên không có nhiều tâm tình quá khích lắm. Trong trường đã khôi phục lại sự yên bình thường ngày, chỉ có người đương sự vẫn tiếp tục vận lộn trong đau đớn, muốn giải quyết triệt để, phải đợi một thời gian nữa. Với đám Đỗ Phi mà nói, thời gian tiếp theo là phải hoàn thành chỉnh hợp tài nguyên Internet giữa Sáng Vực Đông Đại, Côn Đằng Online và Trác Vực. Sáng Vực Đông Đại bỏ ra 20 triệu đô la Mỹ và 6% cổ phần mua nghiệp vụ tương quan của MICQ, phương án này nhanh chóng được BQT Côn Đằng Online thông qua. Phương án này trừ làm cho Côn Đằng Online tạm thời thực hiện được kinh doanh có lãi trước 2 năm, trong mắt nhà đầu tư thành thục, lượng dư tài chính của Côn Đằng Online có thêm 20 triệu đô la Mỹ càng có ý nghĩa quan trọng hơn. Sáng Vực Đông Đại lợi dụng MICQ chỉnh hợp tài nguyên Internet tốt hơn trong thời gian ngắn khó thấy được hiệu quả. Kế hoạch cẩm hồ mua Hidea LCD sẽ lấy danh nghĩa công ty Hàn Quốc tiến hành, như thế sẽ tránh được rất nhiều rắc rối về pháp luật và trình tự. Vì điều này cẩm hồ đầu tư vào công ty đăng ký ở Hàn Quốc 100 triệu đô la Mỹ. Mặc dù nói danh nghĩa công ty còn ở Hàn Quốc đưa ra đề nghị thu mua, nhưng chuyện này không phải xong ngay được. Cho dù các đối thủ cạnh tranh như Samsung không thể cản trở được cẩm hồ mua Hidea LCD, nhưng cũng sẽ tìm đủ mọi cách trì hoãn thời gian, như thế mới phù hợp với lợi ích của bọn họ. Trong chưa tới 10 ngày tiếp theo của tháng 5, chỉ số Nasdaq luôn phập phù đi xuống. Khái niệm cổ phiếu Internet trên TTCK trong nước càng ngày càng thương tích nặng nề, áp lại lượng bán lớn như thế, Hoành Tín không những tiêu sạch số tiền dùng nâng giá cổ phiếu, không còn dũng khí điều động khoản tiền lớn nâng giá trước khi tình hình nghịch chuyển nữa. Hai ngày cuối cùng của tháng 5, cổ phiếu của Hải Thúc hết tiền cầm cực, liên tục tụt dốc.
Chỗ ở tạm thời của Nghiêm Văn Giới trong Nam Thúy Viên, sau nhà chính là một chiếc đình nhỏ, nói là đình, thực tế là không gian rộng dùng khung thép và cửa kinh tạo thành, nóc là một tấm kính vòng cung màu xanh lam, trừ mặt hướng về nhà chính còn ba mặt khác đều trong suốt, phía hồ không có gì cản trở, có thể nhìn thấy hết non xanh nước biếc của Yến Quy Hồ. Góc tường có một ao rộng chừng 3-4 mét vuông, nuôi cá chép, bên cạnh là phiến đá cao chừng nửa người, không ngừng có nước chảy ra đổ xuống hồ, hình thành dòng thác nhỏ, còn có vài chỗ trồng mấy thứ cây thường thấy trong các đình viện như ngọc quế, hải đường. Trước kia khi xây tòa biệt thự này, Vương Hải Thúc đã thèm rồi, nhưng Nghiêm Văn Giới đi qua nhìn một cái nói, chỗ này được, thế là nó thành chỗ ở của hắn. Chẳng phải là vấn đề bao nhiêu tiền mà Vương Hải Thúc biết tòa biệt thự này không thuộc về mình. Đứng ở nơi này nhìn án đèn trên dưới đan sen chẳng chịt phía bờ hồ đối diện, qua nửa là ánh đèn của Yến Viên, vườn sồi, chung cư thanh niên. Đằng sau ánh đèn phồn hoa chính là cẩm hồ đang như mặt trời giữa trưa. Có tin đồn nói lần đầu tiên Nghiêm Văn Giới gặp Trương Khác ở ngõ học phủ liền nói với y, cậu sẽ nhớ kỹ tôi. Lúc đó nghe thì có hào khí lắm, còn bây giờ chắc Nghiêm Văn Giới sẽ không tùy tiện nhắc tới với người khác về câu nói này nữa. Hành động đầu tiên của Hoành Tín lấn sân sang tỉnh Đông Hải là thôn tính địa ốc Cẩm Thành, được sự phối hợp của Tinh Điển và Tạ Gia, thêm vào mấy năm qua kinh tế Hải Châu phát triển vô cùng thần tốc, nhu cầu với đất thương nghiệp cao, Hoành Tín rất thuận lợi, riêng hạng mục này Hoành Tín kiếm được hơn 800 triệu là thành tích chưa từng có của Hoành Tín. Cho dù cổ phiếu của Hải Thúc mất nửa giá, xuống còn 20 đồng một cổ phiếu, lợi nhuận của Hoành Tín và Tinh Điển đứng đằng sau vẫn rất khả quan. Hai lần phát hành cổ phiếu định hướng với giá 1 tỷ đồng, tính ra mỗi cổ phiếu có giá 15 đồng, vẫn còn lãi tới gần 400 triệu, Hoành Tín ở đằng sau dùng tới 600 triệu đưa vào thị trường đẩy giá cổ phiếu Hải Thúc lên, cho dù cổ phiếu lại tụt xuống, nhưng còn lãi tới hơn 300 triệu nữa. Trước kia khi mua xác cũng chỉ tốn vài chục triệu, tính thêm đầu tư vào Hải Thúc và 8818 cũng chỉ tới 400 triệu đồng, mặc dù bộ phận cổ phần pháp nhân này không thể lưu thông trên TTCK. Nhưng tính giá trị thị trường vẫn đạt tới con số khổng lồ 3 tỷ. Trước kia lập hạng mục sản nghiệp phần mềm, Hồ Tôn Khánh chiếm cổ phần ở Hải Thúc, sau khi Hải Thúc mượn xác lên TTCK, Hồ Tôn Khánh phải lui ra, cụ thể Hoành Tín và Tinh Điển phải trả bao nhiêu tiền sau lưng thì Vương Hải Thúc không biết. Vương Hải Thúc âm thầm tính toán 2 năm qua Hoành Tín, Tinh Điển đầu tư vào Hải Thúc cả trong sáng và ngoài tối chắc phải chừng 2 tỷ, số cổ phiếu khống chế trong tay bọn chúng lúc này phải giá trị 5.2 tỷ. Nói thế nào cũng không thể xem là thất bại, nhưng Vương Hải Thúc nhìn thấy vẻ mặt thất bại rõ ràng của Nghiêm Văn Giới. Từ bỏ kháng cự, toàn bộ kế hoạch định sẵn đều không thể chấp hành, vậy là thất bại sao? Nếu yêu cầu theo tiêu chuẩn hà khắc đó, thì Hải Thúc đúng là một sự thất bại. Qua phê chuẩn của BQT, của Đại hội Cổ đông, của Ủy ban Chứng giám, phương án phát hành cổ phiếu công khai giới hạn mỗi cổ phiếu là 34 đồng, sau khi Hoành Tín từ bỏ kháng cự, cổ phiếu Hải Thúc tụt giá liên tục. Chỉ còn 20 đồng một cổ phiếu, muốn trong vòng 5 tháng còn lại làm cổ phiếu tăng giá trở lại đạt điều kiện phát hành công khai, trừ khi tình thế cơ bản được nghịch chuyển. Xem ra phải kinh doanh thật tốt Hải Thúc rồi. Nghiêm Văn Giới đứng dậy châm một điều thuốc. Vương Hải Thúc hiểu rất rõ hắn muốn nói cái gì. Trước đó tất cả thao tác đều dựa trên tiền đề là phát hành cổ phiếu công khai, chỉ yêu cầu Hải Thúc trong thời gian ngắn nhất, đạt tới quy mô lớn nhất, leo hạng trên bảng xếp hạng ngành nghiệp, giống như dùng thuốc kích thích. Yêu cầu trong thời gian ngắn có sức bộc phát lớn nhất, căn bản không nghĩ tới vấn đề phát triển lâu dài. Chương 1256, mãi mãi bắt chước 2. Hiện trong thời gian ngắn công khai phát hành cổ phiếu là không thể nữa, sách lược cấp tiến cũng như thuốc kích thích hết tác dụng, Hải Thúc trở nên vô cùng yếu ớt, đừng nói giữ lấy thành quả hiện tại, mà khả năng bị đành về nguyên hình cũng có. Tốc chiến tốc thắng không thành, phải rằng có lâu dài rồi. Một mặt phải đảm bảo an toàn cho khoản đầu tư gần 2 tỷ vào Hải Thúc, một mặt đợi thời cơ nghịch chuyển mới công khai phát hành cổ phiếu, hiện giờ phải tiến hành điều chỉnh mang tính căn bản về phương châm kinh doanh của khu sản nghiệp phần mềm, quán nét sáng vực và 8818. Vương Hải Thúc biết ở trong mắt Nghiêm Văn Giới, mình không phải là nhân tuyển thích hợp, có lẽ Nghiêm Văn Giới cần một người đứng ra nhận trách nhiệm về việc giá cổ phiếu liên tục tụt giảm, hắn lại là nhân tuyển thích hợp. Quyền khống chế Hải Thúc không nằm trong tay hắn. Hắn chỉ là một tổng giám đốc trên danh nghĩa thôi, né tránh ánh mắt của Nghiêm Văn Giới, cúi đầu nhìn xuống mũi giày, không biết có nên chủ động nộp đơn từ chức không, lòng thầm mong suy đoán không phải như thế. Để tôi suy nghĩ thêm đã, trước khi định ra sách lược kinh doanh mới, tầng quản lý của Hải Thúc cần điều chỉnh trước, tôi tới làm chủ tịch hội đồng quản trị, Kỳ Tuấn làm tổng giám đốc,
không có vấn đề gì chứ. Nghiêm Văn Giới chuyển tầm mắt khỏi Vương Hải Túc, trực tiếp thương lượng với Lâm Tuyết, chuyện kiến thiết Samsung Hoành Tâm tạm thời hoãn lại, chuyện này chúng ta không gấp được, sản nghiệp phần mềm và nghiệp vụ quán nét tạm thời còn ổn định, quan trọng là 8818 phải mau chóng điều chỉnh. Nghiêm Văn Giới điều chỉnh nhân sự Hải Túc mà hoàn toàn không để ý tới ý kiến của hắn, làm Vương Hải Túc rất xuống tinh thần, nếu bị đá sang một bên, cho dù trong tay có 1% cổ phiếu pháp nhân của Hải Túc, hắn cũng chẳng là cái gì. Vương Hải Túc lấy dũng khí ngẩng đầu lên muốn tranh thủ cho bản thân, đúng lúc Nghiêm Văn Giới nhìn sang, anh sang hiệp trợ Văn Tín phụ trách sự vụ ở quán nét, thế nào? Vâng, Vương Hải Túc gật đầu, mất hết dũng khí, chẳng nói gì nữa. Lưu Kỳ Tuấn lấy trong cặp ra một chồng tài liệu, đây là một số suy nghĩ về nghiệp vụ Hải Túc mà tôi soạn ra mấy ngày qua, hy vọng có thể gợi mở cho mọi người. Chuyện này hôm nay thì ra sớm đã được quyết định từ mấy ngày trước, Vương Hải Túc liếc nhìn Lâm Tuyết. Lâm Tuyết quay mặt nhìn ra hồ, không biết cô ta nghĩ gì trong đầu. Vương Hải Túc nhận lấy văn kiện, thôi thì đành làm từ nghiệp vụ quán nét lên vậy. Liên thông phát triển quán nét ở kiến nghiệp với tốc độ cực nhanh, trừ 6 điểm truy cập lớn trực tiếp kinh doanh, còn chiêu mộ rất nhiều quán nét khác tham gia liên minh. Từ khi quán nét đầu tiên ở ngõ học phủ khai trương đầu tháng 5 cho tới nay, tổng số máy lên mạng của liên thông ở kiến nghiệp đã lên trên 2 vạn chiếc. Vậy là sản nghiệp quán nét ở kiến nghiệp đạt tới 15 vạn máy. Thế nhưng cùng thời gian này năm ngoái con số chỉ bằng 40% hiện tại. Đối diện với quán nét nhỏ mọc lên như nấm sau mưa, cùng với đối thủ cạnh tranh lớn như liên thông, quán nét sáng vực không thể đảm bảo giá lên mạng ban đầu, không gian lợi nhuận cũng bị sụt giảm mạnh. Mặc dù vẫn có thể giữ được tỷ lệ lợi nhuận tương đối cao, nhưng chênh lệch quá xa so với dự kiến, chuẩn xác mà nói những người ở đây đều ý thức được vấn đề như điều kiện tiến vào sản nghiệp thấp. Cạnh tranh kịch liệt sau này, cái gọi là dự kiến chẳng qua là cái bẫy dụ nhà đầu tư vào thôi, hiện giờ ngay bọn chúng cũng lún một chân vào rồi. Ban đầu bọn chúng gửi hy vọng vào Hồ Tôn Khánh có thể đốc thúc thành phố mong chóng đưa ra tiêu chuẩn nhằm nâng cao hạn chế tiến vào sản nghiệp này, đồng thời đóng cửa một số quán nét vừa và nhỏ tư chất thấp, hạn chế cạnh tranh. Không ngờ liên thông chen vào, còn trực tiếp chiêu an quán nét vừa và nhỏ kia, nhanh chóng khuếch trương. Cho dù thành phố kiến nghiệp có đưa ra chính sách nghiêm ngặt thì cũng chỉ hỗ trợ liên thông mở rộng, sáng vực hưởng lợi rất ít. Trong văn kiện của Lưu Kỳ Tuấn đề xuất tạm thời hoãn kế hoạch mở rộng quán nét với chi phí cao, củng cố thành quả hiện có, đây là việc chẳng đặng đừng. Đem so với khu sản nghiệp phần mềm, thương mại điện tử, nghiệp vụ quán nét không phức tạp, Vương Hải Túc không có ý kiến gì về việc này, chỉ cần không bị đá quá một bên là được, và lại trước kia chính hắn đề xuất thu mua quán nét sáng vực. Bị hoàn cảnh trong nước hạn chế, không có dã tâm và đầu tư cực lớn như Cẩm Hồ, sản nghiệp phần mềm chẳng làm nổi trò chống gì, khối nghiệp vụ này chỉ là cái cớ cho Tinh Điển vơ đất khai phát thương nghiệp kiếm lợi mà thôi. Mấy năm qua khu vực Yến Quy Hồ phát triển cực nhanh, khiến vị trí của khu sản nghiệp phần mềm trở nên vô cùng ưu việt, khai phát địa ốc thương nghiệp có lợi nhuận khá cao, đó là nguyên nhân chủ yếu Hải Túc có được thành tựu tốt trong 2 năm qua. Chỉ có điều khu vực này đã khai thác gần hết, mà khu sản nghiệp phần mềm ở Kim Sơn, Văn Chu đều là ngoại ô cách xa thành phố, phát triển trì trệ, không thể lập tức khai phát thương nghiệp, chẳng nhưng không thể yên tâm tích trữ đất, còn lo địa phương gây áp lực đòi lại đất. Bên phía Văn Chu có Nghiêm gia không cần lo chuyện bị thu lại đất, nhưng phía Kim Sơn thì hoàn toàn không được, từ Từ Học Bình, Lương Vĩ Pháp, Đường Học Khiêm trên tỉnh tới Triệu Hữu Luân ở thành phố cũng nhìn chằm chằm vào, chỉ cần trong thời gian quy định không khai phát đủ diện tích theo tiêu chuẩn, có thể bị phía Kim Sơn thu lại đất bất kỳ lúc nào. Vương Hải Túc đoán đám Nghiêm Văn Giới đã chuẩn bị cho việc này rồi. Hiện quan trọng nhất là điều chỉnh 8818, nó đúng là cái động hút tiền không đáy. Do mô hình thành công của Amazon, eBay vào năm 98-99, kinh tế Internet thành điểm nóng trong điểm nóng, 8818 cũng được phát triển như sản nghiệp hạch tâm nhất của Hải Túc. Cho dù 8818 chiếm thị phần thương mại điện tử số 1 trong nước, nhưng tổng lượng thị trường năm 99 mới thưa tới 200 triệu đồng, mà vì kích thích sự phát triển của 8818 cùng với quảng cáo rầm rộ, một năm qua 8818 hao tốn vô số tài chính, ban đầu ném vào đó 600 triệu, hiện giờ chỉ còn lại 160 triệu. Cho dù hiện giờ có điều chỉnh sách lược không mở rộng nữa, muốn duy trì quy mô hiện nay thì cũng phải ném đống tiền vào đó, 160 triệu chắc đủ cầm cự tới giờ này năm sau. Giờ quay đầu nhìn lại. Nếu trước kia tiếp nhận giá mua lại mà Amazon đưa ra thì tốt rồi, sau khi bị Hải Túc từ chối, Amazon chuyển sang mua liên thương website thương mại xếp thứ 2 ở trong nước với giá 40 triệu đô la Mỹ,
Mặc dù chỉ số Nasdaq sụt giảm làm cổ phiếu của Amazon cũng mất giá không ít, nhưng thực lực tài chính của Amazon hùng hậu. Vào trung tuần tháng 8, khi thương mại điện tử bị đả kích nghiêm trọng nhất, Amazon vẫn đầu tư vào liên thương 80 triệu đô la Mỹ, dùng hoàn thiện hệ thống kho hàng và phân phối, đồng thời tiến hành mở rộng quy mô lớn. Vương Hải Túc thấy trong báo cáo của Lưu Kỳ Tuấn không nhắc tới việc điều chỉnh 8.818, nhìn Trương Văn Tín, người chấp hành nghiệp vụ của 8.818. Trương Văn Tín có thói quen cầm bút bi xoay trong tay, nói, 8.818 phải thu hẹp kế hoạch mở rộng quảng cáo vốn có, thị phần tới cuối năm có khả năng sẽ bị liên thương vượt qua. Nhưng chúng ta nên chú ý tới động tĩnh gần đây của Trác Phực. Thế à, Nghiêm Văn Giới nhìn sang phía Trương Văn Tín. Tuy nói Trác Phực là website xếp thứ tư trong thị trường thương mại điện tử trong nước, nhưng thị phần không thể đem so sánh với 8.818 thứ nhất và liên thương đứng thứ hai. Có điều đứng sau lưng Trác Phực là Cẩm Hồ, riêng điều này thôi đã đủ phải coi trọng. Hoạt động lớn nhất của Trác Phực hiện nay là được Côn Đằng Online và Sáng Vực Đông Hải đầu tư thêm 8 triệu đô la Mỹ, so với Amazon đầu tư vào liên thương thì chẳng là cái gì. Chương 1257, mãi mãi bắt trước 3. Trương Văn Tín thấy đám Nghiêm Văn Giới, Lâm Tuyết tỏ ra nghi hoặc, biết bọn họ không đủ kiến thức về sản nghiệp Internet, giải thích, đáng lẽ nói ra thì Trác Phực không phải là uy hiếp của 8.818 mới đúng, nhưng trong một tháng qua Sáng Vực Đông Đại và Côn Đằng Online tiến hành điều chỉnh tài nguyên Internet với quy mô lớn, được trong nghề khá chú ý. Ừ, anh nói tiếp đi, Nghiêm Văn Giới thường lo Cẩm Hồ chen ngang phá hỏng chuyện tốt của mình, mặc dù giờ chuyện tốt đã bị phá quá nửa, nhưng vẫn không thể lơ là với Cẩm Hồ. Sáng Vực Đông Đại dùng 6% cổ phần và 20 triệu đô la Mỹ mua nghiệp vụ MICQ của Côn Đằng Online. Tuần trước, Trác Phực mở một kênh mua sắp hoàn toàn mới trên Côn Đằng Online, lợi dụng Côn Đằng Online làm nền tảng thúc đẩy thương mại điện tử, mỗi năm Trác Phực chỉ phải trả cho Côn Đằng Online 8 triệu đồng phí quảng bá. Hả, sao lại ít thế? Trước kia Yahoo đúng là tham lam. Lâm Tuyết ngạc nhiên kêu lên. Bọn chúng từng đề xuất kế hoạch hợp tác tương tự với Yahoo Trung Quốc, nhưng Yahoo Trung Quốc đòi 30 triệu, chiếm 30% chi phí quảng cáo mỗi năm của 8.818, bọn chúng đành phải hợp tác với Yahoo Trung Quốc. Côn Đằng Online ra giá thấp như thế một mặt vì bong bóng Internet đã vỡ, ngoài ra Côn Đằng Online còn là cổ đông của Trác Phực. Trương Văn Tín giải thích, ngoài ra Trác Phực cũng có điều chỉnh nghiệp vụ trên quy mô lớn vào thượng tuần tháng 6, mô phỏng eBay mở hai cửa hàng trên mạng. Đồng thời đưa MICQ vào trong trang web, thành công cụ trao đổi trực tiếp giữa người mua và người bán. Có lẽ bọn chúng cho rằng phát triển kho hàng có chi phí quá cao, nên chuyên tâm lập mạng bán lẻ. Lâm Tuyết suy đoán. Hành động của Trác Phực lớn thật, Nghiêm Văn Giới khẽ nói, nhắm mắt lại suy nghĩ, lại hỏi, đã nhìn ra hiệu quả gì chưa? Trác Phực mới điều chỉnh tuần trước, hiện chưa thấy hiệu quả, nhưng một loạt điều chỉnh này làm xong, được nhà đầu tư Mỹ rất hưởng ứng. Trong khi cổ phiếu Internet liên tục suy giảm thì cổ phiếu của Côn Đằng Online đã liên tục 5 ngày phục hồi với mức độ nhỏ rồi. Nghiêm Văn Giới chẳng thèm quan tâm dân Mỹ nghĩ thế nào, cũng chẳng cần biết giá cổ phiếu của Côn Đằng Online lên xuống, hắn chỉ cần biết một khi phương hướng điều chỉnh của Trác Phực là chính xác, sẽ được Cẩm Hồ cuồn cuộn đổ tiền vào hỗ trợ, thành một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ của 8.818. Đương nhiên trong đầu hắn cũng lóe lên một ý nghĩ, hay là bắt trước Trác Phực. Nghiêm Văn Giới thấy Lưu Kỳ Tuấn người ngả về phía trước nghe chăm chú, hẳn là đã ý thức được vấn đề này, Trương Văn Tín phí nhiều nước bọt đến thế chắc cũng có suy nghĩ như vậy. Ở trong nước Hải Túc vẫn có thể tìm đủ đối tác cho kế hoạch này, quan trọng là đây có phải con đường chính xác không? Tôi thấy có thể thử một chút, Lưu Kỳ Tuấn trầm ngâm, dù sao chúng ta không có tài chính hùng hậu như Amazon, nên tránh chọi cứng với liên thương. Hiện tài chính của 8.818 sung túc, người dùng còn hơn Trác Phực và liên thương. Nếu điều chỉnh bây giờ vẫn kịp nắm chủ động. Cuối cùng thì vẫn đi theo đường bắt trước Cẩm Hồ, Vương Hải Túc biết Nghiêm Văn Giới tuy chưa lên tiếng, nhưng đã phải cúi cái đầu kiêu ngạo của hắn xuống rồi, không có đủ tự tin, chỉ đành theo sát phía sau đối thủ, mãi mãi bắt trước để tránh đi nhầm bước. Vương Hải Túc lúc này mới thực sự nhận ra Nghiêm Văn Giới vẫn thua kém Trương khác quá nhiều, lúc này di động trong túi hắn rung lên, lấy ra xem thì ra Hồ Kim Tin gửi tin nhắn tới, thản nhiên bỏ lại vào túi. Trần Dũng là Hồ Kim Tinh vay 30 triệu đồng, mua cổ phiếu Hải Túc ở giá 39 đồng, định nương cơ hội Hải Túc phát hành cổ phiếu công khai kiếm mẻ lớn cuối cùng, ai ngờ gió đổi chiều nhanh như thế, hiện giá cổ phiếu chưa tới 19 đồng. Nếu bọn chúng không kịp nhờ Hồ Tôn Khánh đánh tiếng với chứng khoán Nguyên Giang đóng băng tài chính,
thì cả tiền đảm bảo cũng bù vào đó rồi, hiện thua lỗ tới 12 triệu. Vương Hải Thúc mặc kệ bọn chúng sống chế, hắn cho bọn chúng vay 1 triệu tiền đảm bảo không đòi lại, đã là chọn tình chọn nghĩa lắm rồi. Nửa tháng sau khi Trác Vực đưa ra cửa hàng trên mạng, 8818 cũng đưa ra dịch vụ tương tự, chỉ là hơi gấp gáp một chút, không có công tụ thông tin tức thì đưa vào trang web, càng không hợp tác với các cổng website khác quảng cáo. Cho dù như thế đám Đỗ Phi, thời học bân, Mã Lực vẫn rất căm phẫn, cảm thấy như quả chín của mình bị người ta hái trộm. Trương Khác trong một lần hiếm hoi tham dự cuộc họp của Sáng Vực Đông Đại, nghe bọn họ than vãn về việc này. Thương mại điện tử trong nước mô phỏng cơ sở của Amazon và eBay phát triển dựa vào tình hình trong nước còn gì nữa, tham khảo lẫn nhau có là gì đâu. Trương Khác lại chẳng để ý, nói với bọn họ, tôi biết mọi người lo lắng cái gì, 8818 đang có thị phần lớn nhất trong nước, bọn họ bám sát Trác Vực tiến hành điều chỉnh sách lược, cơ hội quật khởi của Trác Vực sẽ ít đi. Nhưng hiện người dùng Internet trong nước chưa bằng 2% tổng nhân khẩu, còn lâu lắm mới tới lúc phân thắng bại. Bất kỳ một sai lầm nhỏ nhất nào cũng có thể khiến cả xí nghiệp đi xuống. Gần đây hứng chí của Tạ Tử Gia bị bên này hút hết, Cao Khoa KV đầu tư vào Sáng Vực Đông Đại, đảm nhận đại biểu thành viên hội đồng quản trị, mặc dù không đảm nhận chức vụ cụ thể gì trong Sáng Vực Đông Đại, nhưng cuộc họp trọng yếu đều tham gia. Nghe Trương Khác nói thế, Tạ Tử Gia chỉ hơi phùng mang trợn mắt lên, không cho ý kiến, mà cũng chẳng thể nói gì, Trác Vực tìm Thịnh Hâm hợp tác lập mạng lưới kinh doanh. 8818 cũng bắt trước theo, tìm tới Hải Thái để hợp tác. Vì Thịnh Hâm đi trước bố cục, Hải Thái khó mà vượt qua sự phong tỏa của Thịnh Hâm, đối diện với một nền tảng thương nghiệp hoàn toàn mới như Internet, Tạ Ý cũng rất kích động. Đương nhiên mưu đồ của Tạ Ý còn cao xa hơn, hắn muốn Hải Thái thành lập website độc lập sau đó hợp tác kinh doanh thương mại điện tử, như thế tiến có thể đánh, lui có thể thủ. Dã tâm xa hơn nữa của hắn là đợi hoàn cảnh thương mại điện tử trong nước chín muồi. Hải Thái sẽ tách ra khỏi 8818, chuyên kinh doanh đồ điện tử. Nhưng hiện nghiệp vụ mảng này quá hẹp, thậm chí còn chưa tới thời điểm khởi đầu, Thịnh Hâm hợp tác với Trác Vực chẳng hy vọng mau chóng nhờ vào mảng này gia tăng nghiệp vụ. Tạ Tử Gia đảo mắt qua bàn hội nghị, Tạ Ý đã tìm cô thương lượng chuyện này, hơn nữa ở chuyện này Tạ Ý cũng đã có tính toán kỹ càng, không bao lâu nữa sẽ có hành động cụ thể, che giấu không còn ý nghĩ gì nữa. Do dự một lúc rồi kể chuyện Trương Văn Tín tìm Tạ Ý bàn việc hợp tác kể ra. Trương Khác chỉ, một tiếng, coi như chuyện rất bình thường. Nếu chẳng phải Trác Vực là xí nghiệp dưới cờ Cầm Hồ, nếu chẳng phải vì xét tới quan hệ phức tạp hai bên, Thịnh Hâm tìm 8818 có lẽ thích hợp hơn, nên Hải Thái hợp tác với 8818 chẳng có gì lạ. Ánh chiều tà chiếu qua cửa sổ, Trương Khác xem đồng hồ, hỏi nhỏ Đỗ Phi, đám Mông Nhạc chắc là tới kiến nghiệp rồi chứ. Kệ họ có đến hay chưa, bọn mình đi trước thôi. Đỗ Phi phất tay nói. Đám Đỗ Phi thời gian qua bận tối mắt, ngoại trừ chỉnh hợp tài nguyên Internet, địa điểm làm việc của Sáng Vực Đông Đại cũng chuyển vào trong khu thương nghiệp Đông Hồ. Sau khi cuộc họp kết thúc, Tạ Tử Gia đi trước, Trương Khác và Đỗ Phi tới văn phòng mới của Sáng Vực Đông Đại, tới nơi mới phát hiện Mông Nhạc và Tịch Nhược Lâm đã tới thẳng đó rồi. Tòa nhà văn phòng nằm phía đông khu thương nghiệp, cao 26 tầng, tường màu đỏ sẫm. Ánh mặt trời chiếu xuống, tạo ra cái bóng cực lớn trải dài trên đường, học theo phong cách của tòa nhà Ái Đạt Bắc Kinh, dùng pha lê đỏ sẫm hình tam giác dựng trước tòa nhà, góc trái viết, Sáng Vực Đông Đại. Chương 1258, cố nhân đi ở 1. Vốn định đợi tòa nhà phía Bắc xây xong mới chuyển vào, sau lại nghĩ chắc mày không nỡ bắt tao sống ở trên đống tiền mà phải sống trong chuồng heo nên chuyển vào trước. Đỗ Phi cười hì hì. Điều kiện ở văn phòng làm việc cũ khá tệ. Đại đa số phòng làm việc không có điều hòa, không thể so với vườn sồi, càng không thể so với khu nhà văn phòng mới xây ở khu thương nghiệp Đông Hồ. Trương Khác chẳng thèm tin đám Đỗ Phi có thể chịu được tới khi tòa nhà tiêu chí phía Bắc xây xong mới chuyển vào. Mông Nhạc chẳng có chút khái niệm hình tượng nào, ngồi chồm hổm ở vệ đường nhìn tòa nhà Sáng Vực Đông Đại khí thế hùng dũng, trước kia quyết định dùng hết toàn bộ tiền sảnh của tòa nhà làm chỗ đón tiếp là quá chính xác, quan trọng nhất là phải có khí thế bất phàm này. Còn phải chọn hai tiếp đãi viên hợp cách đứng quầy nữa. Tiền sảnh tòa nhà này vốn định cho ngân hàng Trung Quốc thuê dùng, nhưng đám Đỗ Phi, thời học bân cho rằng tập đoàn đầu tư sản nghiệp Internet lớn nhất Trung Quốc tương lai, nếu như mặt tiền của Sáng Vực Đông Đại mà phải chen lấn với các công ty khác trong cầu thang máy thương vụ thì không vinh quang lắm, nên chiếm hết cả tiền sảnh tòa nhà làm nơi tiếp đãi. Mông Nhạc và Tịch Nhược Lâm làm việc ở Mỹ đã hơn nửa năm, về nước ở Tân Đình vài ngày, hôm nay mới tới kiến nghiệp.
ở hải ngoại sinh hoạt nửa năm, làm khí chất của Mông Nhạc phát sinh biến hóa, trông trưởng thành hơn thời ở trong trường học nhiều, ánh mắt thêm sắc bén, vẻ mặt thêm ung dung điềm tĩnh, mỗi tội cái kiểu ngồi đó làm hỏng hết hình tượng. Thời học bân nhìn thấy Mông Nhạc thì hưng phấn khoác vai nói, nhân sĩ từ nước ngoài về phải có phong phạm như thế. Trương Khắc vỗ vai Mông Nhạc bảo hắn đứng dậy nói chuyện. Anh về cùng làm tổng giám đốc sáng vực Đông Đại, đợi năm sau Đỗ Phi nó tốt nghiệp tiện cho tôi đá nó ra nước ngoài. Muốn có tầm nhìn rộng hơn, nhận thức sâu sắc hơn ngoại trừ thiên phú ra thì trải nghiệm và kinh nghiệm là thứ cần phải có, nếu chẳng phải vì tính tới Đỗ Phi sang năm sẽ tốt nghiệp, Trương Khắc còn muốn Mông Nhạc ở lại Mỹ thêm vài năm. Chính bản thân Trương Khắc, y rất ít đụng vào chuyện vụn vặt quản lý thường ngày, dùng thời gian để chuyên tâm học tập. Khoảng thời gian qua vừa vặn là thời kỳ quan trọng nhất của sáng vực Đông Đại, mặc dù Tạ Tử Gia có thể cung cấp rất nhiều ý tưởng phát triển kinh độc, nhưng chính vì đầu óc thiên tài của cô nhóc đó không ngừng nảy ra ý tưởng kỳ diệu mới làm mọi người ứng phó bở hơi tai, để Mông Nhạc về nước cũng là chia sẻ chút áp lực về quản lý với Đỗ Phi. Mông Nhạc cười hăng hắc, nói với Đỗ Phi, coi như tôi hái quả chín của cậu rồi. Anh cũng đừng đắc ý quá sớm. Đỗ Phi nghĩ để đến khi gặp Tạ nữ ma đầu rồi sẽ biết cái quả này hái được nhưng không dễ ăn, híp mắt hỏi Tịch Nhược Lâm, lão Mông ở bên chỉ có qua được kỳ dùng thử không? Miệng chó không mọc được ngà voi, sao Thịnh Hạ lại để cậu lừa gạt ở lại Hong Kong chứ nhỉ? Tịch Nhược Lâm mặt đỏ bừng cười mắng, nửa năm ở nước ngoài, cô không có thay đổi gì, vẫn trẻ trung diễm lệ như thế. Sư tỷ hiểu lầm, năm sau đệ bị đá đít rồi, cô ấy về có ý nghĩ gì? Đỗ Phi cợt nhả. Căn bản đâu cần học lừa gạt như lão Mông. Thịnh Hạ vừa mới tốt nghiệp đỡ ít Hong Kong, cuối tháng 5, Trương Khắc và Đỗ Phi còn tới tham gia lễ tốt nghiệp của cô, cuối cùng Thịnh Hạ quyết định ở lại Hong Kong. Ban đầu vì thuận tiện cho Thịnh Hạ, Đường Thanh tới Hong Kong du học, Trương Khắc thiết lập quỹ học bổng cho du học sinh trong nước ở Hong Kong, về sau đặt dưới danh nghĩa thương vụ Cẩm Hồ, do Tương Vi phụ trách quản lý, cơ cấu thương nghiệp và cơ cấu công ích cần phải có giới tuyến rõ ràng một chút. Phù hợp với chuẩn tắc quản lý, Thịnh Hạ tới đó làm quản lý, kỳ nghỉ hè này Đường Thanh cũng tới quỹ học bổng thực tập. Trần Phi Dung và Hà Huyền thực tập ở Tổng bộ Thương vụ Cẩm Hồ Hong Kong nửa năm, lần này cũng theo Trương Khắc và Đỗ Phi từ Hong Kong về, chỉ có điều nửa tháng nữa là hai cô chính thức tốt nghiệp, trước khi tốt nghiệp còn có rất nhiều việc phải làm, tạm thời còn chưa chính thức tới báo danh cho Diệp Tiểu Đồng, mấy ngày qua Trương Khắc không nhìn thấy bóng dáng của họ. Buổi tối tẩy trần cho Mông Nhạc, Tích Nhược Lâm, chẳng tới quán ăn cao cấp mà tới nhà ăn trường ăn cơm, mười mấy người vây quanh hai chiếc bàn dài ăn uống, cơm nó rượu say rồi kéo tới 1978 uống rượu, từ nhà ăn trường đi ra, đi qua nhà hàng Tam Phúc, vừa vặn Trần Phi Dung và mấy người bạn từ bên trong đi ra. Trần Phi Dung thời gian ở Hong Kong cũng thay đổi không ít, trông có trở nên bạo dạn hơn, cô mặc áo thun đỏ, chiếc quần bò cộc te tua khá bụi bặm, lộ cặp đùi dài mỹ miều trắng trẻo trông hết sức thời thượng quyến rũ, có điều khí chất không đổi. Lãnh đạm kiêu ngạo cự tuyệt người khác từ ngàn dặm, cộng thêm dày dạn tự tin càng khiết càng chàng trai nhút nhát không dám tiếp cận, má đỏ hây hây, tựa hồ uống chút rượu, thấy Trương Khắc đi qua, vội cáo biệt cùng bạn học, gia nhập vào phía Trương Khắc. Trương Khắc nghe thấy bạn Trần Phi Dung hỏi có cô đi hát không, liền hỏi cô, lớp bạn buổi tối còn có hoạt động, bạn không tham gia à? Bọn họ muốn tới đường Tân Thị hát, mình muốn tới chỗ các bạn. Trần Phi Dung lắc đầu. Trần Mỹ Nữ hôm nay được bao nhiêu người bày tỏ rồi. Thời học bân sán tới trêu ghẹo. Biến, Trần Phi Dung trừng mắt lên, rồi đi tới lặng lẽ đứng bên Trương Khắc. Cái tính cách đạm bạc này tựa hồ hình thành từ thời cao trung tới giờ vẫn không đổi. Bạn học thời cao trung, trừ cùng Tô Nhất Đinh quan hệ hết sức mật thiết ra thì những người khác Trần Phi Dung đều coi như không liên quan gì vậy. Đi qua Hợp Hoan Sơn thì bắt gặp Hồ Kim Tinh và Trần Dũng từ hướng khác đi tới, cũng đang đi về phía cổng trường. Hồ Kim Tinh trông còn đỡ, Trần Dũng thì mặt mày phờ phạc, tóc rối bời, râu ria lởm chởm, chẳng biết bao lâu rồi chưa cạo. Bọn chúng nhìn thấy nhóm Trương Khắc đi tới, theo bản năng muốn né tránh, Hồ Kim Tinh liếc nhìn Trần Phi Dung một cái, do dự chút rồi rảo bước đi ra khỏi cổng trường trước, Trương Khắc đi sau thấy bọn chúng vào quán ba tên là Ấn Tượng Thâm Hồng bên cạnh 1978. Trông bọn họ sao có vẻ tiều tụy quá nhỉ? Trần Phi Dung nghi hoặc hỏi Trương Khắc. Có thể bọn họ vừa mới té nhào. Trương Khắc đem chuyện bọn chúng dựa vào tin tức nội bộ chơi cổ phiếu giải thích cho Trần Phi Dung. Phải rồi, bạn làm trợ lý riêng cho mình cần làm quen với rất nhiều chuyện đấy, tiền lương của Cẩm Hồ không dễ cầm đâu. Trần Phi Dung đưa ngón tay non như cọng hành đặt lên mi tâm, trầm ngâm không nói. Sao thế? Trương Khắc hỏi.
mẹ mình cứ thích hỏi han lung tung, mình đang nghĩ phải nói gì để lừa mẹ. Nói thẳng không được à? Bạn thì rõ ràng muốn nhìn thấy mẹ mình hận không thể băm mình đem bán rồi. Trần Phi Dung lườm Trương Khác một cái, mũi hơi nhăn lại, dáng vẻ có chút tinh nghịch, đó chính là khác biệt lớn nhất giữa Đường Thanh và Trần Phi Dung. Đường Thanh hay nhõng nhẽo, thường có động tác rất nữ tính, Trần Phi Dung thì lúc nào cũng lãnh đạm, thi thoảng có chút động tác nhỏ, càng lay động lòng người. Đi vào 1978, thấy Hà Huyền và Tô Nhất Đình đều đứng sau quầy bar, Trương Khác ngạc nhiên hỏi, hôm nay không phải là bạn học cùng phòng các cô tụ hội sao? Tô Nhất Đình đánh miệng về phía góc đại sảnh, toàn là những cô gái cùng phòng Hà Huyền và Tô Nhất Đình, bên này có người nghỉ phép, thiếu người, nên chúng tôi chuyển địa điểm tụ hội sang chỗ này, chi phí hôm nay tính vào phí tăng ca của hai chúng tôi vậy. Hai cô tăng ca được mấy đồng? Trương Khác đi ra sau quầy bar, đuổi hai cô gái đi, bảo bọn họ tới tụ họp với bạn, nửa tháng nữa mỗi người một phương rồi, thời gian này ở bên bạn bè cực kỳ đang trân trọng, y đích thân ra sau quầy bar pha nước phục vụ mọi người. Đám Đỗ Phi lấy nước rồi tìm chỗ ngồi, lúc này khách rất đông, không thể chen lấn cả vào quầy bar nói chuyện. Chương 1259, cố nhân đi ở 2. À phải, Tô Nhất Đình quay lại quầy bar nói với Trương Khác, anh có nhân tuyển nào thích hợp cho 1978 chưa? Tới tháng 7 tôi sẽ rời kiến nghiệp, không muốn dính dáng gì với mọi người nữa, bạn trai ở bên nhau 3 năm, cuối cùng không ngờ lại nói với tôi là yêu tôi vì muốn tiếp cận với Hà Huyền. Mọi người nói xem, trái tim này phải tan nát thế nào mới biểu đạt được trái tim tan nát đây? Chẳng phải bạn thường nói nam nhân không đáng để thương tâm, vứt bỏ sớm mới không gây trở ngại cho cuộc đời à? Hà Huyền cười khúc khích. Lúc này còn dám cười trên đau khổ của người khác à? Tô Nhất Đình nghiến răng nghiến lợi nhéo hông Hà Huyền. Hà Huyền vừa cười vừa la lớn xin tha, nhìn thấy Trần Phi Dung cũng tủm tỉm cười, chẳng có vẻ gì cảm thông với mình, đưa tay còn lại ra nhéo hông Trần Phi Dung, bảo Trương Khác, anh trông coi hai con yêu tinh này chặt một chút, đừng để bọn chúng đi gây hại con gái Phạm Trần. Nếu anh không tìm được ai trông coi 1978 thì có thể mỗi ngày dẫn hai con yêu tinh tới đây. Rồi đẩy Trần Phi Dung và Hà Huyền về phía Trương Khác, cô chạy đi tụ hội với bạn học trong phòng. Đứng sau quầy ba nhìn người qua kẻ lại cũng là cuộc sống đáng mong ước đấy. Hàn Huyền chống cằm lên quầy ba, cô vóc dáng cao giáo yểu điệu, từ khi sang Hong Kong cắt tóc ngắn, trông càng thêm tinh nghịch đáng yêu, đôi mắt to sâu thẳm phát ra ánh sáng mê người hướng về phía trước, như đang nhìn tương lai tràn đầy hấp dẫn, nếu anh không tìm được người thích hợp quản lý nơi này thì mai tôi giúp anh dán giấy tuyển người nhé. Trừ Tô Nhất Đình ra vốn còn có hai nữ sinh nữ làm việc ở 1978, sau khi Tô Nhất Đình tốt nghiệp rời đi, để một trong hai cô gái này quản lý là được, chỉ là hai cô gái đó muốn thi nghiên cứu sinh, nên phải tuyển người mới. Tô Nhất Đình miệng nói không muốn có dính líu gì tới bọn họ nữa, nhưng không biết rằng Ngân hàng Thương nghiệp Hải Châu cô định tới làm do Cẩm Hồ khống chế đằng sau. Trương Khác dựa lưng vào quầy bar, nhìn đủ các loại rượu đặt trên kệ và những chiếc ly pha lê trong suốt. Tuy nói là nhận ủy thác của Tôn Tĩnh Mông ở tận Singapore xa xôi, nhưng truy tới cùng vẫn là do bản thân y không muốn đóng cửa 1978. Ngõ học phủ sớm đã cảnh còn người mất, trong lịch sử từng xảy ra, do ngõ học phủ đi xuống, tới thời điểm này 1978 vì không thể kinh doanh tiếp mà phải đóng cửa. Không tìm ra người thích hợp để quản lý, có lẽ đóng cửa 1978 cũng là lựa chọn hợp lý. Này, đang nghĩ gì thế? Trần Phi Dung thấy Trương Khác ngơ ngẩn nhìn kệ rượu, nghi hoặc hỏi. Mình vừa để tâm trí lang thang à? Bạn tự nói xem, Trần Phi Dung mỉm cười, bảo Trương Khác pha cho cô nước cam, hôm nay người gọi nước cam rất nhiều, làm bọn họ ứng phó mệt nghỉ. Trương Khác vứt bỏ những suy nghĩ vừa rồi, cho dù 1978 không còn nhiều ý nghĩa với ký ức kiếp trước nữa, cũng là nơi Tôn Tĩnh Mông đặt rất nhiều tâm tư vào, đã nhận lời thì phải chiếu cố cho tốt. Lúc này ở bên ngoài truyền tới tiếng thủy tinh vỡ, tựa hồ có người đang tranh cãi, Trần Phi Dung thò đầu nhìn ra ngoài, cửa xoay cứ xoay mãi, cảnh tượng trong ngõ học phủ giống như một bức tranh tĩnh vật đang lật vùn vụt, nhìn không rõ xảy ra chuyện gì. Ngõ học phủ là khu vực ít ỏi có cảnh sát chuyên môn tuần tra ở kiến nghiệp, thường ngày trị an rất tốt, nhưng không có nghĩa là không có những thanh niên khí huyết thịnh vượng sau khi sau rượu sinh sự gây hấn, mấy nơi như quán bar này vốn lắm thị phi. Trương Khác nghe thấy hình như là từ trước cửa quán ba bên cạnh truyền sang, chẳng có tâm tư đi xem náo nhiệt. Thời Học Bân vừa nhận điện thoại vừa đi ra ngoài, không biết là ai truyền tin cho hắn, khi đi qua quầy ba nói với Trương Khác, hình như Trần Dũng, Hồ Kim Tinh bị người đòi nợ tóm được ở quán ba bên cạnh, chúng tôi đi xem náo nhiệt.
đám Đỗ Phi, Thời Học Bân đều theo sau. Thời Học Bân có thù oán khá sâu với Hồ Kim Tinh và Trần Dũng, nghe nói bọn chúng bị vướng vào rắc rối thì rất hưng phấn. Trương Khắc bỏ đồ trong tay xuống, theo đám Thời Học Bân ra ngoài, thấy trước quán ba ấn tượng thâm hồng có một đám người vây quanh, Hồ Kim Tinh lành lặn đứng một bên, sắc mặt âm trầm không biết đang suy tính gì, Trần Dũng bị hai tên đại hán vạm vỡ ấn vào góc tường không động đậy được, trên cánh tay hai tên đại hán xăm hình long hổ. Hồ Kim Tinh đi tới định phân bua gì đó bị một người thấp bé mặc đồ tây chặn ở bên ngoài, kiến nghiệp vào tháng 6 đã là mùa hè nóng nực, buổi tối trời chỉ hơi mát một chút, mặc áo sơ mi rất thích hợp, thanh niên thấp bé còn mặc áo vét đúng điệu, làm bộ làm tịch, trên mặt đất có mảnh thủy tinh vỡ, không biết là cái gì vỡ. Thường ngày Trương Khắc không để vệ sĩ theo bên cạnh, hiện quán ba bên cạnh có xung đột, Phó Tuấn và hai vệ sĩ kịp thời xuất hiện giữa hai quán ba. Sao không có ai báo cảnh sát? Trương Khắc cau mày hỏi Phó Tuấn, kẻ nào xăm hình lên tay giả mạo xã hội đen đòi nợ thế? Hiển nhiên đám Thời Học Bân vui mừng còn chẳng kịp, làm gì có chuyện đi báo cảnh sát giúp đám Hồ Kim Tinh thoát thân. Tôi không muốn những thứ lộn xộn xuất hiện ở trong ngõ. Trương Khắc giải thích một câu, so với gây rắc rối cho hạng tôm tép này, y càng để ý tới chuyện hoàn cảnh trị an ngõ học phủ bị phá hỏng hơn. Hai tên đại hán vạm vỡ một trái một phải kẹp cổ Trần Dũng muốn lôi hắn tới một nơi vắng vẻ để hỏi chuyện, Phó Tuấn ra hiệu hai vệ sĩ ngăn bọn chúng lại, đi tới nói với thanh niên thấp bé, tôi không quan tâm giữa các cậu có va chạm gì, nhưng ở trong ngõ học phủ không cho phép các cậu vô duyên vô cớ đưa người đi như thế. Hồ Kim Tinh và Trần Dũng đang bị hai tên đại hán vạm vỡ kia đều bất ngờ nhìn Trương Khắc, không ngờ y lại giúp bọn chúng thoát thân. Trương Khắc chẳng thèm lý tới bọn chúng, đi thẳng vào 1978. Cảnh sát tuần tra nhanh chóng xuất hiện, không cho giải thích còng hai tên đại hán và tên thanh niên nhét vào xe đưa đi. Thấy cảnh sát kịp thời giải vây cho Trần Dũng, đám Thời Học Bân mất hứng đi vào ngồi xuống quầy ba nói với Trương Khắc, sao trông có vẻ như không liên can gì tới Hồ Kim Tinh thế nhỉ? Chuyện không đơn giản như vậy đâu. Trương Khắc lắc đầu, Hồ Kim Tinh ẩn trong bóng tôi, chuyện gì cũng do Trần Dũng ra mặt làm, bao gồm vay tiền đảm bảo huy động tiền từ chứng khoán Nguyên Giang. Hiện có người đòi nợ, tất nhiên là tính lên đầu Trần Dũng. Nhưng tất cả không có Hồ Kim Tinh đứng sau, Trần Dũng không làm nổi, hiện Trần Dũng không thoát khỏi rắc rối thì Hồ Kim Tinh cũng khó thoát. Thời Học Bân hỏi, Hồ Kim Tinh không muốn ra mặt, có phải hắn muốn đẩy hết trách nhiệm lên Trần Dũng? Thế cũng cần Trần Dũng đủ năng lực ôm lấy hết mới được. Đỗ Phi cười nhạt, trừ 4 triệu tiền đảm bảo, bọn chúng còn lỗ 12 triệu ở chứng khoán Nguyên Giang, 4 triệu thì đám xã hội đen đòi nợ. Còn khoản 12 triệu kia không biết chúng bù vào ra sao. Một lúc sau Phó Tuấn đi vào báo với Trương Khắc, Trần Dũng vì gom đủ tiền đảm bảo đã vay nặng lãi 80 vạn, đó còn là thứ yếu, ông chủ công ty cho vay nặng nghe Trần Dũng khoe khoang chơi cổ phiếu Hải Thúc có thể kiếm lãi lớn, nên mua vào ở giá cao, thua lỗ cả chục triệu, đại khái là uất lắm, bất chấp thân phận của cha hắn, phái người tới ngõ học phủ đòi nợ, ông chủ công ty cho vay nặng lãi giờ mới nhớ ra ngõ học phủ là nơi thế nào. Vừa nhờ người gọi điện thoại tới đánh tiếng. Chương 1260, chủ nợ tới nhà. Đỗ Phi bĩu môi, đám cho vay nặng lãi này không dám chọc vào Hồ Tôn Khánh, nhưng tức lên, chưa chắc không dám chọc vào Trần Kỳ Bân. Hồ Tôn Khánh là phó bí thư thành ủy, phó thị trưởng thường vụ, đám tam giáo cửu lưu, bàng môn tà đạo căn bản không có năng lực, không có gan chọc vào ông ta. Trần Kỳ Bân chỉ là một phó sở trưởng sở giáo dục, tuy mạng lưới quan hệ không ít, nhưng dù sao thời gian dài ở trong cơ quan, phương diện tiếp xúc tới ít, chỉ kém Hồ Tôn Khánh một cấp nhưng quyền lực khác nhau như trời đất, đám địa đầu xà chưa chắc không dám cắn. Nói không chừng có ẩn tình khác, Trương Khắc vẫn lắc đầu, hỏi Phó Tuấn, ai gọi điện tới? Phó Tuấn đáp, là Cố Trúc Đồng, ông chủ địa ốc Khải Phượng, nghe nói có tham gia cổ phần ở công ty cho vay nặng lãi kia. Trương Khắc nghĩ một lúc không có ấn tượng gì với Cố Trúc Đồng, kiến nghiệp long xà hỗn tạp, có rắn to. Rắn nhớ, rắn nhỏ, làm sao mà y nhớ nổi. Bảo Phó Tuấn, tôi đoán chừng đằng sau còn có trò hay đằng sau, nghe ngóng xem lai lịch Cố Trúc Đồng ra sao. Phía bên sở giáo dục, sở trưởng Mão Ân sức khỏe kém, một năm thì nửa năm dưỡng bệnh, mấy phó sở trưởng đấu nhau dữ lắm. Mày bạn bè thật đấy, cứ như toàn bộ không liên quan gì tới mày vậy, cuối cùng lại là người không liên quan giúp ta, mày nghĩ cái gì? Đừng tưởng vờ như không liên quan gì là không liên quan gì thật. Trần Dũng phẫn hận nhìn Hồ Kim Tinh quát tháo, cổ hắn vẫn còn đau, nhìn vào gương xe, thấy cổ bị hai tên xã hội đen kịp cho hơi sưng đỏ, người thì không sao, nhưng bị đãi ngộ như thế trước đám đông, làm hắn nhục nhã vô cùng,
càng muốn che giấu sợ hãi trong lòng, ra sức hét. Tao mặc kệ mày bao giờ. Hồ Kim Tinh cũng uất lắm, áp giọng nói, chuyện có nặng nhẹ nhanh chậm, cũng nói rõ với mày rồi, không phải hơi một chút là có thể lôi chú tao ra dọa dẫm được. Hơn nữa cha mày là phó sở trưởng mà người ta có bận tâm đâu. Tao đã nghĩ hết cách áp chuyện bên công ty chứng khoán rồi, chuyện tiền đảm bảo mày không nghĩ cách gì à? Tao nghĩ cách, tao có cách gì mà nghĩ? Trước kia chính mày thề sống thề chết nói chuyến này kiếm được mẹ lớn, mày xem giờ ra sao? Chuyện cổ phiếu bỏ mẹ nó qua một bên, trước tiên nói vấn đề tiền đảm bảo đã, tiền của Vương Hải Thúc tạm chưa tính, khoản vay nặng lãi tổng cộng 3.2 triệu, không giải quyết đám người đó kéo tới đơn vị cha tao gây chuyện, lúc đó không ai sạch sẽ nổi đâu. Hồ Kim Tinh nghe trong lời nói của Trần Dũng có vẻ uy hiếp rất ngứa tai, không nhịn được cũng quát lại, Vương Hải Túc nể mặt ai mà không nhắc tới khoản tiền đó, bên công ty chứng khoán nể mặt ai áp khoản kia xuống. Hiện giờ xảy ra chút chuyện, tao có chạy không, nhưng mày không thể bắt tao giải quyết hết tất cả mọi chuyện. Hắn đặt tay lên cửa xe, tao không thèm cãi nhau với mày, tao về nghĩ cách, mày cũng động não đi, vượt qua được lần này, thế nào cũng có cơ trở mình, chỉ cần chú tao, cha mày còn tại vị. Người nhờ và tới họ còn nhiều, vài triệu là cái mẹ gì. Vứt lại câu đó xong Hồ Kim Tinh xuống xe, bỏ một mình Trần Dũng trong chiếc xe Audi mới mua chưa lâu. Trần Dũng nhìn Hồ Kim Tinh đi ra cửa ngõ, điên tiết đấm một phát xuống bảng điều khiển, rất lâu sau mới khởi động xe về nhà. Nhà Trần Dũng ở đường Vệ Lăng, sở giáo dục tỉnh ở ngay đường Trung Sơn phía trước. Tranh thủ trước khi cải cách nhà ở. Sở giáo dục bỏ tiền mua lấy xưởng dầu ma rút đằng sau cơ quan để xây một tòa nhà 30 tầng gọi là tòa nhà giáo dục, cho công ty xí nghiệp thuê làm văn phòng, ngoài ra còn xây 4 chung cư cho công nhân viên. Trần Kỳ Bân được chia một căn hộ lớn rộng 180m², danh nghĩa là hùn vốn, Trần Kỳ Bân chỉ phải bỏ ra 8 vạn đồng là sở hữu căn hộ, chưa bằng 1/5 giá nhà đất ở khu vực này. Trần Dũng lái xe vào gara, thấy một chiếc Mercedes đi qua bên cạnh. Cảm giác được người ngồi ghế sau chiếc Mercedes đang nhìn mình, không rõ trong xe là ai, hắn ngồi thêm một lúc, xác nhận không gặp phải người quen nào mới lén lút vào thang máy, vào nhà thấy cha hắn ngồi trong phòng khách, kỳ quái hỏi, sao hôm nay ba về sớm thế? Câu này ba hỏi con mới đúng, Trần Kỳ Bân mặt âm trầm nhìn con trai. Trần Dũng thấy vẻ mặt cha khác lạ, chột dạ hỏi, sao thế, xảy ra chuyện gì ạ? Làm chuyện hay ho tự biết, còn cần hỏi à? Trần Kỳ Bân cầm quyển sách đè dưới tay ném vào mặt con. Trần Dũng giật mình không né kịp, bị quyển sách đập vào miệng, không biết chuyện gì, không dám ho he nửa lời, quyển sách rơi xuống sàn, đồng thời có mấy tờ giấy rơi ra, hắn liếc mắt nhìn, là giấy vay nợ, nhớ lại chiếc Mercedes lúc nãy mới biết người ta tìm tới tận nhà rồi. Lần này là con nhìn nhầm, chỉ có 80 vạn, là cái gì đâu, mai con kiếm tiền trả họ là được. Trần Dũng ra vẻ ta đây, định gạt cho qua chuyện này. Mẹ đâu rồi ạ? Chỉ có 80 vạn. Trần Kỳ Bân hừ một tiếng, nếu thằng con đi lại gần, ông ta sẽ không nhìn được tát cho hắn một cái, kím nén một lúc, thở hắt ra, 80 vạn, nói nhẹ nhàng nhỉ, người ta nhìn chúng tòa nhà giáo dục đằng sau rồi. Có 80 vạn mà muốn lấy tòa nhà giáo dục, bọn chúng nằm mơ. Trần Dũng nghĩ, 80 vạn tất nhiên không thể lấy được tòa nhà giáo dục, đó chỉ là thù lao cho cha hắn để tác thành việc này, có điều cũng là gợi ý cho hắn. Trần Dũng mắt sáng lên, nghĩ ra cách thoát khỏi rắc rối hiện tại, vạch cổ áo lộ ra vết bầm tím trên cổ, con mắc lừa Hồ Kim Tinh, không trả được tiền, bọn chúng tới trường chặn được con. Trần Kỳ Bân liếc nhìn một cái, không nói gì. Lúc này vợ Trần Kỳ Bân nấp sau cửa không đành lòng nhìn con trai chịu khổ, chạy ra nói, Mã Uân nghỉ bệnh, anh có khẳng định mình ngồi lên được cái ghế sở trưởng không? Em chỉ có một đứa con trai, nếu nó có gì không hay, anh và con điếm Trương Lệ kia đừng hòng sống yên ổn. Nói lung tung gì đấy, về phòng đi, Trần Kỳ Bân quát lớn. Anh tưởng em không biết gì à? Chuyện con điếm Trương Lệ đó em đã nhịn rồi, chuyện của Tiểu Dũng anh định bỏ mặc sao? Đám người đó là dân xã hội đen, chuyện gì bọn chúng cũng dám làm, chúng muốn tòa nhà đó thì cho chúng là được, cái nhà đó anh giữ cho mình à? Hiện Mã Luân không nắm quyền, trong tay anh khó khăn lắm mới kiếm được chút quyền lực, đợi sở trưởng mới lên, anh lại mèo vẫn hoàn mèo, anh không biết nhân lúc này mà nghĩ cho Tiểu Dũng à? Bà vợ vật vã khóc lóc. Trần Dũng giờ mới biết đám người kia tới bỏ lại hợp đồng vay tiền, hẳn đã nói vài câu uy hiếp. Em thì biết cái gì, hiện giờ ai cũng đang nhìn cái ghế sở trưởng, chỉ mong người khác phạm sai lầm trước. Trần Kỳ Bân vất vả giải thích cho vợ. Ba, cùng lắm thì ba không tranh cái ghế đó nữa, có kẻ nào sạch sẽ đâu.
Trần Dũng thấy cha mình mềm xuống thì lấy dũng khí khuyên, lần này con mắc bẫy Hồ Kim Tinh, không phải chỉ có khoản vay 80 vạn này. Cái gì? Trần Kỳ Bân nghe thế thì máu sộc lên đầu, thấy vợ làm ra vẻ chuẩn bị lăn ra ăn vạ, hậm hực thở dài, đi thẳng vào thư phòng đóng sầm cửa lại. Trần Dũng thấy cha không hy vọng gì, tưởng là hết hy vọng, làm vẻ tội nghiệp nhìn mẹ. Để cha con nghĩ thêm đã, con làm việc sao không suy nghĩ gì cả, thiên hạ làm gì có đồng tiền nào dễ kiếm như thế. Trần Dũng ngồi phịch xuống ghế sofa, lấy thuốc lá ra. Tí tuổi đầu chỉ biết hút thuốc. Chương 1261, bước ngoặt hay cạm bẫy 1. Trần Dũng không chịu nổi lời làm nhảm của mẹ hắn, nếu là ngày thường thì hắn đã cãi lại rồi, giờ chỉ xoay người đi hút thuốc, biết mẹ hắn chỉ nói thế thôi, không quản mình thật. Cho tới tận bây giờ gặp phải chuyện này, Trần Dũng cũng chỉ coi là mình xui xẻo mà thôi, đúng lúc nguy cơ Internet, tới cả Hoành Tín tài lực hùng hậu còn bó tay hết cách, hắn chẳng oán trách ai, nhưng trong lòng hiểu rõ Hồ Kim Tinh có ý đồ để hắn gánh tội, nhớ lại thường ngày bị Hồ Kim Tinh sai bảo như lừa, thầm nghiến răng, rồi sẽ có một ngày cho mày biết thủ đoạn của tao. Hắn cầm hợp đồng công ty cho vay nặng lãi lên xem, không hiểu sao đám người này lại thèm khát tòa nhà giáo dục, hút thuốc một lúc nghĩ không ra, hỏi mẹ, vừa rồi là ai tới ạ? Giám đốc bộ phận quan hệ xã hội của địa ốc Khải Phượng, bỏ lại hợp đồng này rồi đi, à, còn có một cái túi ni lông đen, tới giờ vẫn chưa mở ra xem. Mẹ Trần Dũng đánh mắt về phía gầm bàn. Trần Dũng xách túi lên, thấy rất chầm tay, mở ra xem, có tới 20 bó tiền. Không được đụng vào cái đó. Trần Kỳ Bân từ thư phòng đi ra, giật lấy cái túi nhét vào tay vợ, em thu trước đi, chuyện chưa biết có thành không, nếu không thành số tiền này phải trả lại. Trần Dũng biết chuyện có cơ rồi, đứng dậy nói, 1 triệu mà muốn lấy tòa nhà giáo dục à? Không được. Trần Kỳ Bân nghiêm khắc nạt ngang, trong lòng ba tự rõ, thời gian này con ngoan ngoãn ở trường cho ba, sau đó quy củ tới cục giáo dục báo danh đi. Ngày 15 tháng 6, Tòa án tối cao Mỹ đưa ra phán quyết với vụ án chống lũng đoạn của Microsoft, hủy bỏ phán quyết do quan toàn Thomas đưa ra trước đó với Microsoft, chuyển vụ án về Tòa án Virginia phán quyết. Do trước đó Thomas phát biểu trước công chúng và giới truyền thông mang tình cảm cá nhân nhắm vào Microsoft, gây ra hậu quả tai hại, Bộ Tư pháp bị áp lực cực lớn, cuối cùng dùng quan tòa mới xử án, Thomas vì hành vi ngôn từ không thích hợp, bị ép nộp đơn từ chức. Có lẽ những giao dịch sau màn đã có tác dụng, đối diện với nguy cơ, Microsoft đã tóm lấy cơ hội chỉ lóe lên trong chớp mắt, một lần nữa tránh được vận mệnh bị chia rẽ. Đây không đơn giản là chỉ bước ngoặt của một mình Microsoft, có thể là bước ngoặt từ lúc kinh tế mới rơi vào nguy cơ cho tới nay. Phản ứng lại trước quyết định này, sàn giao dịch Nasdaq lập tức có tín hiệu tích cực, chỉ số phục hồi trở lại, giá cổ phiếu của Côn Đằng Online trong 3 ngày hồi sinh mạnh mẽ với hơn 20% giá trị. Ảnh hưởng bởi tin tức tốt lành từ sàn giao dịch Nasdaq, TTCK Á Âu quét sạch bóng mây u ám trước đó, bắt đầu phục hồi. Nguy cơ bất ngờ làm rất nhiều người trở tay không kịp, bước ngoặt bất ngờ cũng làm rất nhiều người luống cuống. Vương Hải Túc lái xe tới chỗ ở tạm thời của Nghiêm Văn Giới, nhìn thấy Lưu Kỳ Tuấn cũng vừa đỗ xe lại, đứng ở bậc thềm đợi hắn cùng vào nhà, Trương Văn Tín chưa tới, chỉ thấy vệ sĩ và trợ lý của Nghiêm Văn Giới ngồi ở phòng khách, không nhìn thấy Nghiêm Văn Giới đâu. Cũng không thấy Lâm Tuyết đâu. Lâm Tuyết cũng ở trong Nam Thúy Viên, Vương Hải Thúc không biết cô ta tới chưa, nhưng không lên tiếng, Lưu Kỳ Tuấn hỏi viên trợ lý, giám đốc Nghiêm đâu rồi? Giám đốc Nghiêm và Lâm Tiểu Thư ở trên lầu bàn việc, bảo mọi người đợi chốc lát. Vương Hải Thúc thầm nghĩ Lưu Kỳ Tuấn là tâm phúc của Nghiêm Văn Giới, hắn có chuyện gì mà phải tránh mặt họ Lưu tiếp xúc riêng với Lâm Tuyết. Bất giác nghĩ tới cái chuyện kia, chắc hai kẻ đó ăn mừng tin tốt lành.